rượu và thuốc là đều giống nhau, toàn bộ dựa vào tên tuổi. Khi mời khách ăn cơm, bình thường đều mong muốn lấy loại rượu tốt nhất đãi khách. Cho dù không là tốt nhất, cũng phải có chút tên tuổi danh tiếng. Không có danh tiếng, tất cả mọi người đều không nghĩ ra thương hiệu, tự nhiên liền không có nguồn tiêu thụ nào. Không có nguồn tiêu thụ, khách sạn cũng sẽ không nhập hàng. Ngẫu nhiên mà có người hỏi, cũng là thoái thác nói không có. Dần ra, liền hình thành tuần hoàn ác tính, thị trường sẽ càng ngày càng nhỏ. Thời kỳ năm đó Tần Trì nổi tiếng, rất nhiều người đều có thái độ tò mò muốn nếm thử, trong nước lại có truyền thống tiệc tùng, mỗi ngày không biết có bao nhiêu bữa tiệc, chỉ là một sự tò mò muốn nếm thử. Đã đủ để cho Tần Trì đạt tới con số sản lượng tiêu thụ kinh người. Kỳ thật người trong nước uống rượu, là theo trào lưu và danh tiếng. Người thật sự hiểu biết về rượu có được bao nhiêu, nhất là rượu trắng, cũng không có mấy người có thể uống mà phân ra hai loại rượu pha và rượu nguyên chất. Rượu tương đài tốt xấu gì cũng là nhà máy truyền thống, có kỹ thuật, có công nghệ, cũng có tên tuổi. Sau khi chấn chỉnh hồi sinh, Hạ Tưởng có lý do để tin tưởng rằng nó có khả năng vang danh Đại Giang Nam Bắc. Không lâu sau rượu tương đài được mua về, đóng gói đơn giản. Không hề có gì đặc sắc từ chai rượu thủy tinh, thậm chí bao bì một chai cấp thấp 10 tệ so với nó còn đẹp hơn. Hạ Tưởng khui rượu, rót vào ly mọi người, nói. Nào, chú Tề, Á Nam, nếm thử chút rượu tương đài, cảm giác một chút mùi vị coi sao. Khi nói chuyện, hắn lại hạ giọng nói vài câu với một người phục vụ bên cạnh. Nhân viên phục vụ không dám đáp ứng, vẻ mặt như xin chỉ thị nhìn về phía Tề Đông Lai. Tề Đông Lai vung tay lên. Trưởng phòng Hạ nói sao thì cứ vậy, sau này không có tôi, anh ta tới khách sạn, có nói gì thì cứ anh ta theo mà làm. Nhân viên phục vụ vâng một tiếng, vội vã đi ra cửa. Tề Đông Lai trước kia cũng có uống qua rượu tương đài, tuy nhiên cũng đã là chuyện gần 10 năm rồi, hôm nay lại một lần nữa nhấm nháp một ngụm rượu tương đài, hơi xúc cảm nói. Rượu tương đài quả thật không kém, vị rất thuần khiết. Vẫn là chọn dùng công nghệ sản xuất truyền thống. Đáng tiếc là thương hiệu và kỹ thuật của nó, lưu lạc ở mức xí nghiệp địa phương. Cả thương hiệu bậc 3 cũng không có, phỏng chừng hiện tại cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì mà thôi. Hạ Tưởng gật đầu tỏ vẻ tán thành cách nhìn của Tề Đông Lai. Lại hỏi Tề Á Nam. Á Nam cảm thấy thế nào? Tề Á Nam uống vào một ngụm, nhíu mày, lắc đầu nói. Quả thật uống không ngon bằng rượu có tên tuổi khác, nhưng lại không nói nên lời. Hạ Tưởng cười ha hả. Không nói gì, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ tiến vào, đưa tới mấy chai tốt hơn, có Mao Đài, rượu Ngũ Lương, Kiếm Nam Xuân và Tần Trì. Hạ Tưởng cho nhân viên phục vụ mỗi loại rót một ly, theo thứ tự đưa cho cha con họ Tề nếm thử. Chương 470, Gió Đông miễn phí tuyên truyền. Tề Đông Lai cười nói. Hôm nay thành buổi tiệc thưởng thức rượu rồi, không phải tôi tự đề cao. Tiểu Hạ có kiến thức biết đánh giá về rượu. Cậu và Á Nam so ra đều còn kém xa tôi. Tôi cả đời uống rượu vô số, từ loại rẻ nhất là nhị hoa đầu đến loại mắc nhất là Mao Đài, loại gì mà chưa uống qua. Tề Đông Lai đem mấy loại rượu một lần uống vào, nói. Vẫn là Mao Đài thơm nhất, Kiếm Nam Xuân hơi lạt, tuy nhiên hương vị rượu Ngũ Lương thì không được đúng, dường như là giả, hương vị Tần Trì so với trước thì tốt hẳn, chẳng lẽ hiện tại công nghệ đã cải tiến. Hạ Tưởng cười mà không đáp. Nói với Tề Á Nam. Á Nam, anh nói xem. Tề Á Nam cũng từng loại nếm một lần, cười nói. Theo tôi thấy, vẫn là rượu Ngũ Lương uống được nhất. Tần Trì kém nhất, Mao Đài quá thơm, tôi không quen. Kiếm Nam Xuân cũng không phải là loại tôi thích. Hạ Tưởng vui mừng mỉm cười. Vẫn là chú Tề lợi hại, vừa rồi trong mấy chai rượu, chỉ có Mao Đài là rượu thật, còn những cái khác đều là rượu giả. Tề Đông Lai vẻ mặt nghi hoặc. Không thể tin được nhìn về phía nhân viên phục vụ cười khanh khách nói. Chủ tịch Tề, ngoại trừ Mao Đài, trong mấy chai khác đều là rượu tương đài. Đang uống trà Tề Á Nam bị sặc một ngụm nước, ho khan vài tiếng cười ha hả. Trưởng phòng Hạ, rốt cuộc anh diễn trò gì vậy? Sao lại một tay treo đầu dê bán thịt chó với chúng tôi? Tề Đông Lai hiểu ra chuyện gì, liền khen ngợi. Vẫn là ánh mắt Tiểu Hạ nhạy bén. Rất rõ ràng danh tiếng mang đến giá trị phụ thêm. Tôi chỉ uống ra hương vị rượu Ngũ Lương là không đúng, Kiếm Nam Xuân lại khiến tôi tin là thật. Hổ thẹn, còn tự xưng cả đời uống qua vô số loại rượu. Xem ra, bao bì và tên tuổi,
có thể vô hình chung là một ấn tượng không thể thiếu làm gia tăng thương hiệu. Tề Á Nam cũng hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng. Tôi hiểu rồi, trong mắt người không hiểu rượu như tôi đây, giá cả là cái đầu tiên, giá càng cao, liền cho rằng đó là rượu tốt. Không nghĩ tới, rượu mấy trăm tệ và rượu có vài tệ, chỉ thay đổi bao bì, thì khiến cho tôi uống vào có cảm giác rất ngon, tác động tâm lý quả nhiên lợi hại. Hạ Tưởng xua tay cho nhân viên phục vụ đi ra, giải thích nói. Kỳ thật tôi cũng không phải hoàn toàn là muốn kiểm tra về sự hiểu biết rượu trắng của chú Tề. Người có tài thật sự có thể nếm ra mùi vị thật giả của rượu không phải không có, mà là quá ít. Tôi chỉ là muốn lấy góc độ một người tiêu thụ bình thường để tự suy ngẫm vấn đề, chính là nhờ vào thực lực và công nghệ sản xuất của nhà máy rượu Tương Đài. Nếu đem nhà máy rượu Tương Đài tiến hành thay đổi cơ cấu, đầu tư nhiều vào quảng cáo, sau khi làm mới bao bì đóng gói rồi đẩy ra thị trường, lại xúc tích nhắc tới lời bình của vĩ nhân năm đó, Nam có Mao Đài, Bắc có Tương Đài, theo ánh mắt tinh tường của chú Tề, thắng lợi được mấy phần. Tề Đông Lai rốt cục hiểu ra chủ ý mà Hạ Tưởng bày ra. Tập đoàn Tề Thị lấy khách sạn làm chính, hiện tại bắt đầu đặt chân vào ngành sông hơi, hầu hết đều là ngành nghề có lợi nhuận cao. Ngành sản xuất rượu trắng tuy rằng Tề Đông Lai chưa đặt chân vào, nhưng trong lòng ông cũng biết, rượu trắng là một trong ngành sản xuất có lợi nhuận cao. Bởi vì rượu trắng không có giá, dù có công nghệ sản xuất giống nhau, nhưng cạnh tranh lại ở bao bì bên ngoài và tiếng tăm của nó. Ai nổi tiếng hơn, giá cả cao hơn, danh tiếng đi kèm mang lại giá trị lợi nhuận chênh lệch vô cùng lớn. Theo như cách nói của Hạ Tưởng, đầu tư vốn và tái tạo một rượu Tương Đài, không phải chuyện nghìn lẻ một đêm, mà là sách lược có thể thực thi. Nhưng Tề Đông Lai trong lòng vẫn còn do dự chưa định. Dù sao thì ngành sản xuất rượu trắng và ngành công nghiệp khách sạn của ông là hai ngành nghề khác biệt, không trong nghề thì không biết được nghề đó thế nào, cho dù có Hạ Tưởng đã bày ra đầu tư rau quả tươi ngâm Mậu Thịnh là trường hợp thành công trước đây. Nhưng đầu tư nhà máy rượu Tương Đài sẽ cần đến nguồn tài chính cực lớn, ít nhất cũng trên 100 triệu, hơn nữa chi phí quảng cáo, phỏng chừng phải đầu tư rất nhiều vốn, ông lo lắng một khi thất bại, sẽ liên lụy toàn bộ bước tiến của tập đoàn Tề Thị. Đầu tư trung tâm tắm rửa cũng cần kinh phí rất lớn. Hiện tại mới dựng lên một trung tâm sông hơi tắm rửa, cũng đã sử dụng không ít gần 100 triệu kinh phí. Tề Đông Lai không khỏi không do dự. Tề Á Nam lại không suy nghĩ nhiều đến vậy, y đối với Hạ Tưởng có một sự tín nhiệm mù quáng, trực tiếp nói luôn. Ngành sản xuất rượu trắng có lợi nhuận rất khả quan, cho dù giai đoạn đầu phải đầu tư nhiều vốn, tin rằng không cần tới 2 năm là có thể thu hồi vốn đầu tư. Lại vừa hay mượn thành phố Đan Thành dùng là làm thành thị thí điểm là điều kiện tiện lợi, có thể tranh thủ được rất nhiều chính sách ưu đãi, tôi cảm thấy đầu tư nhà máy rượu Tương Đài rất khả thi. Tề Đông Lai khẽ gật đầu, không phải là ông tán thành cách nói của Tề Á Nam, mà là đối với Tề Á Nam có thể nhạy bén ý thức được mượn dùng điều kiện có lợi, trong lòng vui mừng. Tề Á Nam so với trước kia đã trưởng thành hơn, xử lý vấn đề cũng toàn diện hơn, không giống như trước kia, đơn giản mà trực tiếp. Tề Đông Lai hàm xúc nói, nhà nước có quy định, trong các loại quảng cáo, không thể nhắc tới vĩ nhân, cho dù là lấp liếm nhắc tới cũng không được. Hạ Tưởng hiểu sự lo lắng của Tề Đông Lai, là cho rằng chi phí quảng cáo đầu tư quá lớn, tập đoàn Tề Thị có khả năng không chịu đựng được. Đối với việc tập đoàn Tề Thị đầu tư trung tâm sông hơi, Hạ Tưởng vẫn có thái độ hỗ trợ thận trọng. Bởi vì trung tâm sông hơi ở đời sau vào thời điểm phát triển đến hưng thịnh nhất, đã hoàn toàn trở thành nơi ô nạp trá hình, là nơi giao dịch tình dục. Sau đó thậm chí phát triển đến mức không còn là trung tâm sông hơi, trở thành nơi trăng gió mời rượu tiếp chuyện, thế cho nên sau đó tỉnh Yến lại bắt đầu bắt tay vào chỉnh đốn mạnh mẽ ngành giải trí, đóng cửa rất nhiều trung tâm phục vụ tình dục, và đề ra quy định nghiêm khắc. Mặc dù không có khả năng đóng cửa tất cả trung tâm tắm rửa, nhưng việc đó đã đả kích không nhỏ đến ngành trung tâm sông hơi. Hạ Tưởng cũng biết rõ. Tề Thị đặt chân vào trung tâm tắm rửa, nhất định cũng không thể tránh khỏi có một chút phục vụ mờ ám ở bên trong. Mỗi ngành nghề đều có quy luật riêng, chỉ cần bước vào, thì không tránh được. Tề Thị làm tốt mã ngoài còn đỡ, nếu làm không tốt, bị người khác nắm được nhược điểm, cũng rất dễ gặp rắc rối. Trước mắt có cơ hội này, kéo Tề Thị tiến vào ngành rượu trắng, dù sao so với việc chú tâm đầu tư vào trung tâm sông hơi ẩn chứa tai họa ngầm còn mạnh hơn rất nhiều. Chú Tề có điều không biết, kỳ thật theo cháu dự tính, đại khái chỉ khoảng 150 triệu thôi. Từ ngoài mặt Tề Thị mà nói, tuy có thể cố dốc hết sức,
nhưng có thể đạt được kết quả hay không thì phụ thuộc vào việc Tề Đông Lai có dám tin hay không. Nói sao? Tề Đông Lai tâm tư vừa động, ông cũng biết rõ đầu óc kinh doanh của Hạ Tưởng, từng có rất nhiều tiền lệ thành công, biết Hạ Tưởng làm việc đều có chừng mực, không ăn nói lung tung. Hơn nữa vừa rồi hắn cố ý cho người đưa đến một chai Tần Trì, ngụ ý đã vô cùng rõ ràng, đó chính là có thể tham khảo từ vết xe đổ của Tần Trì. Theo lời Hạ Tưởng, Tề Đông Lai quả thật không dám tùy tiện tiến vào ngành rượu trắng. Nhưng nhà máy rau quả tươi ngâm từ chỗ bế tắc mà sống dậy, huống chi là một nhà máy rượu từng huy hoàng trải qua nhiều năm. Ông sẽ không miễn tâm động. Chỉ bằng kinh phí 150 triệu dùng để mở rộng sản nghiệp, lần nữa khẳng định lại vị trí trên thị trường, thiết kế lại bao bì đóng gói, lại mở rộng tiêu thụ trên, cho 40 ngàn dùng là phí đầu tư quảng cáo trên CCTV. Ngoại trừ chi phí quảng cáo trên CCTV ra, việc mở rộng tại tỉnh Yến thì không cần dùng một đồng bạc nào. Hạ Tưởng vẻ mặt tự tin tươi cười, chậm rãi nói. Có thể cùng chính phủ thành phố Đan Thành hiệp thương, phối hợp dự án du lịch văn hóa của thành phố Đan Thành. Buộc lại với nhau tiến hành tuyên truyền trên toàn bộ phương hướng. Tin rằng chính phủ thành phố Đan Thành cũng có kinh phí riêng dùng để mở rộng du lịch văn hóa, đi nhờ chuyến xe mở rộng du lịch văn hóa, chi phí quảng cáo này tất nhiên sẽ được tỉnh chi trả. Phỏng đoán sơ bộ, ít nhất cũng có thể tiết kiệm được 30 triệu. Chính phủ thành phố Đan Thành tất nhiên sẽ không tổn hao 30 triệu tệ đi quảng cáo dự án du lịch văn hóa, nhưng lấy danh nghĩa Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành mở rộng, vẫn là có rất nhiều chỗ tiện lợi, chẳng hạn như có thể thông qua quan hệ, trên các tin tức truyền thông, hình thức nghe nhìn quảng bá ở thủ đô cùng với toàn tỉnh Yến, đương nhiên là quảng cáo miễn phí. Kể từ đó, vô hình chung đã đánh bóng tiếng tăm cũng như tiết kiệm được tài chính. Cho nên nói chính sách trong nước ủng hộ chính là nguồn tài chính ủng hộ lớn lao, không nói đến CCTV, riêng đài truyền hình tỉnh Yến nếu như cho quay một chuyên đề về du lịch văn hóa thành phố Đan Thành, khi giới thiệu lịch sử lâu đời của thành phố Đan Thành, trọng điểm giới thiệu một chút về truyền thống ủ rượu từ thời chiến quốc của thành phố Đan Thành, sau đó liên đới đề ra nhà máy rượu Tương Đài, kể từ đó, càng khắc sâu vào lòng người hơn so với quảng cáo đơn thuần. Nếu góp vốn thành công, thì lại mời bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh đi vào thị sát, truyền thông trong tỉnh lại sẽ đăng hết bài này đến bài khác đưa tin trên diện rộng, cũng là một làn sóng lớn tuyên truyền miễn phí. Chỉ là một hạng này, hơn nữa lúc truyền thông đưa tin điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, là một mẫu trường hợp thành công thỉnh thoảng lại nhắc tới, cũng là một ngọn gió đông tuyên truyền miễn phí không thể bỏ qua. Hạ Tưởng đem sách lược đã sớm nghĩ ra trong suy nghĩ nói ra. Tề Đông Lai nghe xong, càng không ngừng gật đầu, trong lòng ý tán thưởng đối với Hạ Tưởng càng ngày càng sâu sắc. Sách lược kinh doanh ngay đến ông cũng không nghĩ ra, Hạ Tưởng lại thuộc như lòng bàn tay nói ra. Tề Đông Lai quen biết vô số cán bộ nhưng chưa bao giờ gặp qua đầu óc hiểu về kinh tế biết kinh doanh như Hạ Tưởng, và là cán bộ có thể tạo thế dựa thế. Tuyên truyền nêu trên chỉ là tuyên truyền thô thiển, có thể khiến nhà máy rượu Tương Đài một lần nữa tiến bước đầu tiên vào tầm mắt công chúng. Bước thứ hai nếu sách lược được áp dụng thích đáng, có thể trong thời gian ngắn, chẳng những khiến nhà máy rượu Tương Đài nổi tiếng, còn có thể khiến rượu Tương Đài xâm nhập lòng người, nhanh chóng khiến cho người ta ghi nhớ. Hạ Tưởng thấy Tề Đông Lai từng bước một bị hắn đả động, liền tung ra một chiêu cuối cùng. Tin rằng chiêu này vừa xuất ra, trừ phi Tề Đông Lai không muốn kiếm tiền, nếu không khẳng định sẽ đập bàn tại chỗ. Nhanh nói nghe xem. Tề Đông Lai bị Hạ Tưởng thành công gợi lên hứng thú, chỉ vừa nghe Hạ Tưởng mới đề ra chiến lược cũng đã động tâm, cảm thấy lúc này quả thật là thời cơ tốt nhất. Không ngờ Hạ Tưởng còn có chuẩn bị ở đằng sau, lại càng mừng rỡ. Tề Á Nam ở một bên đầy xúc động, ngay đến cha thông minh vượt trội còn bị Hạ Tưởng thuyết phục thành công. Nghĩ lại thì nhiều năm nay cha chưa từng kích động như vậy. Lại nhìn trên khuôn mặt Hạ Tưởng tuổi trẻ lóe ra ánh sáng tự tin sáng rọi, thầm nghĩ rằng nếu y không tự tin, bản thân đứng trước mặt hắn, không biết là có bao nhiêu tự ti. Hạ Tưởng ánh mắt đảo qua, liền đem những suy nghĩ phải làm trong mắt nói với hai cha con Tề Thị. Hắn sở dĩ tận tâm tận lực đi thuyết phục Tề Đông Lai đầu tư, cũng là cảm thấy Tề Á Nam là một người bạn có thể kết giao, về sau cũng có chỗ có thể nhờ cậy. Tập đoàn Tề Thị tại thành phố Yến cũng không là tập đoàn đặc biệt được tính đến, Hạ Tưởng cố ý dìu dắt bọn họ, có lợi thì nên ưu tiên cho bạn bè là tốt hơn. Chú Tề có xem bài báo trên Nhật báo tỉnh Yến do cháu và Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu thì phát biểu không? Hạ Tưởng nói một câu. Tề Đông Lai thấy khó hiểu, cho gọi nhân viên phục vụ lập tức lấy một tập báo chí từ đại sảnh vào đây, ông cầm tờ báo trong tay, nói,
Đương nhiên xem rồi, bài viết của các cậu vừa phát hành, thì lượng phát hành nhật báo Tỉnh Yến tăng vùn vụt, không ít người muốn mua còn mua không được, ngay cả nhân viên phục vụ khách sạn cũng biết trên mặt báo, cũng nhớ kỹ tên của ba người các cậu. Hạ Tưởng gật đầu cười. Sách lược bước tiếp theo của cháu là, đợi cho nhà máy rượu tương đài của thành phố Đan Thành được đầu tư, sau khi thay đổi tái cơ cấu thành công, để tạo quảng cáo và tiếng tăm, cháu sẽ tổ chức chuyên gia học giả, viết bài liên quan tới sự thành công của nhà máy rượu tương đài, lại phát biểu trên mặt báo của Nhật báo Tỉnh Yến, dùng để phản bác lại những người phản đối điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, chú Tề ngài nói xem. Nếu nhà máy rượu tương đài làm trường hợp thành công được vô số chuyên gia bài báo trích dẫn, chi phí quảng cáo này, nên tính sao đây? Nhật báo Tỉnh Yến vừa ra bài báo, ba người Hạ Tưởng, Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì không thể nói là người người Tỉnh Yến đều biết, nhưng ít nhất hễ là người có xem báo chú ý tin tức thời sự, cũng sẽ không ngừng vô cùng chú ý đối với nội dung bài viết, tên tuổi ba người Hạ Tưởng phần lớn đều được khắc ghi trong lòng. Nếu qua một thời gian, ba người Hạ Tưởng lại phát biểu bài viết, tất cả đều là trích dẫn sự thành công của nhà máy rượu tương đài làm một ví dụ thực tế để tiến hành tranh luận, nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ trong một đêm nhà máy rượu tương đài sẽ trở thành thương hiệu nổi danh khắp Tỉnh Yến. Tề Đông Lai cả đời chìm nổi trong thương trường cũng phải nể phục Hạ Tưởng, còn nhìn không ra cơ hội cực lớn ẩn chứa trong đó, chẳng phải đã sống uổng phí sao? Ông ngây người ngẩn ngơ, đột nhiên liền cất tiếng cười to. Hạ Tưởng tiểu hạ, có thể quen biết cậu, là hạnh ngộ của chú đây, là phúc đức cho Á Nam. Tôi sẽ đầu tư 150 triệu vào nhà máy rượu tương đài. Vậy là đã định rồi, cậu còn tìm người khác đầu tư, chính là không nể mặt chú đây, cũng không nể mặt Á Nam. Là không muốn qua lại với chú, là không muốn kết giao bạn bè với Á Nam. Tề Đông Lai mau lẹ nói ra lời nói này, chính là muốn giữ chặt lời Hạ Tưởng đã nói, lỡ Hạ Tưởng thay đổi, đem chuyện tốt lớn bằng trời giao cho người khác làm. Tề Đông Lai rốt cục đã hiểu được, Hạ Tưởng muốn tìm ông đầu tư, trên thực tế dựa theo suy nghĩ của Hạ Tưởng gần như là một con đường sáng sủa không có mạo hiểm. Hạ Tưởng không chút hoang mang cầm lấy thẻ tín dụng vừa nãy trong tay, cười hỏi. Cháu vì Tề thị lót gạch cho con đường đầy ánh sáng mặt trời, cái thẻ này, có phải số lượng quá ít không? Tề Á Nam không hiểu được ý tứ của Hạ Tưởng, cho rằng hắn thật sự là chê tiền ít, mặt đỏ lên, vội vàng cất thẻ vào, nói. Trưởng phòng Hạ là phúc tinh của Tề thị, anh cứ nói một con số, mắt tôi sẽ không chớp. Nếu tôi tham tiền của anh, muốn thừa cơ tự mình bòn rút món hời, Á Nam, anh nói xem sao tôi lại tìm tới anh. Lại đem nhà máy rượu tương đài là hạng mục tốt giao cho Tề thị. Hạ Tưởng mỉm cười, tự rót tự uống một ly. Uống rượu chú trọng khẩu vị, kết giao quý ở cái tâm. Tôi chính là muốn kết giao người bạn là anh đây. Hạ Tưởng dừng ở đây, không nói thêm nữa. Tề Đông Lai hiểu được, biết Hạ Tưởng là muốn hợp tác lâu dài, sau này tập đoàn Tề thị lớn mạnh, sẽ có được cơ hội hồi báo Hạ Tưởng. Về sau mặc kệ là vì chiến tích của Hạ Tưởng, hay là tiền đồ. Chỉ cần có chỗ cần dùng Tề thị nhất định phải dốc toàn lực, báo đáp không toan tính. Tề Đông Lai chủ ý đã định, liền giơ tay lấy lại thẻ tín dụng, tiện tay cất vào, nói. Thời gian quen biết tiểu hạ cũng đã lâu, biết cậu có chí hướng lớn, không thèm để ý vụ lợi nhỏ. Trong lòng chú đã quyết, những lời khách sáo không cần nói nhiều, về sau Á Nam đi theo cậu, tùy cậu sai khiến. Tề Đông Lai nói một câu này là đã kiên định biểu lộ lập trường. Chính là tập đoàn Tề thị sau này sẽ nghe theo sự sắp đặt của Hạ Tưởng, chẳng khác nào đem vận mệnh tập đoàn Tề thị và Hạ Tưởng buộc chặt lại với nhau. Tề Đông Lai trong lòng hiểu rõ, Hạ Tưởng mong muốn không phải tiền tài, mà là tài nguyên chính trị và hậu thuẫn kinh tế. Tập đoàn Tề thị về sau khi Hạ Tưởng thăng quan chức cao cấp, vào thời điểm cần công trình chiến tích, thì sẽ xông ra trước, thà rằng mất tiền, cũng phải nhận được công trình không làm mất mặt Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cười ha hả. Cháu vẫn câu nói cũ. Kết giao quý ở cái tâm. Chú Tề, cháu chưa từng khiến cho bạn bè cháu quen biết có chút thất vọng nào. Lời nên nói cũng đã nói, hắn liền chuyển đề tài, bắt đầu ăn cơm uống rượu. Sau khi cơm rượu no đủ, Tề Đông Lai lại vội vàng hỏi khi nào có thể đến thành phố Đan Thành khảo sát nhà máy rượu tương đài. Hạ Tưởng thấy ông quả thật tâm tình bức thiết, liền trước mặt ông gọi điện thoại cho Vương Thiếu Mẫn. Thị trưởng Vương, tôi là Hạ Tưởng. Sau khi hàn huyên, Hạ Tưởng trực tiếp đi vào chủ đề chính, nói chuyện tập đoàn Tề thì có ý đầu tư vào nhà máy rượu tương đài, cũng mời Vương Thiếu Mẫn phụ trách sắp xếp khảo sát.
Vương Tiếu Mẫn đã nhận được báo cáo tái cơ cấu nhà máy rượu Tương Đài, trong lòng được an ủi, cách suy nghĩ của Hạ Tưởng cùng ý tưởng tiếp theo của y tình cờ trùng hợp, hơn nữa so với y còn tỉ mỉ chu toàn hơn khiến cho y đối với Hạ Tưởng vô cùng cảm kích. Bình thường trong tỉnh thành lập tổ chỉ đạo hoặc là nhất loại tổ chức trong văn phòng, trên cơ bản đều là một kiểu chỉ huy lung tung, có thành tích hay không trước không nói đến, dường như là một trận khoa tay múa chân đối với kết cấu kinh tế thành phố khắp nơi như không thể biểu hiện ra DC bản lĩnh của bọn họ, thường làm cho thành phố các nơi là giận mà không dám nói. Tổ lãnh đạo tự thành lập sau này vì nguyên do của Hạ Tưởng, cho tới bây giờ chỉ là đề ra kiến nghị không làm loạn chỉ huy, nhất là Hạ Tưởng, có cống hiến với thành phố Đan Thành còn lớn hơn so với phó thị trưởng. Vừa mới nhận được báo cáo thay đổi cơ cấu thì điện thoại Hạ Tưởng gọi tới, liền có nhà đầu tư chuẩn bị đến khảo sát, Vương Thiếu Mẫn đã không thể dùng niềm vui bất ngờ và kinh hãi để hình dung tâm tình của y chỉ có điều cảm thấy bất kể là ngôn từ gì cũng không thể biểu đạt được niềm vui trong tâm cùng với sự kính nể đối với Hạ Tưởng, lúc này liền một lời đồng ý. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến, do tôi đích thân ra mặt phụ trách đón tiếp. Có chỗ nào tiếp đãi không chu toàn, cậu cứ hỏi tội tôi. Vương Thiếu Mẫn lấy sự tự tôn của thị trưởng tự thân hứa hẹn với Hạ Tưởng, là đối với Hạ Tưởng thật tâm biểu hiện sự tôn trọng. Hạ Tưởng khách sáo vài câu thì trực tiếp giao điện thoại cho Tề Đông Lai. Tề Đông Lai và Vương Thiếu Mẫn đơn giản nói qua vài câu, xem như lần đầu tiếp xúc, cũng đưa ra thời gian hẹn để đi khảo sát. Tề Đông Lai từ Hạ Tưởng mà bất cứ lúc nào cũng có thể trò chuyện với thị trưởng thành phố Đan Thành, cùng với trong ý ngoài lời của Vương Thiếu Mẫn đều rất kính phục Hạ Tưởng. Có thể nhận thấy được phân lượng của Hạ Tưởng, cũng thật khiến ông giật mình kinh hãi. Hạ Tưởng chẳng qua chỉ là một cán bộ cấp cục của tổ lãnh đạo, lại có thể khiến cho đường đường là một thị trưởng xem trọng hắn. Có thể thấy được mạng lưới quan hệ của hắn quả thật sâu rộng. Buổi tối tan tầm về nhà, sau khi ăn cơm xong, hai người Hạ Tưởng và Tào Thù Lê ngồi trên sofa mắt nhắm mắt mở mà xem TV. Tào Thù Lê cũng không phải là thích thú gì mà xem một số phim truyền hình nhàm chán. Tuy nhiên là để giết thời gian nhàn rỗi, cũng chủ yếu là hai người có thể ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Hai người đều tự nói về việc trong đơn vị một lát, ánh mắt Hạ Tưởng bắt đầu không yên, đảo tới đảo lui trên người cô bé. Chương 471, người tặng quà bí mật. Hôm nay cô bé mặc áo ba lỗ, dài đến mông, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết, ngược lại càng làm nổi bật cái mông rất tròn, cặp đùi thẳng tắp. Mặt sau áo lót cô mặc có ký hiệu BMW. Ba chữ cái tiếng Anh nổi tiếng, nằm trong vòng tròn có nền trời xanh mây trắng. Mặc trên đường cong lả lướt trên người cô bé, có một ý vị khác. Ở đâu lấy ra cái áo này thế? Hạ Tưởng cảm thấy tò mò. Em cũng quên rồi, hình như lần trước tới cửa hàng BMW, bọn họ muốn tặng cho em một vật gì đó. Ừ, đúng rồi, chính là nó. Em cảm thấy nó làm áo ngủ rất tốt, nên mặc lên thôi. Cô bé đối với quần áo mặc trên người cũng không chú ý, nhìn thấy áo ba lỗ là tơ tằm, cảm thấy ném bỏ khá là đáng tiếc, tuy rằng bộ dáng bình thường, nay xem như áo ngủ mặc ở nhà cũng được. Biết ba chữ trong vòng đó có ý tứ gì không? Hạ Tưởng chớp mắt, nảy ra ý hay, liền trêu đùa cô. Ai mà không biết, còn muốn kiểm tra em hả? Cô bé đắc ý nói. Đó là tên gọi của công ty cổ phần nhà máy cơ giới Bavaria, viết tắt từ tiếng Đức là Bayeris Motorenwerk, dịch lại là BMW. Cô còn cố ý kéo dài âm điệu. Sai, sai hoàn toàn. Hạ Tưởng giơ tay ôm lấy vòng eo cô bé, cảm giác được da thịt cô ngày càng trắng mịn. Có một số phụ nữ sau khi kết hôn, làn da sẽ càng ngày càng tốt, dáng người cũng sẽ càng thêm duyên dáng. Bên ngoài còn đẫy đà hơn, càng nhiều gợi cảm và săn chắc hơn. Nhưng cũng có một số phụ nữ sau khi kết hôn, làn da bị chảy xệ. Không còn săn chắc và đàn hồi như xưa, thậm chí còn có thể béo phì đến nỗi khiến người chán ghét. Cho nên nói đàn ông kết hôn cũng là một canh bạc. May mắn thì sẽ cưới một người phụ nữ càng ngày càng có hương vị. Không may thì, khi cưới là người đẹp thon thả, một năm sau sẽ biến thành một người đàn bà luống tuổi có chồng, khổ không nói nên lời, hối tiếc không kịp. Thậm chí có người, sau khi sinh con, vô cùng lôi thôi, từng là người con gái đẹp người đẹp nết nay đã biến đâu mất. Thay vào đó là một phụ nữ có chồng lôi thôi lếch thếch miệng đầy lời thô tục. May mắn thay cô bé thuộc loại người đầu, sau khi bị Hạ Tưởng chinh phục, càng toát ra thêm phong tình hương vị của phụ nữ. Cùng lúc đó, vẻ thẹn thùng và tính tình đáng yêu vẫn như cũ. Sai chỗ nào, anh lại muốn gạt người hay lại muốn trêu ghẹo?
cô bé thấy hai tay Hạ Tưởng tái máy, liền muốn thoát khỏi tay hắn. Đừng phá, nhột lắm. Anh cảm thấy cái dấu sau lưng nên ở phía trước, vậy mới đẹp. Hạ Tưởng nghĩ ra, em sẽ không nghĩ đến, Microsoft và BMW là đối thủ của nhau. Là cái gì? Microsoft sắp tới sẽ đưa ra phần mềm tin tức trực tuyến tức thời, có chức năng tương tự. Hạ Tưởng chợt nhớ ra vào thời này chưa được đề ra, phải tới thời sau mới xuất hiện liền vội giải thích một câu. May mắn thay cô bé không truy hỏi thêm chỉ là tò mò. Vì sao phải vậy? Hai tay Hạ Tưởng liền từ phía mỏ đến phía trước, nhẹ nhàng dừng trên ngực cô nửa thước. Hắn duỗi các ngón tay ra, cười cười. Tuần, ý tứ là chớ có sợ tôi, ý tứ chính là sợ em tới chết. Vừa dứt lời, tay hắn cùng lúc rơi xuống. Cô bé kinh hãi hô một tiếng, đẩy Hạ Tưởng ra. Biết là anh không có ý nghĩ tốt, chớ có sợ em, sợ soảng cũng uổng công, em hôm nay đến kỳ. Tay của Hạ Tưởng liền dừng giữa không trung, bất đắc dĩ mà dạo qua một vòng, lại dừng trên đầu của mình. Được, uổng công suy nghĩ nửa buổi, tối nay lại ra riêng. Cốc, cốc, cốc tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Hai người đều là sửng sốt, từ sau khi Tào Vĩnh Quốc tới thành phố Bảo, trong nhà ban ngày cũng có rất ít khách tới thăm, buổi tối lại càng không có, là ai ta? Cô bé thoáng nhìn qua ăn mặc trên người mình, vội vàng chạy vào phòng ngủ thay quần áo, nói với Hạ Tưởng. Đi mở cửa, có thể là bạn bè trước đây của cha. Hạ Tưởng mở cửa ra, gặp một phụ nữ xa lạ đứng ở cửa. Không thể không nói, người phụ nữ này quả thật rất đẹp. Trên mặc áo ngắn bó sát người, trước ngực thì lộ hàng, dưới mặc váy ngắn màu đen. Dưới ngọn đèn hoàng hôn chiếu rọi, váy đen càng làm nổi bật đôi chân trắng, hiện ra càng gây sốc cho người nhìn thấy. Thân trên áo ngắn quá cỡ, lộ ra phần da thịt ở thắt lưng. Da thịt ở thắt lưng trắng mịn, nhục dục kinh người. Trong tay cô nhô ra một cái túi không lớn mấy, đứng ở cửa, cười duyên dáng với Hạ Tưởng, nói. Trưởng phòng Hạ chào ngài, tôi tên Chu Hồng, trước kia được bác Tào và cô Vương chiếu cố, hôm nay tới, đặc biệt để tỏ một chút lòng biết ơn. Hạ Tưởng cũng không biết Chu Hồng, vừa nghe là bạn cha vợ, miệng lại gọi bác và cô, tưởng người quen, liền né người mời cô tiến vào. Chu Hồng vào lúc đi ngang người Hạ Tưởng, không cẩn thận trượt chân. Toàn bộ thân thể liền nghiêng ngã dựa trên người Hạ Tưởng. Quá trùng hợp hai dãy núi trước ngực đè vào phía trên cánh tay Hạ Tưởng, đẫy đà mềm mại. Co giãn hợp lòng người, Hạ Tưởng ngay lập tức đánh giá được 8 điểm. Tuy nhiên cũng khiến Hạ Tưởng lập tức tâm sinh cảnh giác. Nhìn kỹ Chu Hồng, thấy mặt mày cô đầy gợi tình, ánh mắt mông lung. Hơn nữa vừa rồi lúc trượt chân, nhìn như vô ý, nhưng lại bị nghi ngờ là cố ý. Hạ Tưởng là người thế nào? Không đề cập tới hắn là người hai thế giới thông minh vượt trội, chỉ là kiếp này hắn đã trải qua bao nhiêu người phụ nữ, có người nào mà không thông minh gian xảo hơn người, chỉ một lần gặp mặt, hắn liền nổi lên lòng nghi ngờ đối với Chu Hồng. Hạ Tưởng không phải là kiểu người không đứng vững trước sự cám dỗ của phụ nữ, trái lại, phụ nữ cố ý tiếp cận, tất có ý đồ bất lương. Vừa hay Tào Thù Lê thay quần áo xong từ trong nhà đi ra, đón tiếp. Chu Hồng chào cô, mời ngồi. Tôi rót nước cho cô. Chu Hồng vội khách khí nói. Không cần phiền toái, tôi ngồi chút là đi ngay. Bí thư Tào hiện không ở thành phố Yến, tôi đến quấy rầy cũng không tiện. Tuy nhiên nghĩ đến trước kia bí thư Tào đã từng chiếu cố, trong lòng cứ cảm thấy áy náy, nên dù thế nào, cũng phải lễ độ một chút mới đúng. Khi nói chuyện, cô đưa cái túi trong tay ra phía trước. Cũng không phải là đồ quý giá gì, chỉ là chút tâm ý nhỏ mọn. Đem tặng một số rượu và thuốc lá ít có trên thị trường, ngàn vạn lần xin đừng từ chối, nếu không tôi sẽ không có mặt làm người. Hạ Tưởng nhìn thoáng qua, thấy thuốc bên trong là hộp thuốc trắng, mặt trên không có nhãn hiệu, rượu cũng không có thương hiệu, cảm giác thấy kỳ quái, thì nói. Cha tôi không ở đây, cô muốn cảm tạ ông, tâm ý đó chúng tôi xin nhận, quà thì chúng tôi không dám nhận. Tôi không hút thuốc lá cũng không uống rượu, giữ cũng vô dụng. Chu Hồng lại kiên quyết để lại. Trưởng phòng Hạ nói như vậy chẳng khác nào đánh vào mặt tôi. Thuốc do đích thân tôi cuốn, không có mùi vị khác. Rượu cũng là tôi tự mình pha chế ủ rượu, tuyệt đối không có trên thị trường. Không dám nói tốt bao nhiêu, người tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Có câu là có tiền khó mua hàng không bán, thuốc và rượu tôi tự làm chỉ để tặng người quen, chưa bao giờ bán ra ngoài. Hạ Tưởng còn muốn nói thêm nữa,
Chu Hồng lại đứng dậy, nói. Không quấy rầy các anh chị nghỉ ngơi, tôi đi trước đây. Động tác cô rất nhanh, đứng dậy là đi ngay. Tào Thù Lê vội vàng mang túi xách tay trả lại cho cô ta, nhưng Chu Hồng quay người liền đi thẳng ra cửa. Hết cách, Hạ Tưởng cầm lấy túi xách tay đuổi theo xuống lầu, thấy Chu Hồng ở phía trước đi rất nhanh, vòng eo vặn vẹo uốn éo, lắc lư hai bên, giống như cành liễu trước gió, mắt thấy đã đi tới ngoài cửa tiểu khu. Hạ Tưởng đến ngoài cửa, phát hiện Chu Hồng đứng trong bóng tối ở dưới tàng cây, vẻ mặt cười nhẹ nhìn hắn. Hạ Tưởng đi vài bước về phía trước, giơ tay đưa túi xách tay về phía trước nói. Rất xin lỗi, không thể nhận quà của cô. Chu Hồng giơ tay cản lại, cố ý trong lúc vô tình, tay cô liền nắm lấy tay Hạ Tưởng, dịu dàng nói. Tổng cộng chỉ có vài tệ, trưởng phòng Hạ lại đuổi theo trả lại cho tôi. Nếu anh không lấy, trực tiếp bỏ thùng rác là được rồi. Dù sao một phụ nữ như tôi ở thành phố Yến, những người coi trọng tôi là đối với tôi có ý đồ khác, đánh vào chủ ý của cơ thể tôi. Xem thường tôi là cho rằng tôi tự bán mình mới có ngày hôm nay, cũng đánh vào chủ ý của cơ thể tôi mà ra. Nếu trưởng phòng Hạ chê quà tôi tặng quá ít, cũng đánh vào chủ ý của tôi, vậy tôi đã nhìn lầm người. Hạ Tưởng đành phải rút tôi về, nói. Cô đã nói như vậy, tôi đành nhận lấy vậy. Chu Hồng lại cười. Trong bóng đêm lộ ra một hàm răng chỉnh chu, nói. Cảm ơn trưởng phòng Hạ cất nhắc, theo tôi thấy, người chịu nhận quà của tôi mới là người tốt, người không chịu nhận quà của tôi, đều là muốn gây khó dễ cho tôi, sau đó thừa cơ để ra những đòi hỏi không nên có. Hạ Tưởng nghe ra cô cứ muốn dẫn dụ về phương diện, trong lòng vừa động, cố ý nói. Nói thật, cô quả thật khá xinh đẹp, rất dễ làm cho người ta có ý nghĩ không nên có. Chu Hồng vẻ mặt lập tức thẹn thùng, cúi xuống nói. Trưởng phòng Hạ cũng không nên trêu đùa tôi có chỗ nào đẹp đâu. Cũng đã là mẹ người ta rồi, tôi năm nay cũng đã tuổi xế chiều rồi. Đừng nói, vẻ thẹn thùng của Chu Hồng thật đúng là đặc sắc. Vừa có bộ dạng thướt tha của thục nữ, lại có sự ngượng ngùng của cô gái mới lớn. Nếu không phải Hạ Tưởng có nghiên cứu qua nhiều phụ nữ, có năng lực nhìn ra sơ hở trong diễn xuất của cô, nói không chừng đã có thể bị cô mê hoặc. Hắn thậm chí còn đoán Chu Hồng nói không chừng là người của học viện diễn xuất. Phụ nữ như một cành hoa, đang là độ tuổi, hoa tươi đua nở, đâu có già. Đừng nói lung tung. Hạ Tưởng cũng thật lòng trêu đùa cô. Chu Hồng bên trong nụ cười có một vẻ đắc ý chợt lóe qua lại bị Hạ Tưởng nhạy bén trong mắt nắm bắt được. Cô mỉm cười, lại diễn kịch nói. Trưởng phòng Hạ trong nhà đã có một người vợ xinh đẹp như hoa, không nên lòng tham không đáy. Đàn ông có thể ngẫu nhiên trăng hoa, nhưng không thể lúc nào cũng trăng hoa. Hạ Tưởng cười ha hả. Xem ra cô rất hiểu đàn ông. Đúng vậy, tôi hiểu rất rõ đối với đàn ông. Nếu nói ra hết, sẽ làm anh hết hồn. Nếu anh muốn nghe, có thời gian gọi điện thoại cho tôi là được. Nói xong, cô cũng không cần biết Hạ Tưởng có đồng ý hay không, giơ tay kéo tay của Hạ Tưởng qua, rồi viết số điện thoại lên lòng bàn tay hắn. Bàn tay Chu Hồng nhỏ bé mềm mại bên trong sự lạnh lẽo, trắng mịn, có một chút gì đó cảm giác khang khắc mát lạnh, khiến Hạ Tưởng không khỏi nhìn cô thêm vài lần, nghĩ thầm rằng thường khí huyết không thông thì tay chân sẽ lạnh buốt. Hiện tại là mùa hè, khoảng cách với cô ta lại gần vậy, cũng không cảm thấy được hơi nóng trên người cô, đúng là chuyện lạ, nhưng thấy cô ăn mặc mát mẻ có điểm giống với vệ tân. Tuy nhiên Chu Hồng xinh đẹp đúng là xinh đẹp, nhưng bên trong cử chỉ của cô luôn có một loại hương vị phong trần. Không hợp sở thích của Hạ Tưởng. Sau khi viết xong, Chu Hồng thản nhiên cười, vẫy tay với Hạ Tưởng, xoay người đi mất, đi được hơn vài mét lại dừng lại, quay đầu lại cười. Tôi chờ điện thoại của anh, trưởng phòng Hạ, nói chuyện với anh, khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái. Hạ Tưởng mang túi xách tay về nhà, cũng không chùi đi số điện thoại trên tay, vừa vào cửa, đã bị cô bé bắt tại trận. Cô nắm lấy tay Hạ Tưởng, tức giận nói. Anh thật quá đáng, chỉ tốn công xuống lầu một chút, cả số điện thoại cũng được lưu lại. Chu Hồng bộ dạng đúng là khá xinh đẹp, anh thật là biết thưởng thức, gặp một người yêu một người. Hạ Tưởng cũng biết cô bé là cố ý chọc giận hắn liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu nói. Chẳng lẽ nói, vẻ đẹp trai và sức hấp dẫn của anh cũng là một cái tội. Ha ha, đừng chảnh thế. Cô bé không kìm nổi cười ha hả. Cầm một cái khăn lông ướt muốn lau đi chữ số trong tay dùm cho Hạ Tưởng. Lau nhanh, bẩn quá. Chu Hồng em cũng không quen biết,
nhưng mà trước kia cha từng giúp đỡ qua không ít người. Luôn luôn có người dùng đủ mọi loại danh nghĩa đến để tặng quà. Nhưng nếu trước kia Chu Hồng đã có tới, cô ta bộ dạng xinh đẹp như vậy, em nhất định có thể nhớ ra. Hạ Tưởng liền vội vàng rụt tay về. Không thể lau, để anh ghi lại dãy số đã. Cô bé nổi giận. Hạ Tưởng, anh quá kiêu ngạo, có phải trong lòng thực sự có ý tưởng gì hay không? Hạ Tưởng không vội cũng không giận. Cho dù thực sự có ý tưởng gì thì em cũng đâu biết được phải không? Hắn vừa tìm giấy và bút chép lại dãy số vừa giơ ra một bàn tay ôm lấy cô bé. Em nói em là người cực thông minh, sao lại ghen tuông thế này? Anh là đàn ông dễ bị phụ nữ mê hoặc vậy sao? Thêm nữa Chu Hồng có xinh đẹp, thì so với em vẫn kém xa, anh đâu đến nỗi thế. Cô bé kỳ thật cũng chỉ là cố ý đùa Hạ Tưởng một chút, tuy nhiên vẫn nói. Đàn ông các anh đều giống nhau, đều là lòng tham không đáy, trong nhà cưới một người, bên ngoài lại nuôi thêm một, trong lòng còn vướng bận một, gọi gì là hoa hồng đỏ hoa hồng trắng, nghe nói còn có hoa hồng tím, cũng không lo ngại gai hoa hồng đâm vào tay. Hạ Tưởng không khỏi giật mình kinh hãi, không được, cô bé hiện tại càng ngày hiểu biết càng nhiều, phải đúng lúc khiến cho nhiều tâm tư suy nghĩ của cô đơn giản lại mới được, vội nói. Lý tưởng của anh là, tặng người hoa hồng, người có hương riêng. Cho nên trong tay anh chỉ có một đóa hoa hồng khác, thì nên để người khác đi hái thì tốt hơn. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Tưởng thổ lộ hiển nhiên bỏ sót Liên Nhược Hạm. Cô bé nghe xong, nhăn mặt với hắn, lại trêu chọc hắn nói. Nói còn hay hơn hát, em còn không biết anh sao. Tuy nhiên thấy dụng tâm dụ dỗ em của anh, chứng minh trong lòng anh quả thật còn có em, nên tạm thời tha cho anh một lần. Tuy nhiên em nói trước, một người đàn ông có hai đóa hoa hồng như vậy là đủ rồi, còn thêm nữa hãy cẩn thận gai đâm làm bị thương tay anh cũng làm tổn thương trái tim của em. Hạ Tưởng hổ thẹn cô bé thỉnh thoảng lại nói móc hắn vài câu, mặc dù không nói rõ, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Chính là cho hắn một cấp độ. Khiến hắn biết mà đừng quá đà quá mất mặt. Hạ Tưởng không khỏi có chút cảm động, rửa sạch tay, lại ôm chặt. Cô bé vẫn là bị Hạ Tưởng đả động, trên mặt lóe lên ánh sáng khác thường, cô lấy lại tinh thần, hỏi. Chu Hồng rốt cuộc có ý đồ gì? Hạ Tưởng khoát tay chặn lại. Không cần quản cô ta là phụ nữ, anh là đàn ông, phụ nữ muốn gì đó trên cơ thể người đàn ông. Mặc kệ là suy tính từ mặt nào, mức độ khó khăn cực lớn. Lời còn chưa dứt, trên cánh tay đã bị người nhéo một cái, hắn không khỏi hét lên một tiếng. Nỡ lòng nào mạnh tay vậy, đau thật. Cô bé mở to hai mắt ra nhìn. Em thay người khác dạy anh có phục hay không? Hạ Tưởng lập tức không còn gì để nói. Cô bé đưa ra Liên Nhược Hạm, ngay lập tức dồn hắn vào góc tường. Không phải là hắn sợ gì Liên Nhược Hạm, mà là hai người phụ nữ đối với hắn dịu dàng như nước. Không hề có cậu oán hận mà chấp nhận sự tồn tại của đối phương, là chỗ khiến hắn mềm lòng nhất. Hạ Tưởng nghiêm chỉnh lại, phân tích ý đồ của Chu Hồng. Cô ta khẳng định là có ý đồ khác, mặc kệ là muốn dụ dỗ anh, hay là muốn hối lộ anh, cô ta cũng sẽ không đạt được mục đích. Khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng lấy túi xách tay của Chu Hồng dở ra xem, không phát hiện có gì dị thường, thấy lạ nói. Đều là rượu và thuốc lá không đáng giá. Phỏng chừng cũng không đến vài tệ, nếu coi là hối lộ, thật là mắc cười. Cô bé lại cảnh giác nói. Cũng không nên coi thường rượu và thuốc lá không có thương hiệu, nói không chừng bên trong có ngụ ý. Trong nháy mắt, Hạ Tưởng nhớ tới cú điện thoại của Trịnh Quan Quân, cũng lập tức cảnh tỉnh lại, lật lại túi xách tay, cũng không phát hiện có chỗ gì kỳ quái. Rốt cuộc cũng là cô bé thông minh, cô đem nguyên hộp thuốc lá xé ra, lấy ra một gói thuốc lá, lại mở ra. Từ bên trong rút ra một điếu thuốc lá, tay cô lật đảo vài lần, bề ngoài nhìn không ra thuốc lá có gì khác thường nên từ từ mở ra, trải dài thành một tấm giấy hình chữ nhật cũng không phải là loại giấy bình thường, mà là một tờ 100 tệ. Hạ Tưởng kinh ngạc mà căng to mắt ra. Tặng quà mà tặng tài tình như thế có ý đồ như thế, cũng là việc chưa bao giờ được nghe thấy, hắn liền ôm lấy cô bé. Có một bà xã thông minh, quả là may mắn. Cô bé, hừ, một tiếng. Không để ý tới lời nịnh bợ của Hạ Tưởng, lại đem rượu ra xem xét kỹ càng, sau đó đem chai rượu giao cho Hạ Tưởng, nói khí thế. Công việc nặng nhọc nên do anh làm, mở cái chai ra đi. Hạ Tưởng liền vội vàng mở cái chai ra, nhìn vào bên trong, lại ngửi ngửi, không phát hiện có gì dị thường,
quả thật là rượu. Cô bé cầm lấy chai rượu từ trong tay hắn, chở cái chai lại, giơ tay lấy từ trong chai, liền từ bên trong lấy ra một đồng tiền xu vàng óng ánh, có lớn có nhỏ, thả vào tay Hạ Tưởng. Thật đúng là tiền vàng. Hạ Tưởng ngạc nhiên nói, đem tiền vàng trở qua trở lại nhìn mấy lần, khen. Không thể tưởng được, không thể nghĩ tới, đúng thật là có người tặng quà thông minh đến vậy. Nào phải là tặng quà, căn bản là cho người ta giải câu đố. Anh còn muốn hỏi em, sao em biết được bên trong có cơ quan? Cô bé đắc ý liền ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Hừ, em là ai chứ, em là bà xã thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức sâu rộng của anh mà. Cha tuy rằng không phải là tham quan, nhưng hàng năm cũng thu nhận không ít quà cáp, cũng không có cách, có qua có lại, nếu còn không nhận chính là không biết điều. Người tặng quà đều biết rằng cha không nhận tiền, nên đều tìm đủ mọi cách mọi kiểu để tặng tiền. Có kiểu nhét tiền trong bụng cá, có khi tặng ví tiền, thì bên trong ví lại đặt thẻ ngân hàng, v.v., không thủ đoạn nào không dùng. Tuy nhiên dùng tiền cuốn thành thuốc lá, nhét tiền xu bằng vàng trong chai, thì là lần đầu em nhìn thấy. Hạ Tưởng lúc này lại nhớ tới lời nhắc nhở của Trịnh Quan Quân, không khỏi dùng mình, lợi hại, quả nhiên lợi hại. Một khi không cẩn thận thì thật đúng là thiếu chút nữa trúng kế. Nếu không phải cưới được một người vợ từ nhỏ trưởng thành trong gia đình quan viên, gặp qua đủ kiểu loại người tặng lễ vật, cho dù hắn được Trịnh Quan Quân nhắc nhở có người muốn trừng trị hắn, hôm nay e rằng cũng sẽ không nghĩ đến bên trong rượu và thuốc lá có phục kích. Nếu bị người có dụng tâm khác lợi dụng việc này làm lớn chuyện, cho dù không vì vậy mà bị cắt đi chức quan, nhưng khẳng định sẽ có ảnh hưởng tồi tệ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến công tác của tổ lãnh đạo. Chương 472, Đàm phán và nói chuyện. Ngày hôm sau, Nhật báo Tỉnh Yến lại đăng bài viết phát biểu của chuyên gia học giả. Nhằm vào Hạ Tưởng mà phản bác một cách không nương tay, thậm chí còn có chuyên gia học giả không quan tâm đến thân phận, chỉ trích Hạ Tưởng chỉ là có một chút kinh nghiệm thực tiễn, liền dương dương tự đắc, hãnh diện tự cho mình là chuyên gia, là hành động không biết tự lượng sức. Công kích đối với Phạm Tranh và Nghiêm Tiểu thì cũng là bắt bẻ hai người tuổi còn trẻ, thiếu kiến thức, cũng chỉ trích luận điểm của hai người không đủ vững chắc. Theo sau nhóm chuyên gia nhất trí duy trì cao độ quan điểm, chính là điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp Tỉnh Yến tiến hành đến nay, tuy rằng có được một chút thành tích, nhưng vẫn còn xa không thể nói là đã đạt được thành công. Thậm chí còn giới thiệu nhà đầu tư Kodak cũng là được thành lập trên cơ sở đàm phán từ trước đến nay của Đạt Phú và Kodak, không thể hoàn toàn quy công lao cho điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Diệp Thạch Sinh sau khi xem xong bài viết của chuyên gia, tuy rằng tức giận, nhưng cũng chỉ cười hung dữ nói. Cái gọi là chuyên gia, chẳng qua cũng chỉ là hạng người đố kỵ hiền tài. Hạ Tưởng sau khi nhìn qua bài viết cũng chỉ mỉm cười. Chủ động nhảy vào hố, hay, cứ chờ bước tiếp theo có được thành tích, để xem sẽ đánh vào mặt các ông thế nào. Trải qua một loạt đàm phán và hiệp thương, tập đoàn Tề Thị và nhà máy rượu Tương Đài chính thức ký kết hợp đồng đầu tư, do tập đoàn Tề Thị bỏ vốn hơn 150 triệu tệ cho nhà máy rượu Tương Đài. Đạt được 45% cổ phần nhà máy rượu Tương Đài. Sau khi hợp đồng ký kết, Tề Đông Lai bắt đầu bắt tay vào thu gom tài chính, đồng thời theo ý của Hạ Tưởng, việc này vẫn tiến hành bí mật, chính phủ thành phố Đan Thành và tập đoàn Tề Thị đều miệng kín như bưng, không có lộ ra tin tức gì. Tuần sau, Chủ tịch Mai của công ty chế tạo năng lượng mặt trời Nhật Quang lớn nhất của nước Mỹ bay tới thành phố Bảo, tiến hành khảo sát thương mại. Đi cùng với Mai, không ngờ còn có Vệ Tân. Vệ Tân là Triệu Liên Nhược hạm nhờ vả, đặc biệt đi cùng Mai đến quốc nội. Bởi vì trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Vệ Tân và Mai trao đổi nhiều nhất, cũng nhất được Mai tín nhiệm. Nên Nhược hạm liền cho rằng có Vệ Tân đi cùng, sẽ trợ giúp cho trao đổi giữa Mai và Hạ Tưởng vui vẻ hơn. Vì Hạ Tưởng, Liên Nhược hạm quả thật hết sức tận tâm tận lực. Mai miệng toàn tiếng Anh theo kiểu Mỹ, khi nói chuyện tốc độ lại quá nhanh. Y mang theo người phiên dịch tiếng Anh thì nói tiếng Trung đến người Mỹ nghe cũng không hiểu, người Trung Quốc nghe càng không thể hiểu, hơn nữa còn mang đậm phong cách Quảng Đông, phỏng chừng nước Mỹ đều mời giáo sư Trung Văn đến từ tỉnh Bộ phía Nam. Mà thành phố Bảo mời phiên dịch Trung Quốc cũng nghe không hiểu rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp, thật may có Vệ Tân, có thể giúp được Hạ Tưởng rất nhiều. Nhóm của Mai được đám người Tào Vĩnh Quốc, Khâu Tự Phong nhiệt liệt hoan nghênh, sau nghi thức, thì còn đám người Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng cùng Mai đi khảo sát thực địa. Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong phụ trách giới thiệu, Vệ Tân ở một bên trở thành phiên dịch chính, ngược lại khiến cho hai chuyên gia phiên dịch của Mai và thành phố Bảo nhàn rỗi không có gì làm. Hai người cũng rất có hứng thú, liền đi cùng một chỗ,
học tập lẫn nhau. Mai sau khi đi thăm hết xí nghiệp năng lượng mặt trời lớn nhỏ, không hề có phát biểu gì. Sau khi trở lại khách sạn mà thành phố bảo sắp xếp cho bọn họ, Mai mời Hạ Tưởng và Khâu Tự Phong lên lầu nói chuyện. Hạ Tưởng liền theo Mai lên lầu, trong phòng hội nghị nhỏ trên lầu, tổ chức một hội nghị trong phạm vi nhỏ. Lúc lên lầu, Vệ Tân cố ý đi chậm vài bước. Đi bên cạnh Hạ Tưởng, Vệ Tân đã tốt nghiệp đại học, trở thành nhân viên chính thức của Liên Nhược Hạm, được nhiều ưu đãi. Cô trưởng thành rất nhiều, dáng người mỏng manh khi còn đi học so với nay nở nang không ít. Cô mặc một bộ trang phục công sở, mang một cặp kính đen, đeo đồ trang sức trang nhã, lông mi cong vút, mái tóc thật dài, vòng eo quá chuẩn, cũng là khiến người động lòng. Hạ Tưởng thấy Vệ Tân ánh mắt lấp lánh, đoán cô có chuyện muốn nói. Liền nhỏ giọng hỏi, em như có chuyện gì cần nói. Vệ Tân muốn nói lại thôi, một lát sau mới nói. Hiện tại không tiện, đợi lát nữa sau khi đám luật, chúng ta ra ngoài ngồi nói sau, được không? Hạ Tưởng gật đầu bằng lòng. Hội đàm cùng Mai không phải rất thành công. Không phải Mai không chịu đầu tư, mà là cái mồm sư tử của Mai, chẳng những muốn có chính sách ưu đãi trên chính sách thu nhập từ thuế, còn muốn một tay thâu tóm tất cả xí nghiệp lớn nhỏ. Cái giá đưa ra cũng được, nhưng ý đồ của Mai là muốn sau khi thâu tóm tất cả xí nghiệp lớn nhỏ, chỉ đầu tư kinh phí không đưa ra trang thiết bị. Hạ Tưởng không đồng ý. Việc giới thiệu đầu tư nước ngoài là vì muốn đề cao, vì muốn thúc đẩy công việc. Nhưng chỉ tiến cử đầu tư bên ngoài mà không tiến cử kỹ thuật, là hành vi thiển cận, về sau sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển của nước nhà. Biến Trung Quốc thành nhà máy gia công của thế giới tuy rằng cũng chỉ là một con đường, nhưng cho dù về sau có thể húp canh sau khi người khác ăn thịt, nhiều hay ít, cũng phải nhìn sắc mặt người khác, hoàn toàn bị người khác khống chế, cũng không phải là mong muốn của Hạ Tưởng. Thái độ Mai vô cùng kiên quyết. Kỹ thuật năng lượng mặt trời của Mỹ là số một thế giới. Kỹ thuật và thực lực đảm bảo dẫn đầu thế giới, Mr. Hạ, vấn đề tài chính không thành vấn đề, nhưng vấn đề kỹ thuật, không dễ thương lượng. Hạ Tưởng rất hiểu sự gian dảo của người Mỹ, không đến phút cuối cùng thì không chịu nhả ra, hắn liền cười nói. Mr. Mai không ngại ngàn dặm xa xôi đến Trung Quốc có câu ngạn ngữ, có bạn từ phương xa tới, vui mừng còn không kịp. Tôi rất vui được quen biết Mr. Mai, cũng hy vọng cùng Mr. Mai trở thành bạn tốt. Kết giao quý ở tấm lòng, tôi chỉ còn có một câu trong lòng muốn nói với anh, Ủy ban Nhân dân thành phố bảo tuyệt đối tin tưởng vào sự cải tổ đối với xí nghiệp nhỏ trung bình, cũng là quyết tâm làm tốt. Tôi nghĩ rằng trước khi Mr. Mai đến Trung Quốc, cũng đã hiểu rõ tình hình trong nước Trung Quốc, chính là lực lượng chính phủ vô cùng hùng mạnh. Chỉ cần chính phủ muốn làm một việc, gần như không có gì không thành công. Cho nên nói, ưu thế lớn nhất của chúng tôi ở chỗ người đông thế mạnh. Tôi có thể hiểu rõ không hề sai sót nói với Mr. Mai, chúng tôi cần nhất không phải tài chính, mà là kỹ thuật. Vốn đầu tư của quý công ty, Ủy ban Nhân dân thành phố hứa hẹn trong thời gian 2 năm hoàn toàn có thể thu hồi. Tôi nghĩ với điều kiện ưu đãi thế này, chúng tôi yêu cầu điều kiện chuyển giao kỹ thuật công nghệ, chính là yêu cầu đương nhiên. Mai vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Có khả năng thu hồi toàn bộ vốn đầu tư, nếu như Mr. Hạ có điều kiện tốt vậy. Công ty năng lượng Âu Mạch hay tin sẽ lập tức hành động, tuy nhiên theo tôi được biết, trước mắt dường như công ty Nhật Quang tiếp xúc với các anh trước. Ha ha! Hạ Tưởng mỉm cười. Vừa rồi tôi đã nói, kết bạn quý ở tấm lòng, bởi vì Mr. Mai và Mr. Smith là bạn tốt, lại là chỗ quen biết cũ của Mr. Norton. Mr. Smith và Mr. Norton đều là bạn của tôi. Người Trung Quốc rất là chú trọng tình nghĩa, cái gọi là y bất như tân, nhân bất như cố, áo không bằng áo mới. Người không bằng bạn cũ vậy từ góc độ bạn bè để suy xét vấn đề, mới có thể mời được Mr. Mai đến thăm Trung Quốc, đến thành phố Bảo tiến hành khảo sát. Trên thực tế, công ty năng lượng mặt trời nước Đức và Anh Quốc cũng có ý đầu tư, hơn nữa bọn họ cũng đã đáp ứng chuyển nhượng kỹ thuật. Tuy nhiên nói thật, năng lực kỹ thuật của bọn họ so với quý công ty vẫn là kém một chút, cho nên thái độ của tôi rất rõ ràng, chính là muốn tiến cử kỹ thuật tiên tiến nhất. Mr. Mai đối với chiêu bài ân tình của Hạ Tưởng không ư hử gì cả, mà hỏi. Quý chính phủ sao có thể cam đoan trong vòng 2 năm thì sẽ hoàn toàn thu hồi lại vốn đầu tư? Hạ Tưởng cũng học bộ dáng của Mai nhún nhún vai. Xin lỗi Mr. Mai, trước khi ông đồng ý chuyển nhượng kỹ thuật, không tiện nói. Mr. Mai không vui nói. Mr. Hạ không thật lòng rồi. Vừa nãy còn nói kết giao quý ở tấm lòng, còn nói anh rất chú trọng tình nghĩa.
sao lại trở mặt không nhận thế? Hạ Tưởng liền cười, Mai không vui chứng minh y để tâm, liền nói. Nói đúng, kết giao quý ở tấm lòng, tuy nhiên tôi và Mr. Mai quen biết chưa lâu, chưa tới mức là bạn tốt, cần phải tiếp tục duy trì tiếp xúc, tìm hiểu sâu nữa. Đàm phán tạm thời qua giai đoạn 1, mặt ngoài thì thấy không có gì tiến triển, tuy nhiên song phương đều đã biết rõ điểm mấu chốt và chỗ ưu thế của đối phương, cũng tiến thêm một bước khả năng đàm phán. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng rất rõ, Mai đến đây, là muốn kiếm tiền. Cái gọi là không chuyển nhượng kỹ thuật, cũng là một lợi thế mà thôi. Kỹ thuật chế tạo năng lượng mặt trời sản phẩm tuy rằng là công nghệ cao, nhưng vẫn chưa phải là kỹ thuật quá tinh vi, không ở trong phạm vi hạn chế chuyển nhượng kỹ thuật của Mỹ. Mai, cũng chỉ là muốn theo đuổi ích lợi hóa lớn nhất, có thể dễ hiểu. Hạ Tưởng có lòng tin đàm phán thành công lần kinh doanh này, bởi vì giữa hắn và Liên Nhược Hạm đã có liên kết ngầm, Liên Nhược Hạm cho Vệ Tân tới trước, chính là ám chỉ Hạ Tưởng, thành bại nằm trên người Vệ Tân. Ánh đèn rực rỡ về đêm của thành phố Bảo mặc dù không bằng thành phố Yến, nhưng người xe cộ cũng đông nghìn nghịt, một cảnh tượng phồn vinh. Hạ Tưởng và Vệ Tân sóng vai đi trên đường cái thành phố Bảo. Đang là mùa nóng bức nhất ở thành phố Bảo, quần áo hai người đều mỏng phong phanh, người đi bộ qua đường thì chen chúc chật chội, bọn họ thỉnh thoảng đứng cùng một chỗ, Hạ Tưởng có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái trên cánh tay Vệ Tân. Ở kiếp trước, Hạ Tưởng và Vệ Tân sống chung với nhau vài năm, mấy năm chung giường chung chiếu, đối với thói quen của Vệ Tân chẳng những rõ như lòng bàn tay, đối với đặc tính trên cơ thể cô trong lòng cũng biết rõ. Làn da Vệ Tân tuy rằng không bằng Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạp, nhưng có một ưu điểm rất lớn chính là thoải mái, vào mùa đông người cô ấm áp, giống như một lò sưởi. Tới mùa hè thì ngược lại vô cùng mát mẻ. Hơn nữa trong sự mát mẻ mang đến cho người ta một loại cảm giác an bình thoải mái. Bởi vì như vậy, Hạ Tưởng và Vệ Tân cùng nhau sống chung mấy năm, gần như mỗi tối đều ôm cô ngủ, cũng tuyệt không cảm thấy phiền chán. Giờ nghĩ lại, hắn mới cảm thấy trước kia thật sự là quá thực tế, chỉ biết là hưởng thụ cái tốt của Vệ Tân, không thông cảm hiểu cho tấm lòng của Vệ Tân. Trái tim của Vệ Tân cũng giống như tất cả trái tim của phụ nữ, khao khát có một gia đình để an bày tình cảm của hai người. Chỉ có điều Hạ Tưởng vẫn không hề cho cô, chỉ biết đòi hỏi không biết đáp trả. Cho nên kiếp này hắn mới không chùn bước mà cưới Tào Thù Lê, đàn ông sinh ra trên đời, tự có sự khoan dung. Khi một người phụ nữ đối với anh toàn tâm toàn ý, khi anh cũng yêu cô ta, thì không nên không chịu cưới cô ta chỉ vì tự do vì không chịu hôn nhân ràng buộc để có thể tìm thú vui mới. Phụ nữ khao khát hôn nhân hơn so với đàn ông, cũng chỉ có hôn nhân mới khiến các cô có cảm giác được an toàn. Mặc dù nói lại thì, thật ra hôn nhân càng ngày càng không an toàn, nhưng ít nhất hôn nhân khiến cho các cô được yên ổn, an ủi trên tâm lý của các cô. Đồng thời cũng là một trách nhiệm mà người đàn ông phải gánh vác. Hạ Tưởng liền hơi nghiêng người nhìn Vệ Tân bên cạnh cúi đầu không nói, trong lòng vẫn còn chút chua xót, hỏi. Đã quen cuộc sống ở nước ngoài chưa? Năng lực thích ứng của con người rất mạnh, cuộc sống nào về lâu về dài, thì sẽ quen thôi. Vệ Tân thản nhiên đáp. Nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy tâm trạng phức tạp, bỗng nhiên nói một câu. Cảm ơn anh thật tốt. Hai người đi tới một quán cà phê, ngồi gần cửa sổ. Mỗi người một ly cà phê, Hạ Tưởng uống một ngụm cà phê. Trong đắng có ngọt, chát mà lại thơm, tuy rằng vẫn còn chưa quen hương vị cà phê, nhưng sau vài lần uống, cũng cảm thấy không có gì khó uống cho mấy. Cuộc sống, chính là một quá trình từ từ dần mà thích ứng với những thói quen. Cảm ơn anh cái gì? Qua hồi lâu, Hạ Tưởng mới hỏi lại vấn đề vừa rồi. Tự anh biết mà, biết rõ mà còn cố hỏi. Vệ Tân lời nói không hài lòng liếc nhìn Hạ Tưởng, trong đó biểu lộ tình cảm, chẳng khác kiếp trước. Hạ Tưởng vội vàng tránh đi ánh mắt của cô. Mặc cho ai trong lòng không thoải mái, dù sao ở kiếp sau đã quá quen thuộc với nụ cười của Vệ Tân, bây giờ Vệ Tân càng ngày càng thành thục, càng ngày tiếp cận thời điểm Hạ Tưởng đời sau quen biết cô. Cũng càng ngày càng chồng chéo trong trí nhớ của hắn về Vệ Tân. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút, vẫn còn không hiểu, đành phải nói. Anh phải cảm ơn em mới đúng, em ở bên cạnh Nhược Hạm, vẫn luôn chăm sóc cô ấy. Chăm sóc cô ấy là vì em xem cô ấy như người chị, là vì quan hệ giữa em và cô ấy rất tốt, không liên can tới anh, một chút nguyên nhân của anh cũng không có, anh không cần cảm ơn em. Vệ Tân không cảm kích. Em cảm ơn anh. Là vì thời gian em khó khăn nhất vào năm đó, anh ra tay giúp đỡ em, âm thầm trợ giúp em rất nhiều. Em mới biết được,
anh thật sự là một người tốt, mặc dù có chút trăng hoa, nhưng tuyệt không ảnh hưởng tới tâm trí em, vẫn là hình tượng của một người tốt. Thì ra Vệ Tân đã biết được sự tình năm đó, Hạ Tưởng cười lắc đầu. Không có, hắn cũng là không có lời nào để nói, Vệ Tân nói hắn trăng hoa, hắn cũng thừa nhận. Bởi vì khẳng định Vệ Tân đã biết quan hệ thật sự giữa hắn và Liên Nhược Hạp. Em muốn hỏi tại sao, có được không? Vệ Tân trong lòng vẫn còn khó hiểu không có lời giải, cuối cùng đành nói ra câu hỏi trong lòng. Theo em nghĩ, nếu nói anh thật sự trăng hoa, đối với em có ý gì thì vào năm đó khi Liên tỷ bay qua Mỹ, một mình em ở nhà họ Liên, anh có rất nhiều cơ hội, nhưng lại không bày tỏ gì. Em thật không hiểu, lúc ấy anh lại không quen biết em, vì sao cố tình giúp đỡ cho em? Câu hỏi của Vệ Tân, Hạ Tưởng không tiện trả lời. Hắn khuấy cà phê trong tách, cúi đầu suy nghĩ nửa ngày. Mới cười nói. Có lẽ là một sự trùng hợp hay là nói đó là một cơ duyên, lúc ấy anh đến học viện âm nhạc, trong lúc vô ý gặp được em, cảm thấy em rất giống em gái anh, cảm thấy em rất đáng được anh quý trọng, đáng để anh che chở. Sau khi biết được tình hình của em, anh liền dùng hết khả năng của anh giúp đỡ một chút, cũng không phải là việc gì lớn lao, chỉ là ít nỗ lực mà thôi. Em cũng đừng để ở trong lòng. Đối với anh mà nói thì chỉ là việc còn con, với em mà nói, lại là biến chuyển quan trọng nhất trong cuộc đời. Vệ Tân bỗng nhiên cắn chặt môi, trong mắt rơm rớm nước mắt. Không giấu gì anh, lúc ấy em rất tuyệt vọng có thể bất chấp tất cả, nếu không được anh kịp thời trợ giúp, em đã quyết định đi làm gái tiếp rượu khách rồi, nói không chừng bây giờ đã suy đồi. Trong ánh mắt Vệ Tân chớp động kiên nghị, kiên định nói với Hạ Tưởng. Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh. Hạ Tưởng lắc đầu, lại gật gật đầu, không nói gì. Có thể ở kiếp này vì Vệ Tân làm một số việc, coi như là hắn báo đáp lại tấm chân tình kiếp trước Vệ Tân dành cho hắn. Kiếp trước, hắn nợ người đẹp một ân tình lớn, trong kiếp này, có thể báo đáp lại bao nhiêu? Có thể khiến Vệ Tân bình yên vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại lại có một công việc không tồi, cũng coi như là việc làm có ý nghĩa nhất mà hắn đã làm. Vệ Tân cũng không biết từ đâu mà có dũng khí. Đột nhiên nắm lấy tay Hạ Tưởng, thanh âm run rẩy nói. Em biết anh rất trăng hoa, nhưng em không quan tâm. Em cũng biết em làm thế này là không nên, bởi vì giữa em và Liên tỷ có quan hệ tốt như vậy. Nhưng em quả thật không thể tự khống chế chính mình, không biết vì sao, em vẫn thích anh, rất là thích anh. Nếu anh đồng ý, em nguyện giống như Liên tỷ, làm người phụ nữ phía sau của anh. Hạ Tưởng sửng sốt, ngẫu nhiên lớn gan thổ lộ. Dám biểu đạt tấm chân tình của mình, điều này phù hợp tính cách của Vệ Tân. Đời sau hắn cũng nhiều lần bị cô bức hôn. Vệ Tân thích hắn, cũng có thể hiểu được. Giữa người với người quả thật có một cảm giác gắn bó kỳ diệu. Giữa rất nhiều người cả đời sống với nhau có lẽ cũng không có cảm tình, nhưng một số khác chỉ mới gặp là đã thầm thương trộm nhớ. Vệ Tân đời sau yêu hắn đến nỗi đòi sống đòi chết. Kiếp này lại thổ lộ với hắn, mặc dù trong tình và lý, cũng khiến Hạ Tưởng có chút bất đắc dĩ. Hạ Tưởng nhẹ nhàng rút tay về, nói. Rất xin lỗi Vệ Tân, anh thật sự không muốn gây thương tổn cho em một lần nữa. Vệ Tân vẻ mặt thất vọng, trong lòng đầy kích động. Cô không có nghe ra lời nói ẩn chứa hàm ý của Hạ Tưởng, chỉ là vẻ mặt chua xót, miễn cưỡng cười nói. Anh cứ xem em là người phụ nữ vô sỉ là được. Em làm như vậy, rất thấp hèn trong mắt anh, nếu để Liên tỷ biết, cũng sẽ xem thường em. Hạ Tưởng lại có chút không đành lòng, giơ tay nhẹ nhàng bắt lấy tay Vệ Tân, nhẹ giọng nói. Em là cô gái tốt, thật đó, nếu không phải anh đã có vợ, có Nhược Hàm, cũng nguyện ý ở cùng em. Chẳng qua là trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể quay đầu lại, bỏ lỡ là bỏ lỡ, chúng ta cũng hết cách. Em làm người phụ nữ phía sau của anh, thì đối với em không công bằng, đối với Thủ Lê không công bằng, đối với Nhược Hàm không công bằng, cũng sẽ khiến anh cứ phải lòng mang áy náy tội lỗi. Hơn nữa nói thật, anh cũng không là người tốt lành gì như trong tưởng tượng của em, gần nhau lâu, em sẽ hối hận. Vệ Tân tò mò hỏi. Hối hận gì? Anh ngủ hay lăn qua lăn lại, một khi không cẩn thận là đẩy em xuống giường, đến lúc đó khẳng định em sẽ hối hận vì ở cùng với anh. Đã thế thì, chỉ bằng đừng thử nữa. Hạ Tưởng không nói dối, mà hắn quả thật có chuyện nửa đêm đẩy Vệ Tân té trên mặt đất. Vệ Tân cười ngặt nghèo. Không giấu vết mà rút tay về, nói. Được rồi, em đã nhiều năm giữ tình cảm trong lòng nay nói ra được, cũng thật thoải mái. Anh coi như vừa nghe xong giấc mơ một thời của một cô gái là được,
bây giờ cô gái đã trưởng thành, nên dũng cảm đối mặt với ngày mai. Trong nháy mắt, vẻ mặt Vệ Tân dường như đã thoải mái hơn nhiều. Hạ Tường cũng tự đáy lòng thay cô vui mừng, chỉ cần khúc mắc được giải, cả người đều đã như chút được gánh nặng. Hắn trước kia cũng đã trải nghiệm qua loại cảm giác này. Hắn hy vọng Vệ Tân không sống dưới hình bóng của hắn nữa, đã quyết định trong kiếp này không có điều gút mắc với Vệ Tân, mặc kệ là vì cô hay là vì chính mình, đều cần phải giữ vững niềm tin, không nên lại khiêu khích cô nữa. Vệ Tân lại cùng Hạ Tường nói một chút về Lát Liên Nhược Hạm và Ngô Liên Hạ. Liên Nhược Hạm đã quyết định đặt tên cho con là Ngô Liên Hạ. Tiểu Liên Hạ ăn uống rất tốt, ăn được ngủ được, lớn rất nhanh. Vệ Tân vừa nói, liền gợi lên tình thương người cha ngập tràn trong Hạ Tường, liền nghĩ tới sớm muộn gì cũng đón hai mẹ con Liên Nhược Hạm về, vui đùa với thằng nhóc, để nó gọi ba ba. Chương 473, vụ án xảy ra. Sơ lược tình hình của Liên Nhược Hạm. Vệ Tân nói tới mục đích Mai tới thăm, Mai và Vệ Tân trao đổi với nhau không ít quan điểm, tuy rằng Mai không tiết lộ ra điểm mấu chốt của công ty Nhật Quang, nhưng Vệ Tân biết rất rõ về tính tình của Mai nên nói với Hạ Tường, nếu Hạ Tường có thể cam đoan công ty Nhật Quang có thể thu hồi vốn đầu tư trong vòng 2 năm, khẳng định công ty Nhật Quang sẽ nhượng bộ trong việc chuyển nhượng kỹ thuật. Bởi vì vốn đầu tư có thể thu hồi tức là đã nói thay việc đầu tư đã thành công, Mai sắp hết hợp đồng làm việc của hội đồng quản trị. Đến lúc đó nếu như hạng mục đầu tư này gặt hái được thành công, thì việc gia hạn thêm hợp đồng của y có khả năng tăng cao. Bởi vì công ty có không ít thành viên hội đồng quản trị có chút bất mãn với việc từ khi y nhậm chức tới nay việc phát triển kinh doanh của công ty khá chậm chạp. Mai trong thời gian nhậm chức có vài lần đầu tư thất bại, y hiện tại cần gấp một lần đầu tư thành công để chứng minh năng lực và quan điểm của y. Thông tin của Vệ Tân có thể nói là trời hạn gặp mưa, gần như chạm đến tới điểm mấu chốt của Mai. Đối với Hạ Tường mà nói, sau khi nắm bắt được tin tức mà Vệ Tân tiết lộ, hắn gần như có thể khẳng định việc hợp tác đầu tư cùng công ty Nhật Quang là sự thật như ván đã đóng thuyền. Để xem Mai có thể kiên định được bao lâu, y nhượng bộ là điều hiển nhiên, chỉ chờ xem mức độ nhượng bộ mà thôi. Tính toán của Hạ Tường là, đem kỳ hạn thu hồi vốn rút lại nửa năm, chỉ còn một năm rưỡi là có thể thu hồi vốn. Sự cám dỗ lớn này đủ ép cho Mai chịu nhượng bộ nhiều trong chuyển nhượng kỹ thuật. Đồng thời tranh thủ số tiền đầu tư của công ty Nhật Quang có thể đạt đến 500 triệu đô. Tuy nhiên, Hạ Tường lại có chỗ nghi hoặc, thấy khó hiểu nên hỏi Vệ Tân. Cho dù quan hệ giữa Mai và em rất tốt, anh ta cũng đâu có ngu, sao lại tiết lộ cho em nhiều thông tin như vậy? Vệ Tân cúi đầu, hai má ửng đỏ. Mai đối với em rất có thiện cảm, còn thổ lộ tình cảm với em vẫn chưa đáp ứng, cũng không cự tuyệt, anh ta trước sau vẫn quấn lấy em. Mỹ nhân kế, Hạ Tường cười thầm, không ngờ Vệ Tân cũng khá lợi hại, tuy nhiên ngẫm nghĩ lại thì không đúng, người Mỹ rất có đạo đức nghề nghiệp, bình thường trong thời gian cá nhân không nói chuyện công việc, lại càng không lộ ra cơ mật thương nghiệp, y sao có khả năng nói cho Vệ Tân về tình cảnh của y. Hạ Tường đã nói ra nghi vấn của hắn. Vệ Tân mỉm cười giải thích. Anh xem như đoán đúng rồi, Mai ve vãn săn đón em là thật, nhưng liên quan đến tình hình công ty, thì nhất mực không đề cập tới. Tuy nhiên tình cảnh của y, thì bạn tốt của y là Norton vô cùng tin tưởng. Chủ tịch Liên mở miệng hỏi, Norton dám không trả lời. Người Mỹ cũng là người, cũng giống người Trung Quốc đều sợ ông chủ. Về phần một số cơ mật thương nghiệp của bọn họ, cũng là có một lần Mai uống quá chén, chính miệng nói ra. Vệ Tân trên mặt hiện lên một lớp đỏ hồng, có ý thẹn thùng, Hạ Tưởng hiểu, liền hỏi. Em đối với Mai, cũng có chút động lòng. Vệ Tân gật đầu. Lại lắc đầu. Em cũng không biết, em không thích người nước ngoài. Cảm thấy thói quen đời sống khác biệt quá lớn, nhưng Mai quả thật rất biết cách làm người khác vui vẻ. Làm người khác vui vẻ là biểu hiện mặt ngoài, là sở trường của người Mỹ, cũng là một loại bản năng. Hạ Tường không tiện khuyên nhủ gì Vệ Tân, chỉ nói. Cảm ơn thông tin quý báu của em. Còn việc cá nhân của em, anh không tiện phát biểu ý kiến, chỉ muốn nhắc nhở em, vấn đề tình cảm mặc dù có chút cuồng say. Nhưng càng cần giải quyết theo lý trí. Nhất là khi hai người có khác biệt quá lớn, dù sao thì người Mỹ và người Trung Quốc có rất nhiều bất đồng về mặt văn hóa và tập tục. Vệ Tân không nói gì cả, chỉ yên lặng mà gật gật đầu. Hạ Tường đã hiểu được mục đích của Liên Nhược Hạm sắp xếp Vệ Tân cùng về nước. Suy cho cùng là người phụ nữ của hắn, mọi việc đều vì lợi ích của hắn. Sau đó lại kéo dài thêm 2 ngày, đàm phán tiến vào giai đoạn căng thẳng. Hạ Tường không vội,
Mai cũng làm bộ không vội. Tuy nhiên tới ngày thứ ba tình thế liền có chuyển biến bất ngờ, Mai thấy Hạ Tưởng không chịu nhượng bộ, rốt cục chịu cúi đầu nhượng bộ, đồng ý yêu cầu chuyển nhượng kỹ thuật của Hạ Tưởng đưa ra, đương nhiên kết quả cuối cùng là mỗi bên chịu lui một bước. Công ty Nhật Quang mua lại 500 triệu đô cổ phiếu và chuyển nhượng kỹ thuật, tuy nhiên quyền khống chế cổ phần vẫn nằm trong tay thành phố Bảo. Nhưng trên hợp đồng còn có một điều khoản phụ là, nếu trong vòng 1,5 năm vốn đầu tư không thể thu hồi toàn bộ, công ty Nhật Quang có quyền mua hết 100% cổ phần với giá thấp nhất. Sau khi ký kết hợp đồng, Mai liền thay đổi bộ mặt, cười hì hì hỏi Hạ Tưởng. Mr. Hạ, bây giờ chúng ta đã là bạn bè, anh cũng nên nói cho tôi biết là anh làm cách nào có thể cam đoan trong vòng 1,5 năm tôi sẽ thu hồi toàn bộ kinh phí được không? Anh phải nói sự thật với tôi mới có thể trở về thuyết phục hội đồng quản trị thông qua việc đầu tư. Về điểm này, lợi ích của chúng ta tương đồng. Hạ Tưởng liền kéo Mai qua một bên, nhỏ giọng nói. Mr. Mai, lời thật mất lòng, tôi xin nói trước, về việc chúng ta ký kết hợp đồng, bây giờ vẫn còn trong vòng bí mật, ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ có khả năng mang lại ảnh hưởng tiêu cực. Ông cũng biết, tình hình Trung Quốc rất phức tạp, quan viên cũng rất phức tạp. Nếu chẳng may có một quan chức lớn hơn tôi sau khi tiếp cận với công ty năng lượng mặt trời của nước Đức, cũng thảo luận điều kiện. Vậy thì hợp đồng giữa chúng ta có khả năng là không hợp lệ. Mai vẻ mặt ngầm hiểu. Tôi hiểu. Ý chí quyền lực không chỉ có ở Trung Quốc, ở Mỹ cũng có. Tuy nhiên ở Trung Quốc phơi bày quá rõ rệt thôi. Hạ Tưởng xem ra hài lòng hơn đối với thái độ của Mai, liền nói. Sau khi kinh phí đầu tư của quý công ty rót tới đúng hạn, sản phẩm mới một khi bắt đầu sản xuất. Trước tiên dùng thời gian 3 tháng đến nửa năm đem toàn bộ đèn đường khu dân cư thành phố Bảo đổi mới thành đèn đường năng lượng mặt trời, và quy định tất cả xây dựng đèn đường của khu dân cư mới về sau đều phải chọn dùng đèn đường năng lượng mặt trời, nếu không thì không phê duyệt. Trừ điều này ra, còn đem toàn bộ đèn tín hiệu giao thông trong toàn tỉnh toàn bộ đổi mới thành đèn tín hiệu năng lượng mặt trời. Chỉ một thành phố Bảo, cần bao nhiêu sản phẩm năng lượng mặt trời, Mr. Mai hẳn là có thể chủ tính được. Một khi thành phố Bảo mở rộng thành công, đến lúc đó tỉnh Yến lại mở rộng ra toàn tỉnh, không đề cập tới đèn đường toàn tỉnh, chỉ cần tỉnh Yến trong 1 năm nếu như xây dựng tất cả các khu đô thị mới đều đổi dùng đèn đường năng lượng mặt trời, sản lượng khổng lồ. Mr. Mai nếu có hiểu biết về tốc độ phát triển bất động sản hiện tại của Trung Quốc, thì trong lòng đã quá rõ. Rõ, rất rõ. Mai tuy rằng là người Mỹ, nhưng cũng hiểu biết không ít về tình hình trong nước Trung Quốc, không nói là thông tạo. Ít nhất cũng quá hiểu quyền lực hùng mạnh của chính phủ, sau khi y nghe xong ý tưởng của Hạ Tưởng, xem như đã chút bỏ tảng đá trong lòng. Tuy nhiên y cũng không ngốc, biết cấp bậc của Hạ Tưởng không cao, lời nói chưa chắc dùng được, liền hỏi lại. Chính sách của thành phố Bảo, Mr. Hạ có lẽ có lực ảnh hưởng, nhưng chính sách ở tỉnh Yến, với cấp bậc của Mr. Hạ, e là không thể nói lên điều gì. Hạ Tưởng cười ha ha. Đợi thời điểm hiệp nghị chính thức ký kết. Tôi mời chủ tịch tỉnh ra mặt, Mr. Mai xin hãy yên tâm. Mai quả thật yên tâm, tươi cười hớn hở về nước. Vệ Tân không về với y, mà ở lại, tham quan thành phố Yến một chút, đồng thời cũng muốn về nhà thăm hỏi người thân. Hạ Tưởng cùng Vệ Tân trở về thành phố Yến. Trên đường, Vệ Tân vừa nói vừa cười, một chút bộ dáng buồn phiền cũng không có, khiến hắn cũng được giải sầu. Tới thành phố Yến, Vệ Tân liền từ chối khéo thịnh tình đưa tiễn của Hạ Tưởng. Tự mình ngồi xe đi. Hạ Tưởng cũng không về nhà, trực tiếp trở về văn phòng. Bước tiếp theo của việc cải tổ thành phố Đan Thành và thành phố Bảo sắp hạ màn, Hạ Tưởng tin tưởng, một khi tin tức hai thành phố lại phát tán ra, chắc chắn dẫn tới chấn động cực lớn. Bởi vì hắn đã dày công chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho đám người Trình Hy học. Tuy rằng bài viết của hắn và Phạm Tranh, Nghiêm Tiểu thì mắng chửi rất sảng khoái, và chọc giận không ít người, nhưng đó chỉ là món khai vị mà thôi. Đợi sau khi món chính dọn lên, mới có thể khiến Trình Hy học á khẩu nói không nên lời, không trốn dung thân. Với thành công thật sự trước mặt, dù có uốn ba tấc lưỡi để tỉ dụ thì cũng chỉ là tỉ dụ, là lý luận suông trên giấy mà thôi. 9 giờ sáng tới văn phòng, Hạ Tưởng như ngựa không dừng vó lại liên hệ với Tề Á Nam, tìm hiểu một chút về tiến triển nhà máy rượu Tương Đài, theo sau lại điện thoại cho Khâu Tự Phong, đem công việc khó khăn nhất vụn vặt nhất giao cho y xử lý. Chẳng hạn như làm thế nào để tập hợp hơn 10 xí nghiệp năng lượng mặt trời thành một khối, chẳng hạn như sau cùng sẽ cho người nào đảm nhiệm phụ trách công ty mới, chẳng hạn như làm thế nào để cụ thể phân chia lợi ích,
v, tất cả đều là chuyện của y, Hạ Tưởng chỉ phụ trách tình hình chung, những việc vặt còn lại, không cần hỏi đến nữa. Kết quả Khâu Tự Phong rất là bất mãn nói. Sao tôi cứ cảm thấy cậu chẳng khác gì bí thư thành ủy, sau khi định ra đường lối mục tiêu, giao cho tôi thực hiện cụ thể. Bây giờ cậu nói chuyện càng ngày càng có kiểu cách đó, tôi phó thị trưởng, chuyên môn trên cơ bản là phục vụ cho cậu. Bất mãn là giả, Khâu Tự Phong kỳ thật thì lòng tràn đầy vui sướng. Hạ Tưởng vừa xử lý hoàn tất tất cả công việc, còn chưa kịp thở lấy một hơi, đang duỗi cho thẳng cái lưng, thì thấy hai người sắc mặt không mấy thiện cảm cửa cũng không gõ mà trực tiếp tiến vào, nói rất là khí thế. Ai là Hạ Tưởng? Văn phòng chỉ còn Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, Phương Cách và Vương Lâm Kiệt gần đây rất bận rộn việc của thành phố Đan Thành, cả ngày không thấy bóng dáng. Cổ Ngọc tuy rằng nhìn như rất an nhàn, nhưng mỗi ngày cũng phải xử lý rất nhiều tài liệu. Đang bận túi bụi, cả Hạ Tưởng trở về cũng chỉ kịp chào hỏi có lệ, đột nhiên nghe có người đến tìm Hạ Tưởng, cô cũng không nghĩ nhiều, lấy tay chỉ Hạ Tưởng nói. Văn phòng chỉ có hai người, một nam một nữ. Hạ Tưởng là đàn ông, còn phải hỏi gì nữa sao? Không hỏi cô, ai biểu cô nhiều chuyện. Giọng điệu một trong hai người như người đứng đầu vô cùng nghiêm khắc mà nói một câu. Người đi vào là hai người một cao một thấp, một béo một gầy, một đen một trắng, đứng chung một chỗ khiến cho người ta cảm thấy rất buồn cười. Tuy nhiên người quen biết bọn họ thì cũng không có dù chỉ một chút ý niệm buồn cười trong đầu. Bởi vì bọn họ là Hoàng Lâm và Lưu Húc của Ủy ban Kỷ luật tỉnh chuyên điều tra và phá các vụ án lớn. Hoàng Lâm sinh ra đã đen lại gầy, Lưu Húc bộ dạng lại trắng mà béo. Bởi vì hai người làm qua không ít vụ án lớn, bắt giam không ít tham quan, hơn nữa còn đưa mấy người lên pháp trường, bởi vậy mọi người đặt cho biệt danh là Hắc Bạch Vô Thường. Hạ Tưởng không quen biết bọn họ, tuy nhiên thấy bộ dáng khí thế của bọn họ thì người đến không phải tay vừa, đứng dậy nói. Tôi Hạ Tưởng, xin hỏi hai vị là ai? Tìm tôi có chuyện gì? Chúng tôi là nhân viên phá của Ủy ban Kỷ luật tỉnh án, tôi là Hoàng Lâm, ông ta là Lưu Húc. Chúng tôi nhận được tố cáo, có người phản ánh anh nhận hối lộ, xin mời cùng chúng tôi đi một chuyến, tiếp nhận điều tra. Hoàng Lâm đầu tiên bộc lộ thân phận, tuy rằng y nói chuyện rất nghiêm khắc, nhưng cũng chu toàn lễ độ. Ai tố cáo tôi phạm vào việc lớn cỡ nào? Hạ Tưởng cười hỏi một câu. Hoàng Lâm thấy thái độ của Hạ Tưởng chẳng hề để ý, không khỏi ngây người sửng sốt. Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được thư và điện thoại hai lần tố cáo. Nói là trưởng phòng Hạ Tưởng của tổ lãnh đạo thu nhận hối lộ tiền mặt, chứng cứ vô cùng xác thực, trên đó có thời gian, địa điểm cùng với số tiền hối lộ đều được viết rành mạch, hơn nữa còn phụ thêm mấy tấm ảnh chụp. Ảnh chụp mặc dù có chút mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong tay Hạ Tưởng cầm một túi xách tay, cùng một người phụ nữ nói chuyện với nhau dưới đèn đường. Trong đó còn có một tấm ảnh chụp là tình cảnh hai người tay nắm tay, xem ra thái độ vô cùng thân thiết. Trên thư báo cáo còn cố ý ghi chú rõ ràng, Hạ Tưởng chẳng những cùng người phụ nữ đó quan hệ mờ ám, còn thu nhận số lượng lớn tiền mặt từ người đó. Trong túi xách tay tổng cộng có 5 hộp thuốc lá cuộn, bên trong mỗi hộp thuốc lá có hơn chục ngàn, 5 hộp thuốc lá thì là 90 ngàn. Mặt khác nắp đậy 5 chai rượu có 5 đồng tiền vàng, tổng trị giá gần chục ngàn. Hạ Tưởng tổng cộng đã thu nhận số tiền hối lộ trên chục ngàn tệ. Sự thật rõ ràng, chứng cứ vô cùng xác thực, bởi vì Hạ Tưởng là cán bộ cấp cục, cấp bậc không cao, không đủ tư cách lọt vào mắt xanh của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật hình Đoan Đài, Hoàng Lâm và Lưu Húc liền đem việc này báo cáo cho phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kỷ luật tỉnh Cổ Nhân Kiệt. Cổ Nhân Kiệt là người của Cao Thành Tùng, vào thời Cao Thành Tùng đã bất hòa với hình Đoan Đài. Sau khi Cao Thành Tùng rớt đài, y cũng từng sợ hãi trong một khoảng thời gian, sau đó sự tình từ từ bình ổn qua đi, cũng không ai tìm tới y. Dẫu biết là qua được cửa ải quan trọng, tuy nhiên trong lòng đối với Hạ Tưởng rất là kiêng kỵ cũng một mực cho rằng Hạ Tưởng không phải là người tốt, đổi trắng thay đen, dùng âm mưu quỷ kế chèn ép mình, ngay đến cả đường đường là bí thư tỉnh ủy hắn cũng dám đụng vào, người khác muốn chọc y còn có đường sống sao. Cổ Nhân Kiệt cảm thấy thỏ chết cáo thương đối với cái chết của Vũ Phái Dũng. Lại cảm thông sâu sắc đối với kết cục bị khai trừ đảng viên giảm liền 3 cấp của Cao Thành Tùng, cảm thấy bí thư Cao vất vả cả đời, vì nước vì dân làm không ít chuyện tốt, cuối cùng bị thân bại danh liệt thật là đáng thương đáng tiếc. Nói cho cùng, đều là Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ ở phía sau châm dầu vào lửa, nếu không bí thư Cao ít nhất cũng có thể bình yên về hưu, an hưởng tuổi già. Cổ Nhân Kiệt sau đó còn trở về quê nhà ở phương Nam của Cao Thành Tùng liên lạc vài lần.
Cao Thành Tùng khi biết được Hạ Tưởng hiện tại càng ngày càng được xem trọng, căm thù đến tận xương tủy, luôn cảnh báo y phải đề phòng Hạ Tưởng, một khi bắt được thời cơ, nhất định phải dồn Hạ Tưởng vào chỗ chết, nếu không không chừng một lúc nào đó kết thù oán với Hạ Tưởng, với tính cách Hạ Tưởng lại không chết không tha, dù là ai cũng sẽ bị Hạ Tưởng hại chết. Cổ Nhân Kiệt ghi nhớ trong lòng. Đợi sau này Cổ Nhân Kiệt từ từ bắt đầu tiếp cận Thôi Hướng lại bị Thôi Hướng ảnh hưởng, thì ấn tượng đối với Hạ Tưởng lại càng ngày càng kém. Càng khiến Cổ Nhân Kiệt căm thù đối với Hạ Tưởng tới cực điểm chính là, Phong Lợi là bạn tốt tri kỷ của y, Phong Lợi bị ra rìa, Cổ Nhân Kiệt cũng biết ông ta là vật hy sinh chính trị. Nhưng Phong Lợi nhiều lần nói xấu Hạ Tưởng mà cứ lặp đi lặp lại trước mặt Cổ Nhân Kiệt, đem tất cả sai lầm đổ lên trên người Hạ Tưởng. Một lòng nhận định chính do Hạ Tưởng đâm thọc thị phi mới khiến Bí Thư Diệp bất mãn với ông ta, mới đưa ông ta tới cục cán bộ kỳ cựu. Cổ Nhân Kiệt nghe nhiều lời xấu về Hạ Tưởng, thêm nữa bản thân y xem Hạ Tưởng như cái gai trong mắt, lại dưới ảnh hưởng hai bên Thôi Hướng và Phong Lợi. Trong mắt y, vốn Hạ Tưởng và y không hề có tiếp xúc gì, càng chưa từng có đụng chạm, đã trở thành người xấu đáng ghét nhất trên thế giới. Cổ Nhân Kiệt một mực cho rằng, Hạ Tưởng khẳng định vừa tham ô vừa háo sắc. Đừng lọt vào trong tay y thì tốt, chỉ cần bị y phát hiện hắn có vấn đề về kinh tế và tác phong, không thể không cắn chặt một gậy đập cho chết. Chỉ có điều y cho người âm thầm điều tra Hạ Tưởng, lại phát hiện Hạ Tưởng hành vi đoan chính, làm việc cẩn thận, căn bản làm cho người ta không bới móc được sai lầm gì, càng không có vấn đề về kinh tế và tác phong, khiến cho Cổ Nhân Kiệt rất là buồn bực. Lại không thể tin được Hạ Tưởng thật sự là một cán bộ thanh liêm lại không gần nữ sắc. Nhất là hắn hiện tại lại tuổi trẻ như vậy, lại có cấp bậc, lại nắm quyền cao, sao lại có khả năng không có người đẹp vây quanh. Nhưng không có khả năng cũng không có biện pháp, nắm không được một chút nhược điểm của Hạ Tưởng, mặc kệ là Hạ Tưởng thật sự không có chuyện gì để điều tra, hay là ẩn giấu quá kín, dù sao khiến Cổ Nhân Kiệt không có chỗ để xuống tay là được. Cổ Nhân Kiệt vô cùng buồn bực, tuy nhiên sau đó y được Thôi Hướng bày mưu tính kế, thì lòng tràn đầy kỳ vọng. Rốt cục đã có chuyện xảy ra. Sau khi nghe hai người Hoàng Lâm và Lưu Húc báo cáo, Cổ Nhân Kiệt đã rất cao hứng mà nhảy dựng lên. Đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu. Hạ Tưởng vừa tuổi trẻ vừa quyền cao chức trọng, sao có khả năng không có việc gì. Cho dù mèo con không ăn tanh, cũng không chịu nổi khi tanh chủ động dâng tới cửa miệng. Hạ Tưởng à Hạ Tưởng, lần này đây chứng cứ vô cùng xác thực, xem anh còn gì để nói. 150.000, nhẹ thì cắt chức và khai trừ đảng viên, nặng thì phán vài năm cũng không chừng. Cổ Nhân Kiệt mừng rỡ, lập tức chỉ thị Hoàng Lâm và Lưu Húc, điều tra, nghiêm khắc điều tra tới cùng. Hoàng Lâm và Lưu Húc trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh, trên cơ bản là người không thuộc phe phái nào, hai người bọn họ phá án đều là chú trọng công chính nghiêm minh, chỉ cần có người phạm pháp, chỉ cần cấp trên lên tiếng, bọn họ sẽ điều tra tới cùng, mặt mũi ai cũng mặc. Bởi vậy hai người bọn họ tuy rằng tuổi đã lớn, trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy vẫn chỉ là cấp cục, lên không nổi. Cấp trên cũng đem bọn họ làm khiêng súng, trở thành vật hy sinh mấu chốt có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, không ai xem bọn họ là thân tín. Nhưng bọn họ cũng không thèm để ý có được thăng quan tiến chức hay không, chỉ biết một lòng tra án, quyết chí điều tra hết bọn tham quan trong thiên hạ. Được sự gật đầu của Cổ Nhân Kiệt, hai người liền chỉnh lý chứng cứ liên quan. Hơn nữa thăm viếng tiểu khu nơi ở của Hạ Tưởng vài lần, nhưng cũng không có nhiều thu hoạch. Căn cứ ảnh chụp Chu Hồng muốn tra ra lai lịch của Chu Hồng, cũng không có manh mối gì. Hiện tại chỉ có vật chứng, nếu có thể tìm được đương sự thì có được nhân chứng vật chứng đầy đủ, sự tình Hạ Tưởng có thể kết án, khiến cả đời hắn cũng trở mình không được. Tuy nhiên không có nhân chứng cũng không thành vấn đề, chỉ cần cán bộ có vấn đề, đều sợ theo bọn họ đi hiệp trợ điều tra. Nói là hiệp trợ. Nhưng dưới sự công kích luân phiên của bọn họ thì có bao nhiêu quân lính cũng tan rã, rất nhanh làm rõ toàn bộ vấn đề. Bọn họ cũng tin rằng Hạ Tưởng tuổi trẻ, kinh nghiệm ít, khẳng định khi bọn họ một dụ hai lừa ba uy hiếp, ngay lập tức sẽ khai nhận hết. Vì thế hai người liền quyết định đánh úp khiến Hạ Tưởng trở tay không kịp, đợi khi Hạ Tưởng đi công tác trở về, thì trực tiếp xông vào văn phòng, đánh úp một thế phủ đầu to lớn vào hắn. Thật không ngờ, thái độ Hạ Tưởng lại thoải mái tự nhiên. Như người không có việc gì, còn có thể giật mình mỉm cười, khiến cho Hoàng Lâm giật mình kinh hãi. Y đã gặp không ít cán bộ vừa nghe y là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, liền hạ thái độ xuống 3 lần. Cũng gặp qua không ít cán bộ hùng hồn, thậm chí vênh váo tự đắc la mắng rằng hắn ta không làm chuyện đó,
bắt lầm người sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quan trọng của hắn ta, thì ai chịu trách nhiệm đây? Tóm lại hoặc là chột dạ cúi đầu, hoặc là cố làm ra vẻ khẩn trương che giấu trong lòng, nào giờ chưa từng gặp qua người giống như Hạ Tưởng, trấn tĩnh tới mức dường như là hắn thật sự không có tham ô nhận hối lộ. Chương 474, giai đoạn thứ nhất. Hoàng Lâm không tin Hạ Tưởng không có việc gì, nhưng Hạ Tưởng biểu hiện như thế, trong mắt y liền cảm thấy hối tiếc và sợ hãi nhìn tuổi còn trẻ, nhưng tâm tư thâm trầm, so với mấy lão đã lăn lộn trên quan trường mấy chục năm chỉ có hơn chớ không kém. Trong lòng y lúc này đưa ra kết luận, con người Hạ Tưởng này, rất khó đối phó. Việc cậu làm, trong lòng cậu biết rõ, trước mặt chúng tôi đừng cố làm ra vẻ đều vô ích thôi, nếu đã tìm đến cậu rồi, khẳng định là đã nắm giữ chứng cứ đầy đủ chính xác. Hoàng Lâm cũng không phải cố ý đe dọa Hạ Tưởng, mà do y phá án đã lâu, khi nói chuyện tự nhiên toát ra một giọng điệu uy hiếp, cũng là một kiểu chiến thuật tâm lý. Mời theo chúng tôi một chuyến, xin phối hợp công tác với chúng tôi. Hạ Tưởng cũng không thừa nhận, cũng không tranh luận, mà gật đầu nói. Được thôi, không thành vấn đề. Cổ Ngọc, anh đi phối hợp công tác với các đồng chí ủy ban kỷ luật tỉnh một chút, cơm trưa em giúp anh đặt trước, một phần dưa leo xào thịt, một chén cơm là được. Nhớ giúp anh đậy kín chút, kẻo nguội, anh trở về ăn liền. Bây giờ đã mấy giờ rồi, chỉ còn mấy chục phút là tới giờ cơm, ý của Hạ Tưởng là hắn đi một chút sẽ trở lại, còn có thể trở về kịp giờ cơm. Hoàng Lâm liền âm thầm bật cười, hóa ra Hạ Tưởng không phải là bình chân như vậy, mà là ngốc đến đáng yêu, không biết hậu quả nghiêm trọng khi bị mời đi phối hợp công tác với ủy ban kỷ luật. Hắn còn có thể trở về ăn cơm sao? Có thể trở về ngồi làm việc trong văn phòng này cũng không có khả năng. Không phải cắt chức khai trừ đảng viên, cũng là ngồi tù, đã là lúc nào rồi, còn muốn ăn. Thật là một người không có đầu óc. Cổ Ngọc thở hổn hển đứng lên. Cổ Ngọc bình thường ở trước mặt Hạ Tưởng tính tình khá tốt không phải là giả, nhưng cô cũng không phải là người bình thường, mà ai có thể kêu đến là đến đuổi đi là đi. Giọng điệu vừa rồi của Hoàng Lâm vô cùng tồi tệ, lại nghe y hoài nghi Hạ Tưởng tham ô nhận hối lộ, Cổ Ngọc biết khá rõ về Hạ Tưởng không khỏi vừa tức vừa giận, liền cười lạnh một tiếng nói. Ông nói trưởng phòng Hạ tham ô nhận hối lộ, ông chắc chắn không nhầm lẫn chứ. Nhìn ông tuổi cũng không nhỏ, tốt xấu gì cũng là cán bộ kỳ cựu của ủy ban kỷ luật, sao còn phạm loại sai lầm thấp hèn này. Tôi nói cho ông hay, nếu các ông bắt nhầm người, tôi không để yên cho ông đâu. Bị một cô bé quát tháo, Hoàng Lâm vừa bực mình vừa buồn cười. Y còn chưa nói gì, Lưu Húc ở phía sau nổi giận, Lưu Húc tiến lên phía trước một bước, chất vấn Cổ Ngọc. Ủy ban kỷ luật phá án, có căn hệ gì đến cô? Cô chỉ là nhân viên bình thường thì biết cái gì? Xin đừng gây trở ngại công tác ủy ban kỷ luật, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, không phải chuyện của cô, đừng có vô sự gây chuyện. Lưu Húc và Hoàng Lâm giống nhau, vẫn phong cách mặt sắt lạnh lùng phá án, làm việc nói chuyện đều là một vẻ mặt lạnh như băng, Cổ Ngọc đã quen vẻ mặt ôn hòa mà Hạ Tưởng đối với cô, vừa rồi bị Hoàng Lâm quát lớn trong lòng đã không thoải mái, lại bị Lưu Húc mặt mũi lạnh lùng nói, lại càng nổi giận. Sao không phải chuyện của tôi? Các ông không phải nói trưởng phòng Hạ tham ô nhận hối lộ sao? Được, khi anh ta kết hôn, tôi tặng anh ta mảnh ngọc bích giá trị liên thành, ít nhất cũng đáng 40 ngàn, các ông cũng muốn bắt tôi luôn phải không hả? Hạ Tưởng không khỏi cười khổ, Cổ Ngọc vốn tính tình trẻ con hay đùa giỡn, bây giờ lại tức giận đến thế. Hắn vội khuyên giải. Được rồi Cổ Ngọc, bớt tranh cãi chút đi. Anh cùng đồng chí ủy ban kỷ luật đi một chuyến, sau khi nói rõ ràng sẽ trở lại. Bây giờ em lại làm loạn, ngược lại càng rối hơn. Hoàng Lâm vừa nghe lập tức choáng váng nhìn Cổ Ngọc vài lần. Hỏi. Ăn nói trước mặt chúng tôi, phải chú ý một chút, không phải cái gì cũng có thể nói lung tung. Y cũng là có ý tốt, chỉ nhắc nhở Cổ Ngọc một câu. 400 ngàn là số tiền rất lớn, bộ dáng Cổ Ngọc không giống kẻ có tiền. Hơn nữa dù là đem tặng, vậy đâu có lý nào tự mình đi thừa nhận. Cổ Ngọc lại ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Tôi không có ăn nói lung tung, tặng là tặng, sao nào? Tôi muốn tặng anh ta mấy trăm ngàn mấy triệu cũng được, các ông quản được sao? Lưu Húc giận tím mặt. Được, cô đã nói như vậy, vậy mời cô cùng đến ủy ban kỷ luật. Phối hợp công tác điều tra với chúng tôi. Cổ Ngọc không để ý ánh mắt Hạ Tưởng, ngược lại đẩy hết công việc trong tay, khí thế nói. Đi thì đi, ai sợ ai? Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, Cổ Ngọc tuy rằng nhỏ hơn hắn vài tuổi,
nhưng trên thực tế tuổi tâm lý vẫn không đủ trưởng thành. Vẫn là tính cách một nữ sinh hay kích động, làm cho người ta bắt lấy cô cũng không có biện pháp. Vốn là một việc khá đơn giản, bởi vì sự ngoài ý muốn của cô, ngược lại càng làm phức tạp hơn. Quả nhiên vừa đến ủy ban kỷ luật, vì Cổ Ngọc nhắc tới việc kết hôn của Hạ Tưởng, Hoàng Lâm nhạy bén nghĩ tới việc có thể Hạ Tưởng mượn danh nghĩa kết hôn, bốn phía thu tiền biếu làm điểm khởi đầu, lại có thể xâm nhập vào đào móc vấn đề Hạ Tưởng, tranh thủ đem vụ án Hạ Tưởng tạo thành vụ án lớn cần được phá. Nghĩ đến đã lâu không điều tra vụ án lớn, nếu tình hình theo như lời Cổ Ngọc là thật, Hạ Tưởng liên can tới số tiền vụ án lên tới hàng triệu. Một cán bộ cấp phòng tham ô khoản tiền lên tới hàng triệu, hơn nữa Hạ Tưởng lại là nhân vật trung tâm trong tổ lãnh đạo, tất nhiên sẽ gây nên chấn động trong tỉnh ủy. Mặc dù Hoàng Lâm và Lưu Húc không thuộc phe phái nào trong ủy ban kỷ luật tỉnh, nhưng hai người cũng nắm rõ thị phi bên trong tỉnh ủy. Hiện tại bởi vì vấn đề điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp, bên trong tỉnh ủy chia làm hai phái. Một do Bí thư Diệp đứng đầu là phái ủng hộ, bao gồm cả Chủ tịch tỉnh Phạm, một do Phó Bí thư Thôi đứng đầu là phái phản đối, có cả trưởng ban Mã, bây giờ phái ủng hộ đang chiếm ưu thế thượng phong. Dù gì cũng là bí thư và chủ tịch tỉnh liên kết, trên cơ bản đại sự đã định. Tuy nhiên Hạ Tưởng là nhân vật mấu chốt của tổ lãnh đạo, lại được bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm hai người ủng hộ. Có thể nói là nhân vật chỉ chạm nhẹ cũng bỏng tay trong tỉnh ủy gần đây. Hoàng Lâm và Lưu Húc cũng nảy sinh dao động, nếu điều tra Hạ Tưởng, có thể sẽ gặp phải áp lực hai bên bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm hay không. Nếu bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm đều mở miệng, đều yêu cầu chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, thì bọn họ phải làm sao? Có chịu được áp lực hay không? Nhưng sau khi hai người trải qua một cuộc thảo luận, vẫn là quyết định điều tra triệt để Hạ Tưởng. Bởi vì đúng là bởi vì bọn họ cảm thấy Hạ Tưởng được bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm quá coi trọng, con nít cũng biết, nhưng vì hắn tuổi còn trẻ mà hiện đã có tiếng nói, mới vểnh cái đuôi, mới dám to gan lớn mật, lấy quyền mưu tư lợi. Hoàng Lâm và Lưu Húc làm quan nhiều năm trong hệ thống ủy ban kỷ luật. Tính tình hai người đều là ngay thẳng, không cầu thăng quan phát tài, chỉ cầu vì dân trừ hại. Chính là ôm một bầu chính nghĩa tràn đầy nhiệt huyết ngược lại càng khơi thêm tinh thần chính nghĩa của bọn họ. Họ cho rằng không trừ Hạ Tưởng hiện tại, về sau này khi đã leo lên cao, càng là mối nguy hại lớn cho dân, càng là sâu mọt của đất nước. Hơn nữa hai người cũng tin tưởng, hiện tại chứng cứ trong tay bọn họ vô cùng xác thực, chỉ với số tiền 90.000 là có thể bắt Hạ Tưởng. Chứng cớ rành rành như núi ở trước mặt, bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm còn có thể quyền lớn hơn pháp luật hay không? Đương nhiên hai người công tác nhiều năm trong ủy ban kỷ luật, tình huống quyền lớn hơn pháp luật cũng không hiếm thấy. Tuy nhiên Hạ Tưởng là tình huống đặc biệt, hắn là nhân vật mấu chốt, sau khi điều tra xác minh, khẳng định sẽ khiến cho nhiều mặt chú ý. Người chú ý càng nhiều, bí thư Diệp và chủ tịch tỉnh Phạm cũng không còn cách nào vì tư lợi mà làm trái pháp luật, cũng không thể giúp Hạ Tưởng ra mặt. Chủ yếu cũng là vì hai người đã khẳng định Hạ Tưởng chính là một cán bộ tham ô hủ bại, không bắt thì không thể xoa dịu sự bất mãn của dân, không bắt thì không thể làm sáng tỏ, cho nên phải bắt lấy Hạ Tưởng, vì chính nghĩa. Trước kia Hoàng Lâm và Lưu Húc cũng phá không ít vụ án lớn, thậm chí vào thời đại của Cao Thành Tùng cũng đã bắt giữ người của Cao Thành Tùng, cuối cùng vẫn chống chọi lại áp lực hùng mạnh của Cao Thành Tùng, bắt được kẻ đó, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bị kết án. Cao Thành Tùng mạnh mẽ, cứng rắn như vậy, cuối cùng cũng không làm gì được họ cả. Bởi vì Hoàng Lâm và Lưu Húc là hình tượng điển hình của tỉnh Yến, là người phát ngôn của Ủy ban kỷ luật liêm chính công minh, nên phải để lại ấn tượng cho người ngoài xem. Vốn nghĩ bắt giữ Hạ Tưởng, để hắn giải thích vấn đề là xong việc, không ngờ lại xuất hiện chuyện hay Cổ Ngọc tự chui đầu vô lưới. Hai người hợp lại, cho rằng hiện tại là thời cơ tốt nhất đạt được bước đột phá trọng đại, liền quyết định không cho hai người ăn cơm, lập tức thẩm vấn. Hạ Tưởng và Cổ Ngọc bị nhốt trong hai phòng khác nhau, Hoàng Lâm thẩm vấn Hạ Tưởng, Lưu Húc thẩm vấn Cổ Ngọc. Hoàng Lâm đem ảnh chụp xếp trước mặt Hạ Tưởng, nghiêm khắc nói. Đồng chí Hạ Tưởng, cậu đừng hòng tìm cách thoát thân, chúng tôi mời cậu đến phối hợp công tác điều tra, thì chứng minh đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, chống chế và nói dối đều không có tác dụng, ngược lại còn bị bất lợi trong việc xin được khoan hồng, người trong ảnh, có phải là cậu không? Hạ Tưởng không ngờ cảnh tượng hắn và Chu Hồng dưới ánh đèn đường lúc hoàng hôn lại bị người lén lút chụp ảnh. Nghĩ thầm rằng kế hoạch của đối phương cũng khá chu đáo chặt chẽ, ngay cả liên kết này cũng nghĩ ra được, thực không đơn giản. Hắn đem từng tấm ảnh chụp xem qua, gật đầu nói.
Không sai, là tôi. Thấy Hạ Tưởng tương đối phối hợp, thái độ cũng không tồi, giọng điệu Hoàng Lâm cũng liền dịu đi một ít, lại hỏi. Người phụ nữ này là ai? Cậu và cô ta có quan hệ gì? Còn trong cái túi xách tay là đồ vật gì? Cô ta vì sao lại tặng quà cho cậu? Hoàng Lâm chính là muốn liên tiếp truy hỏi vấn đề, khiến Hạ Tưởng không kịp suy nghĩ, dập cho hắn một trận đầu óc choáng váng, không có cơ hội lập lời nói dối. Nhưng Hạ Tưởng tuyệt không bối rối, trái lại còn rất là có hứng thú nói. Đồng chí Hoàng Lâm, người phụ nữ này tự xưng tên Chu Hồng, tên thật hay giả thì tôi không rõ lắm. Về phần cô ta vì sao lại tặng quà cho tôi lại càng không rõ. Hay là ông giúp tôi tìm ra cô ta, giáp mặt hỏi cho rõ. Tôi và cô ta thực không có quan hệ gì, cô ta tự nhận là quen biết cha tôi, ồ, là cha vợ tôi, nhưng người yêu tôi cũng nói không quen biết cô ta. Cô ta tới nhà nói chưa được hai câu, đã ném lại túi đồ rồi bỏ đi, tôi liền mang túi đồ đuổi theo. Không quen biết, xem thái độ thân thiết của các cậu thì không giống không quen biết. Hơn nữa còn tay trong tay, khẳng định là có quan hệ mật thiết rồi. Hoàng Lâm lại hỏi, tay trong tay là bởi vì cô ta chủ động cầm lấy tay của tôi, đòi viết số điện thoại của cô ta lên trên. Hạ Tưởng ăn ngay nói thật, không có chút rào trước đón sau. Đồng chí Hạ Tưởng, hy vọng cậu có thái độ đúng đắn. Phối hợp điều tra với chúng tôi. Hoàng Lâm có chút không hài lòng nói. Viết số điện thoại mà phải viết vào trong tay, sao không viết lên trên giấy, hoặc là trực tiếp gọi vào máy di động. Cậu cho là lời nói dối của cậu có thể qua mặt chúng tôi sao? Dường như không phải là viết số điện thoại mà là có quan hệ mờ ám gì đó. Hạ Tưởng tuyệt không vội, cười hì hì nói. Cô ta sao muốn viết số điện thoại lên tay tôi, thật sự thì nên hỏi chính cô ta. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi khá đẹp trai, cô ta cố ý kéo kéo tay của tôi. Đồng chí Hạ Tưởng, xin cư xử nghiêm túc với vấn đề của tôi. Hoàng Lâm nổi giận, phạch một tiếng ném tài liệu cầm trong tay lên trên bàn. Tôi rất phối hợp, có một nói một, ông còn muốn tôi thế nào? Hạ Tưởng với vẻ mặt vô tội nhìn Hoàng Lâm. Đều là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ đồng chí Hoàng Lâm muốn tôi nói ra những gì ông muốn, xúi giục tôi nhận tội, phải không? Hoàng Lâm ngược lại bình tĩnh lại hỏi. Túi sách trong tay cô ta cuối cùng cậu có nhận hay không? Nhận, cô ta nói những lời nói rất cảm động. Tôi mà không nhận thì như là rất có lỗi với cô ta, nên chỉ biết nhận lấy. Hạ Tưởng không có chút giấu giếm. Hơn nữa cô ta nói chỉ là một ít rượu và thuốc lá ở quê nhà, không đáng vài đồng tiền. Tôi nghĩ món đồ chỉ khoảng 100-200 tệ cũng không đáng gì, dù gì cũng là tấm lòng của người ta, nên nhận lấy. Hoàng Lâm thấy Hạ Tưởng không hề giấu giếm, hỏi gì nói đó, trong lòng liền có chút buồn bực, chẳng lẽ Hạ Tưởng không hề sợ hãi, cho rằng số tiền 90.000 tệ không đủ bắt hắn, hay là tới cuối cùng mới chối bỏ chết cũng không chịu nhận. Lại hỏi, sau khi trở về cậu có mở ra xem bên trong hộp rượu và thuốc lá không, bên trong có thật là rượu và thuốc lá không? Không phải, trở về tôi xem lại mới biết, có tiền cuốn trong thuốc lá, trong hộp rượu thì có vàng miếng. Hạ Tưởng không chút do dự nói ra chân tướng, mà vẻ mặt còn lộ rõ nét vui mừng. Quá tuyệt, con người hiện nay thật thông minh, biện pháp gì cũng có thể nghĩ ra được. Tôi nghiên cứu hết nửa buổi, thì cũng khâm phục hết nửa buổi. Hoàng Lâm cười thầm, Hạ Tưởng đúng là giả ngốc mà còn ba hoa, cái gì cũng nói ra hết, xem ra có thể phá án ngay buổi trưa, dễ dàng hơn trong tưởng tượng của y. Tổng cộng có bao nhiêu tiền? Đã đếm chưa? Giọng điệu Hoàng Lâm cũng liền dịu đi, dùng thái độ như đang tán chuyện phiếm. 90.000 được cuốn trong thuốc lá, 5 miếng vàng, giá trị bao nhiêu thì không rõ lắm. Hạ Tưởng cười đáp. Nói như vậy, cậu thừa nhận cậu nhận quà. Hoàng Lâm nhân cơ hội hỏi, chỉ cần Hạ Tưởng trả lời, phải, thì tương đương là hắn đã thừa nhận nhận hối lộ. Hạ Tưởng gật đầu nói. Tôi chỉ nhận cái túi xách tay, tuy nhiên tôi cũng là người bị hại. Không biết bên trong rượu và thuốc lá có điều mờ ám. Được, cậu thừa nhận có nhận đồ là được rồi. Không có hỏi cậu những cái khác. Hoàng Lâm vội vàng cắn chặt lấy câu trả lời của Hạ Tưởng. Chỉ cần Hạ Tưởng xác nhận có nhận quà, cũng như thừa nhận bên trong có 90.000 tệ và vàng miếng, sự thật liền quá rõ ràng. Hoàng Lâm nhanh chóng ghi lại, theo sau lại hỏi Hạ Tưởng. Cổ Ngọc nói cô ta đưa cho cậu một miếng ngọc, có chuyện này hay không? Có. Hạ Tưởng thành thật trả lời, hắn biết,
Cổ Ngọc đang ở một gian phòng khác, Lưu Húc hỏi cô cái gì, khẳng định cô cũng trả lời theo sự thật. Sợ hai người có sai sót, chỉ bằng ăn ngay nói thật, cũng tốt khiến cho đối phương bớt cảnh giác. Tuy rằng trong lòng Hạ Tưởng cảm ơn Cổ Ngọc có lòng bảo vệ hắn, nhưng lúc này Cổ Ngọc không nên nhảy vào, không phải vậy càng thêm phiền sao. Chỉ có điều việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, hắn đành phải đem sự thật nói rõ ràng trước, xem tình hình sẽ phát triển đến bước nào. Đổi người khác nói không chừng đã sớm tức giận, tốt rồi, mới vất vả từ thành phố bảo trở về, chuyên tâm chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ dám nghỉ ngơi một ngày, lại còn bị người khác vu oan hãm hại, đúng là có nhịn cũng không nhịn được. Tuy nhiên Hạ Tưởng vẫn nhịn, hắn cũng nghe nói qua tên tuổi của Hoàng Lâm và Lưu Húc, biết hai người có chút ngay thẳng, nhưng không phải là người xấu, đối xử với hắn như thế cũng là làm việc theo quy định, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Hơn nữa phỏng chừng trong mắt hai người Hoàng, Lưu, hắn hẳn là một tên quan liêu tham ô nhận hối lộ phải bị xử theo pháp luật. Hạ Tưởng biết rõ, hãm hại hắn là người khác, không cần nghĩ cũng biết là ai, nhưng có biết là ai cũng vô dụng. Chỉ cần không có chứng cứ xác thực chỉ chứng người ta, chỉ bằng lời nói suy đoán, thế thì không nên nói ra thì hơn, nói cũng vô ích, lọt vào tai người khác, cũng không ai tin đâu. Cũng phải, ai sẽ tin Đường Đường là phó bí thư tỉnh ủy lại đi gài bẫy hãm hại một cán bộ cấp phòng như hắn. Nhưng làm một cán bộ tốt cố gắng công tác có trách nhiệm, Hạ Tưởng tự nhận mình đủ tư cách, không duyên cớ lại bị người ta gài bẫy hãm hại, cũng thật là uất ức. Uất ức thì không thể chịu đựng vô ích. Phải nghĩ biện pháp đòi trở lại mới được, nếu không thật để cho người khác nghĩ rằng hắn dễ bị bắt nạt. Tranh đấu trong quan trường, thì mọi người phải công khai không nên âm mưu, nếu đối phương đã không từ thủ đoạn nào để tiến hành âm mưu, được, vậy thì ăn miếng trả miếng. Hắn vốn sớm đã có chuẩn bị, nhưng tự dưng lòi ra việc mảnh ngọc của Cổ Ngọc, đành phải suy nghĩ thêm, xem có nên làm lớn chuyện đó không. Cô ta vì sao muốn tặng miếng ngọc cho cậu? Cô ta nói miếng ngọc cô ta tặng giá trị hơn 40.000, trong lòng cậu đã biết rõ. Hoàng Lâm truy hỏi không tha. Hạ Tưởng thành thật lắc đầu. Tôi không phải chuyên gia về đá quý nên không biết viên đá đó giá trị bao nhiêu tiền. Trong mắt tôi, không hơn không kém chỉ là một mảnh đá có điêu khắc hình dạng mà thôi. Kỳ thật cũng không phải Cổ Ngọc tặng tôi, mà là ông nội của cô ta tặng tôi. Bởi vì năm đó tôi và lão Cổ có duyên gặp mặt một lần. Khi ông nằm viện tại bệnh viện cán bộ cao cấp, đúng lúc tôi cũng nằm viện. Chúng tôi mới quen đã thân, nói chuyện vô cùng hợp ý. Sau đó khi tôi kết hôn, lão Cổ xuất phát lòng yêu quý thế hệ sau, đã tặng tôi một miếng ngọc, ồ, lúc ấy tôi còn tưởng rằng là một khối đá xinh đẹp, nên nhận lấy. Chỉ đơn giản vậy sao? Hoàng Lâm hơi thất vọng. Giữa các cậu không có đổi trác gì giữa quyền lực và tiền bạc. Còn nữa, cậu và Cổ Ngọc là quan hệ gì? Hạ Tưởng thái độ rất tốt, không chút tức giận, hỏi gì nói đó. Đổi trác tiền quyền, đồng chí Hoàng Lâm, sức tưởng tượng của ông thật phong phú. Không nên bởi vì mình công tác trong ủy ban kỷ luật, thì trong mắt ông toàn bộ đều là người xấu. Lão Cổ ở phòng bệnh cán bộ cao cấp, lại là người thủ đô, sẽ có chuyện gì mà cầu cạnh tôi? Ông cho là tôi là phó bí thư tỉnh ủy sao? Còn nữa đừng có chuyện gì cũng suy diễn lung tung. Tôi và đồng chí Cổ Ngọc là quan hệ đồng nghiệp, ông nói có thể là quan hệ gì? Người ta là một cô gái xinh đẹp, không nên làm ô danh người vô tội. Hoàng Lâm bị Hạ Tưởng làm cho nghẹn nói không nên lời, Hạ Tưởng vừa nói, trái lại biến y thành kẻ xấu, y đang muốn khiển trách Hạ Tưởng vài câu, há miệng thở dốc, nhưng lại nuốt trở vào. Hạ Tưởng rất phối hợp công tác, thái độ rất tốt ngoài mong đợi của mọi người, suy bụng ta ra bụng người y cũng thấy ngượng ngùng không hung dữ với Hạ Tưởng. Hắn cầm biên bản trong tay giao cho Hạ Tưởng, nói. Xem lại còn sai sót gì không? Không thì ký tên vào. Hạ Tưởng nhìn, trên đó chỉ là viết lại sự thật buổi nói chuyện khách quan hôm nay, liền sảng khoái ký tên vào, nói. Đã qua giờ cơm rồi, căn tin cũng không còn gì. Chỉ còn cách ra ngoài ăn, làm phiền. Hoàng Lâm mặt lạnh lại. Chút nữa sẽ có đưa cơm cho cậu, đồng chí Hạ Tưởng, chỉ sợ cậu trong nhất thời sẽ không ra được. Cậu nhận hối lộ 90.000 tệ, còn có món quà 40.000 không rõ nguồn gốc, vấn đề của cậu rất là nghiêm trọng, xin cậu hãy suy nghĩ lại xem còn có gì phải giải thích. Hoàng Lâm xoay người đi ra ngoài, để lại Hạ Tưởng một mình ở trong phòng. Hạ Tưởng cười, không quan trọng đứng dậy nằm thẳng lên giường, thoải mái duỗi thẳng chân nói. Hãy chờ xem ai sốt ruột nào.
Sau khi Hoàng Lâm rời khỏi thì đụng phải Lưu Húc, biết được Lưu Húc thẩm vấn Cổ Ngọc cũng tiến triển rất thuận lợi, hỏi cái gì nói cái đó. Chương 475, giai đoạn thứ 2. Lý do tặng Ngọc rất đơn giản, chính là ông nội của cô lão Cổ Hà yêu mến Hạ Tưởng, muốn tặng món quà đính hôn. Tìm hết nửa ngày, thì tùy tiện tìm một miếng ngọc trong nhà đem đi tặng. Về phần rốt cuộc trị giá bao nhiêu tiền, có thể là 40.000, cũng có thể là không có giá trị. Vàng bạc còn có giá nhưng ngọc thì vô giá, ở trong mắt người yêu thích, thì vô giá. Nhưng nếu gặp người không thích, thì một xu cũng không đáng. Lưu Húc hơi khó xử nói. Từ trong quà tặng kết hôn có vẻ hơi khó đột phá, bởi vì lúc ấy không ít người tặng quà cho Hạ Tưởng, nhưng Hạ Tưởng làm việc rất là ngoài mọi người dự đoán, hắn đều không nhận, mà là trực tiếp quyên tặng cho hội quỹ từ thiện, mọi người đều thu nhận được biên lai, chỉ với mảnh ngọc không rõ giá trị có thể đột phá được không. Nghe xong lời nói Lưu Húc, trong đầu Hoàng Lâm bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, cảm thấy chuyện này ít nhiều có hơi kỳ quái, tuy nhiên ý niệm trong đầu chỉ lóe qua, cũng không có ý nắm bắt. Có lẽ y công tác nhiều năm ở ủy ban kỷ luật, nên có thói quen ở trong mắt không có người tốt, thái độ được hỏi thì trả lời của Hạ Tưởng tuy nói rằng hơi kỳ quái, nhưng ở trong tình huống bình thường, cũng có khả năng với tính cách Hạ Tưởng cho rằng, tất nhiên sẽ có cấp trên ra mặt tạo áp lực giúp hắn thoát. Cuộc đời Hoàng Lâm căm hận nhất là người tham ô nhận hối lộ, Hạ Tưởng nhận hối lộ tiền mặt ngạch tuy rằng không nhiều nhưng bởi vì thân phận hắn mang tính đặc thù, một khi xảy ra vụ án, ảnh hưởng đặc biệt ác liệt. Lưu Húc suy xét vấn đề toàn diện hơn, y nghe xong Hoàng Lâm nói tình huống vừa rồi khi thẩm vấn Hạ Tưởng, suy nghĩ sâu xa, nói. Thái độ Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đều quá tốt đến kỳ lạ, có thể chuyện này có mưu kế gì đó không? Tôi cứ cảm thấy có chỗ không đúng. Tôi cũng nghĩ vậy, tuy nhiên nếu chính mồm Hạ Tưởng thừa nhận có nhận tiền biếu thì đã đủ cấu thành tội hối lộ, chỉ bằng điểm này là có thể định tội hắn. Hoàng Lâm nói, mấu chốt là phải có vật chứng mới được. Lưu Húc hơi trầm ngâm, lại nói, đi ăn cơm trước, tranh thủ buổi chiều mở bước đột phá. Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đột nhiên cùng nhau, mất tích, dẫn đến một trận hỗn loạn. Đầu tiên là Tống Chiêu Độ đợi tới đợi lui, vẫn không thấy Hạ Tưởng đến báo cáo công việc. Ông ta cũng biết Hạ Tưởng đang dựng lên một đợt sóng chiều, đang lo lắng chờ nghe thành quả chuyến đi thành phố bảo của hắn, sao đột nhiên không thấy bóng dáng. Cho thư ký đến tổ lãnh đạo tìm Hạ Tưởng, Phương Cách và Vương Lâm Kiệt lại nói không nhìn thấy Hạ Tưởng, cũng không rõ Cổ Ngọc đã đi đâu. Sau đó là thư ký Trương Chất Tân của Phạm Duệ Hằng cũng gọi điện thoại đến tổ lãnh đạo tìm người, cũng nhận được câu trả lời là không biết Hạ Tưởng đã đi đâu. Gọi di động của Hạ Tưởng và Cổ Ngọc thì đều tắt máy. Phương Cách vẫn không ý thức được vấn đề xảy ra, còn ác ý mà nói với Vương Lâm Kiệt, rằng không chừng là Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đã đi thuê phòng. Kết quả bị Vương Lâm Kiệt quở trách một trận, Vương Lâm Kiệt biết Hạ Tưởng không phải người bình thường, đột nhiên mất tích, chắc chắn là đã xảy ra vấn đề. Anh ta đắn đo suy nghĩ một hồi, liền chạy đến các phòng ban khác hỏi han có thấy Hạ Tưởng đi ra ngoài hay không. Khi Hoàng Lâm và Lưu Húc đưa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc đi, vừa đúng mới hơn một giờ. Lúc này nhân viên trong văn phòng rất ít, cho nên không mấy người chú ý tới Hạ Tưởng đã đi nơi nào. Vương Lâm Kiệt chưa từ bỏ ý định, đi đến từng văn phòng một mà hỏi, rốt cục đã hỏi tới một văn phòng có một người đã nhìn thấy Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cùng hai người đi ra, vừa lúc người đó cũng biết Hoàng Lâm và Lưu Húc. Vương Lâm Kiệt chấn động, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cùng lúc bị người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đưa đi, xảy ra chuyện lớn gì rồi? Không đợi Vương Lâm Kiệt báo cáo với Tống Chiêu Độ, thư ký Ma Thu của Diệp Thạch Sinh đã gọi điện thoại tới tổ văn phòng lãnh đạo. Ma Thu cũng là chịu ủy thác của Diệp Thạch Sinh, kêu Hạ Tưởng mau đến báo cáo công tác. Bởi vì Diệp Thạch Sinh đặc biệt quan tâm với nhất cử nhất động của Hạ Tưởng, sau khi biết hắn trở về, cố ý chờ hắn đến đây báo cáo công tác. Không ngờ đợi mãi không thấy người, nên cho Ma Thu gọi điện thoại đến thúc giục. Ma Thu cũng từ miệng Vương Lâm Kiệt biết được tình trạng Hạ Tưởng. Diệp Thạch Sinh nghe được lời Ma Thu thuật lại, khiếp sợ ngay tại chỗ. Hạ Tưởng cũng không thể xảy ra chuyện, hắn hiện tại chính là nhân vật được muôn vạn người chú ý, là trụ cột trong tổ lãnh đạo, là người kiên định thực thi chính sách điều chỉnh cơ cấu công nghiệp. Hắn hiện tại bị ủy ban kỷ luật mời đi, khẳng định là có người ở sau lưng giở trò quỷ. Ý niệm đầu tiên trong đầu của Diệp Thạch Sinh không phải là bản thân Hạ Tưởng có vấn đề không mà là nhận định có người hãm hại tiền đồ Hạ Tưởng, để có thể ngăn cản mục đích thúc đẩy chính sách điều chỉnh cơ cấu công nghiệp. Diệp Thạch Sinh giận tím mặt. Ma Thu,
lập tức gọi điện thoại đến ủy ban kỷ luật tìm hiểu tình hình cụ thể. Cứ nói tôi nói, mau chóng tìm ra sự thật, để đồng chí Hạ Tưởng trở lại công tác. Lời nói Diệp Thạch Sinh biểu lộ rõ thái độ của ông, hiển nhiên ông không tin Hạ Tưởng có chuyện xảy ra, nên tạo áp lực cho ủy ban kỷ luật, khiến ủy ban kỷ luật mau chóng thả người. Cho dù có chuyện, cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không. Ma Thu liền vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Vài giây sau Ma Thu tiến vào báo cáo. Người của ủy ban kỷ luật nói, đã nắm giữ chứng cứ vô cùng xác thực, đồng chí Hạ Tưởng đã thu nhận 90.000 tiền biếu, anh ta cũng đã thừa nhận chuyện nhận hối lộ không hề chối. Diệp Thạch Sinh vẻ mặt kinh ngạc. Sao có thể, Hạ Tưởng không phải người như vậy. Dừng lại chút, ông ta lại nói. Vậy đi, cậu tự mình đến ủy ban kỷ luật tìm hiểu tình hình, biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mặt khác, mời chủ nhiệm Hình đến văn phòng của tôi một chuyến. Hình Đoan Đài ăn xong cơm trưa, đang chuẩn bị ngủ một lát, bỗng nhiên nhận được thông báo của Ma Thu, nói là bí thư Diệp cho mời. Ông ta không dám chậm trễ, vội vàng đi vào văn phòng bí thư Diệp. Hạ Tưởng phạm vào chuyện gì? Diệp Thạch Sinh vẻ mặt nghiêm túc hỏi han. Làm thành viên nòng cốt của tổ lãnh đạo, công tác của đồng chí Hạ Tưởng liên quan trọng đại. Ủy ban kỷ luật sao có thể nói bắt người là bắt người, cũng không báo cáo trước với tôi một tiếng. Cả Chiêu Độ cũng không biết, ủy ban kỷ luật các cậu không coi ai ra gì thật là quá đáng. Diệp Thạch Sinh dùng lời có vẻ hơi nghiêm trọng. Mắt thấy Hạ Tưởng chủ tính làn sóng điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp lần 2 sắp được thành hình, chỉ cần hai hạng mục ở thành phố Đan Thành và thành phố Bảo Gặt được thành công. Diệp Thạch Sinh sẽ như phơi sách dưới hiên sẽ danh chính ngôn thuận mà tiến hành, lúc đó chính sách điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp tỉnh Yến sẽ đạt được bước đầu thành công. Tạo ra một đòn phản kích mạnh mẽ cho tất cả những lời hoài nghi, cũng tương đương với việc giáng một bạt tai ở trên mặt Trình Hy học, cũng khiến một số kẻ được gọi là chuyên gia học giả tỉnh Yến, đều phải câm miệng, cũng khiến Diệp Thạch Sinh rốt cục có được cảm giác một lần hãnh diện. Kết quả quá tốt, đột nhiên lòi ra việc Hạ Tưởng bị bắt. Diệp Thạch Sinh hoàn toàn từ góc độ chính trị mà xem xét việc này, theo ông thì, Hạ Tưởng tham ô nhận hối lộ chỉ là việc giả tạo, tuyệt đối là bị người khác vụ oan hãm hại, mục đích chính là vì ngăn cản thời kỳ mấu chốt đi tới bước tiến quan trọng của việc điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Mượn cơ hội đả kích Hạ Tưởng, nhân tiện hủy hoại luôn thành quả đã sắp tới tay. Dụng tâm hiểm ác, đã rất rõ ràng. Diệp Thạch Sinh càng nghĩ càng giận, rõ ràng đoán được người phía sau bức màn là ai. Lại không có chứng cớ, đành phải đem bực tức chút lên người ủy ban kỷ luật. Hình Đoan Đài bị Diệp Thạch Sinh chỉ trích một trận ngập đầu, mơ mơ màng màng, dở khóc dở cười nói. Bí thư Diệp ngài đừng nóng vội, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ Tưởng bị bắt, tôi cũng không biết việc này, ngài chờ chút, tôi lập tức đi hỏi xem ai đứng đầu. Hình Đoan Đài nghĩ thầm rằng được đó, lần trước Hạ Tưởng bị ủy ban kỷ luật thành phố bắt đi, thì ủy ban kỷ luật tỉnh ra mặt. Lần này thì ngược lại, ủy ban kỷ luật tỉnh lại đi bắt người, đồng chí Hạ Tưởng này, thật đúng là bất hạnh. Hình Đoan Đài vừa xoay chuyển liền nhớ tới là cách làm của ai, lập tức gọi điện thoại cho Hoàng Lâm. Hoàng Lâm, Hạ Tưởng là do ông bắt, sao lại thế? Hình Đoan Đài cũng biết rõ tính cách của Hoàng Lâm và Lưu Húc, nghe xong Hoàng Lâm báo cáo, sắc mặt trở nên trầm trọng hơn, liền nói vài câu, thì treo điện thoại. Bí thư Diệp, tình hình không tốt lắm. Hạ Tưởng thừa nhận đã thu nhận 90.000 tiền biếu. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Hạ Tưởng cũng đã ký tên lên biên bản, muốn lật lại bản án rất là khó đây. Hình Đoan Đài âm thầm tiếc thay cho Hạ Tưởng, sao lại thừa nhận liền như thế? Cho dù chứng cứ có vô cùng xác thực, cũng nên gắng gượng nửa buổi một ngày, còn có thể đưa hắn ra. Hiện tại thì tốt rồi, chỉ với 90.000 liền bị đập u đầu, thật đáng tiếc. Tâm lý Diệp Thạch Sinh cũng giống vậy. Đầu tiên là ông ta không tin Hạ Tưởng sẽ nhận hối lộ, lại nghe Hình Đoan Đài nói ra là đã thừa nhận 90.000 tiền biếu, trong lòng liền trầm xuống, lại nghe được Hạ Tưởng chịu ký tên, lại càng buồn phiền hơn. Chỉ 90.000 thôi mà, chuyện có lớn hơn nữa, thì cứ chống chế tới chết cũng không mở miệng thì có sao đâu. Hạ Tưởng bình thường là một người khá thông minh, sao mới đụng chuyện đã hồ đồ, đi nhận tội kia chứ? Chẳng lẽ hắn không biết trong tỉnh ủy? Có nhiều người có thể ra mặt giúp hắn thoát khỏi ủy ban kỷ luật, thật là tức chết đi được. Diệp Thạch Sinh vừa đau vừa ghét sự yếu đuối của Hạ Tưởng, sao dễ dàng bị người của ủy ban kỷ luật xúi giục, lại quá nhát gan sợ phiền phức. Chỉ vì 90.000 thì bị lật thuyền, đã đánh mất tiền đồ.
thật sự rất là không đáng chút nào. Người quả nhiên là thân thích có khác, nếu là người khác, khẳng định Diệp Thạch Sinh sẽ lòng đầy căm phẫn mà yêu cầu ủy ban kỷ luật nghiêm trị. Nhưng bởi vì không phải là người khác, là Hạ Tưởng, ông chỉ thấy tiếc rẻ oán hận khi sắt rèn không thành thép. Trong lòng ông rất rõ, với vị trí của Hạ Tưởng, đừng nói nhận hối lộ 90.000, cho dù là mấy trăm mấy chục triệu cũng không phải là nhiều. Chỉ cần Hạ Tưởng có thành tích, có năng lực, hắn tham chút cũng không sao, chỉ cần không xảy ra sai lầm nghiêm trọng là được. Nhưng vấn đề là mới chiếm được có 90.000 đã bị hủy tiền đồ, quả thực rất tức cười. Buồn cười lại thêm đáng tiếc, Diệp Thạch Sinh thân là bí thư tỉnh ủy, cũng nên giữ gìn một chút hình tượng công chính ở mặt ngoài, chỉ nói. Đã là sự thật vô cùng xác thực, vậy để cho đồng chí ủy ban kỷ luật điều tra đi, đừng có sai sót gì là được. Đoàn đài, anh tự mình tới hỏi lại vụ án này. Nhân viên phá án bên ủy ban kỷ luật đều hay dùng thủ đoạn hù dọa, không nên buông tha cho một kẻ xấu, nhưng cũng không thể đổ oan cho một người tốt, đúng không? Đồng chí Hạ Tưởng đã vất vả làm việc, chuyện cũng không lớn, anh châm trước một chút trong lúc xử lý. Hình Đoan Đài trong lòng cũng không thoải mái cho lắm, Hạ Tưởng là người bên Tống Chiêu Độ, người bị bắt ngay trước mắt ông ta, lại khai nhận rồi, cho dù Hạ Tưởng thực sự có chuyện, gặp nạn chỉ vì 90.000, cũng không là gì. Nhưng mà ông ta lại không hề hay biết gì, là người đứng đầu ủy ban kỷ luật, thật sẽ làm cho người ta hoài nghi năng lực quản lý ủy ban kỷ luật của ông ta. Khá lắm cổ nhân kiệt, dám lộ liễu đưa mình ra bàn đinh, thật quá tùy tiện mà, không thể dẹp yên y còn cho là có thôi hướng nâng đỡ, thì có thể đảo lộn trời đất hư. Hình Đoan Đài lửa giận hừng hực rời khỏi văn phòng Diệp Thạch Sinh, đi thẳng đến ủy ban kỷ luật. Đi đến nửa đường, nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Sau khi Tống Chiêu Độ biết được Hạ Tưởng gặp chuyện không may, phản ứng đầu tiên quả nhiên là giống như lời Hạ Tưởng, xảy ra chuyện rồi, sau đó lại nghe Hạ Tưởng đã khai nhận. Ông ta có chút suy nghĩ mông lung, liền lập tức báo cáo với Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng nghe xong cũng rất là hoảng hồn, sau khi nghe tin Hạ Tưởng đã công khai, liền kinh ngạc đứng bật dậy, muốn trực tiếp đến ủy ban kỷ luật hỏi rõ ràng lại bị Tống Chiêu Độ ngăn lại. Chủ tịch tỉnh Phạm bình tĩnh đừng gấp. Tôi rất hiểu tính cách Hạ Tưởng, khẳng định cậu ta sẽ không thu nhận 90.000 tiền biếu của người khác, cậu ta không thiển cận như thế. Hơn nữa khi cậu ta kết hôn, tiền biếu mà người khác đưa cũng không chỉ vài chục ngàn, cậu ta đều quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Nếu cậu ta không chịu khai còn có thể nói, đằng này cậu ta đã tự khai rồi, ngược lại chứng minh cậu ta đã có đối sách. Phạm Duệ Hằng lập tức tỉnh táo lại, không khỏi ung dung cười. Đã là lúc nào mà mình còn khẩn trương và lo lắng cho Hạ Tưởng đến thế. Hành động vừa rồi đúng thật là lo lắng bấn loạn, chẳng lẽ bất chi bất giác, mình đã xem Hạ Tưởng là một người cực kỳ thân cận. Nếu không như thế sao lại xuất hiện tình trạng khẩn trương nhất thời. Nhớ tới năm đó sau khi Hạ Tưởng bị Cao Thành Tùng giam giữ, mà vẫn không chịu mở miệng, nay hắn đã rất tự tin chín chắn, mà chỉ mới bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt thì lập tức công khai. Hiển nhiên là hắn cố ý làm vậy. Hạ Tưởng cũng không phải là người bình thường, cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió, làm sao dễ dàng bị nắm lấy điểm yếu như thế. Sau khi Phạm Duệ Hằng tỉnh táo lại, mỉm cười. Chiêu Độ nói xem, bước tiếp theo chúng ta nên phối hợp với Hạ Tưởng như thế nào. Không vội, sức ảnh hưởng của chúng ta đối với ủy ban kỷ luật hơi kém, để Bí Thư Diệp ra mặt là được, là có thể thực hiện thời kỳ giai đoạn mấu chốt điều chỉnh sản nghiệp, là thời điểm quan trọng để quyết định thành bại. Vào lúc này lại có người làm khó Hạ Tưởng, mục đích quá rõ ràng. Tống Chiêu Độ từng có kinh nghiệm phối hợp ăn ý cùng Hạ Tưởng, tin tưởng Hạ Tưởng đã có đối sách ứng phó, hiện tại chỉ cần đợi Hạ Tưởng ra hiệu, ông ta mới có thể ra tay phản kích. Chúng ta cứ tiếp tục thúc đẩy bước công tác tiếp theo, không nên hỗn loạn, nếu không sẽ bị mắc bẫy kẻ khác. Hạ Tưởng nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để ám chỉ với chúng ta, đến lúc đó chúng ta chỉ cần phối hợp diễn trò với cậu ta là được. Tống Chiêu Độ đi ra văn phòng Phạm Duệ Hằng, ở bên ngoài liền gặp Hình Đoan Đài. Hai người trở lại văn phòng thảo luận một lúc, sau đó Hình Đoan Đài trở về ủy ban kỷ luật. Hình Đoan Đài vừa đến văn phòng, đúng lúc Cổ Nhân Kiệt vừa đến báo cáo công tác, đem thông tin chi tiết chuyện Hạ Tưởng nhận hối lộ nói rõ với Hình Đoan Đài. Bởi vì thân phận Hạ Tưởng hơi nhạy cảm, Cổ Nhân Kiệt xin chỉ thị xem có nên báo cáo một chút với Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm hay không. Không cần. Vụ án Hạ Tưởng sẽ do tôi tự mình xử lý, Bí Thư Diệp cũng nói, tôi sẽ trực tiếp phụ trách. Nhân Kiệt, vụ án Hạ Tưởng anh không cần hỏi đến. Hình Đoan Đài phất tay, quyết định.
quyền uy của người đứng đầu biểu lộ đầy đủ. Nhưng, chủ nhiệm Hình, ngay từ đầu vụ án này là do tôi làm chủ. Quyết định vậy đi, có vấn đề gì chúng ta sẽ kịp thời thông tin là được. Hình Đoan Đài trong lòng vốn chán ghét Cổ Nhân Kiệt, dám đột ngột ra tay ngay sau lưng mình. Tuy rằng quan hệ giữa Hạ Tưởng và ông ta chẳng phải thân thiết gì, nhưng Hạ Tưởng là người Tống Chiêu Độ, quan hệ của ông ta và Tống Chiêu Độ, Cổ Nhân Kiệt không phải không biết, cố ý không tiết lộ thông tin, thì đã tiền trảm hậu tấu, rõ là không xem ông ta ra gì. Cái tên không xem mình ra gì, mình cần gì phải nể mặt ý chứ? Hình Đoan Đài lạnh lùng nói. Đây cũng là ý của Bí Thư Diệp, ông còn chuyện gì nữa không? Cổ Nhân Kiệt trong lòng tức giận, thân là phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kỷ luật tỉnh, lại ở hệ thống Ủy ban Kỷ luật công tác nhiều năm, y tự nhận là cựu chiến binh, liền bất mãn nói. Tôi giữ vững quan điểm của tôi, tuy nhiên nếu như chủ nhiệm Hình vẫn muốn nắm bắt vụ án này, tôi cũng hết cách. Nhưng vụ án Hạ Tưởng chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật rất rõ ràng. Hy vọng chủ nhiệm Hình sẽ theo lẽ công bằng mà chấp pháp, đừng để đến lúc tôi phải thông báo kết quả xử lý với truyền thông và Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Có đúng là chứng cứ xác thực và sự thật rõ ràng. Tôi phải tự mình đến hỏi mới biết được. Hình Đoan Đài tâm tư hiểu rất rõ ẩn ý cả trong lẫn ngoài lời nói của Cổ Nhân Kiệt, nên không sợ y uy hiếp. Không còn gì để nói, ông đi đi. Cổ Nhân Kiệt tuy rằng đã tiên đoán ra trước về kết quả này, tuy nhiên vẫn bị thái độ qua loa của Hình Đoan Đài làm cho tức điên, y đi vào văn phòng Hoàng Lâm, đem quyết định của Hình Đoan Đài nói với Hoàng Lâm, đặc biệt nhấn mạnh nói. Chủ nhiệm Hình rất có thiện cảm đối với Hạ Tưởng, và có giao tình với Hạ Tưởng, hai người các anh muốn có biểu hiện tốt trước mặt chủ nhiệm Hình thì cứ việc sửa lại biên bản, thay đổi hồ sơ. Hoàng Lâm liền trúng kế khích tướng, nói. Tôi và Lưu Húc chưa từng e ngại qua áp lực, ở trước mặt pháp luật, người người bình đẳng. Hơn nữa Hạ Tưởng cũng đã chính mồm thừa nhận thu tiền biếu, hắn cũng đã ký tên, đã trở thành sự thật, muốn chống chế cũng không có khả năng đâu. Hạ Tưởng chỉ thừa nhận thu tiền biếu, cũng không có nhận tội. Trước khi hắn nhận tội, dù có ký cái gì cũng không được tính. Cổ Nhân Kiệt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói. Mau chóng chứng thực vấn đề tung tích khoản tiền biếu, chỉ cần có vật chứng, mới có thể kết án được. Hoàng Lâm tự tin nói. Cứ dựa theo trình tự từng bước một mà đi, vào buổi chiều sẽ đi lấy vật chứng. Hạ Tưởng, không thể trở mặt được. Buổi chiều vừa tới giờ làm việc, Hoàng Lâm liền báo cáo tiến triển vụ án với Hình Đoan Đài, xin chỉ thị sẽ đi cùng với Hạ Tưởng tới nhà hắn lấy vật chứng. Hình Đoan Đài không nói tiếng nào, tỏ vẻ đồng ý. Hoàng Lâm và Lưu Húc thấy buồn bực, chủ nhiệm Hình cũng không hề nói giúp vài lời, cũng không rõ ràng biểu hiện đứng về phía Hạ Tưởng, cả ý tứ kéo dài thời gian cũng không có. Hạ Tưởng dường như không có việc gì, đi cùng Hoàng Lâm và Lưu Húc lên xe, Cổ Ngọc cũng đang tiến đến, bởi vì đề cập đến vấn đề cô tặng Ngọc. Ở trên xe Cổ Ngọc và Hạ Tưởng được xếp cùng ngồi một chỗ, cô còn cao hứng rất phấn chấn nói. Hiện tại em và anh trở thành người cùng hoạn nạn, coi như là một lần trải nghiệm hiếm có. Anh nói xem, anh có nên cảm ơn em vào thời điểm quan trọng kề vai sát cánh với anh không? Cảm ơn em, anh tức em còn không kịp nè. Hạ Tưởng bất mãn nói. Em cứ ngây ngô có phải tốt không, đâu cần phải thêm phiền phức vậy. Chỉ là việc nhỏ, anh không muốn quấy rầy ông nội em. Cổ Ngọc mỉm cười xảo quyệt. Anh sao biết em muốn kinh động đến ông nội? Em vừa nhắc đến chuyện Ngọc là anh biết liền. Suy nghĩ của em, anh còn không đoán được sao? Hạ Tưởng vẻ mặt bất đắc dĩ. Với anh mà nói thì là giết ruồi đi dùng dao mổ trâu, để cho ông nội em biết chuyện, chẳng phải chê cười anh sao? Nếu để lão nhân ra người tay, chẳng khác gì đại bác bắn mũi. Ông nhàn rỗi lâu rồi, em thì nghĩ nên để ông hoạt động cho giãn gân cốt. Bộ dáng Cổ Ngọc cười hì hì không coi ai ra gì, vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Lâm và Lưu Húc không là gì trong mắt cô. Hoàng Lâm và Lưu Húc ở một bên nghe xong không khỏi bật cười, rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con, còn định đưa một lão già ra dọa người. Nhìn tuổi tác Cổ Ngọc có lẽ không lớn. Nhưng mà là vai vế ông nội của cô thì khẳng định không còn trên quan trường, người không còn trên quan trường thì có năng lực gì nào. Hơn nữa Hạ Tưởng đã thừa nhận sự việc, làm sao còn có khả năng lật lại bản án. Đúng là tuổi trẻ vẫn không biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Chương 476, giai đoạn thứ 3. Tới nhà họ Tào, Hạ Tưởng mở cửa rồi tới phòng sách lục lọi một lát, đem một tờ giấy đi ra, giao cho Hoàng Lâm và Lưu Húc.
tiên biếu ở trong này. Đây là cái gì? Hoàng Lâm không biết gì hết, nhận lấy tờ giấy xem qua, ra là một tấm biên lai, gã không nhìn kỹ, liền hỏi lại. Tôi là muốn cậu đưa ra đồ vật bên trong túi sách, không phải tờ biên lai gì cả. Đồng chí Hạ tưởng, không cần gây thêm phiền phức, xin hãy hợp tác với chúng tôi. Tôi đã rất hợp tác mà, lúc ấy đã để quên túi sách, trong văn phòng trung tâm từ thiện. Về phần thứ đổ bên trong, tất cả ở trên tờ biên lai. Hạ tưởng khẽ cười, chỉ biên lai nói. Thấy chưa, trên đó viết rất rõ ràng rành mạch, còn không tin, có thể gọi điện thoại tới trung tâm từ thiện. Đúng rồi, trên đó có số điện thoại, cũng có số hiệu, tra cái là ra. Hoàng Lâm ý thức được là chuyện gì, mới chú ý tới tờ biên lai trong tay là biên lai của trung tâm từ thiện thành phố Yến, trên đó còn đóng dấu và ghi chú rõ ngày tháng. Còn có một hàng ghi chú rõ ràng, tiền mặt 90.000, vàng miếng, người quyên tặng là Hạ Tưởng, nội dung quyên tặng là tiền biếu. Hoàng Lâm liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, cố gắng hồi tưởng lại những gì đã qua, mới ý thức được đã lọt vào bẫy của Hạ Tưởng. Không sai, Hạ Tưởng thừa nhận là đã thu tiền biếu. Nhưng Hạ Tưởng không hề thừa nhận hắn chiếm tiền biếu làm của riêng. Người làm quan, đều có lúc bất đắc dĩ phải thu nhận quà tặng tiền biếu, quan trọng là, nếu đúng lúc kịp thời nộp lên cơ quan công an, hoặc là quyên tặng cho cơ quan từ thiện, chỉ cần không phải chính mình giữ làm của riêng thì không xem là nhận hối lộ. Không ngờ Hạ Tưởng đem toàn bộ tiền biếu hiến cho cơ quan từ thiện, lại còn bảo lưu biên lai, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Nghĩ lại lúc Hạ Tưởng giải thích vấn đề rất là trấn tĩnh, còn lúc bị bọn họ mời đi uống trà thì rất là vui vẻ, Hoàng Lâm và Lưu Húc liếc nhìn nhau, mới bừng tỉnh ra, hóa ra từ đầu đến cuối, người ta đều đã định liệu trước để ứng đối, trái lại hai người bọn họ lại bị Hạ Tưởng từng bước sắt mũi, còn tự cho là phá được vụ án khủng. Hóa ra người ta là thanh giả tự thanh cây ngay không sợ chết đứng. Hoàng Lâm và Lưu Húc vẫn còn buồn bực khi bị người ta đùa giỡn, tuy rằng không rõ lắm mục đích của Hạ Tưởng là gì, bọn họ vẫn vô cùng khó chịu, chất vấn Hạ Tưởng nói. Đồng chí Hạ Tưởng, trêu đùa nhân viên ủy ban kỷ luật phá án, vui lắm phải không? Cổ Ngọc không phục nói. Các ông cứ khăng khăng đẩy người ta vào chỗ chết, đùa với các ông là nhẹ lắm đó, đổi là tôi, không cho các ông một trận mới lạ. Hoàng Lâm thì không chấp nhặt Cổ Ngọc, Lưu Húc thì lại điên tiết lên. Đồng chí Cổ Ngọc, hiện nay là xã hội pháp chế, không nên hơi một tí thì uy hiếp người khác. Ở Trung Quốc, không tồn tại giới xã hội đen. Hoàng Lâm lại đem biên lai cất vào, nói. Nếu vụ tiền biếu đã có thể giải thích rõ ràng, mời đồng chí Hạ Tưởng phối hợp một chút, đưa ra mảnh ngọc trị giá cả triệu do Cổ Ngọc tặng cho cậu, chúng ta cùng đến ủy ban kỷ luật nói cho rõ. Không được. Ngọc là quà tôi tặng cho Hạ Tưởng, các ông không thể mang đi. Cổ Ngọc gây ồn ào ở một bên. Cổ Ngọc càng kiên trì, Hoàng Lâm và Lưu Húc lại cho rằng Ngọc Thạch khẳng định có vấn đề, liền muốn mang đi. Hạ Tưởng thì ở một bên làm trầm tư, qua sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm, nói. Cổ Ngọc, cho bọn họ mang đi. Bọn họ mà không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Chúng ta là thanh giả tự thanh. Cổ Ngọc không muốn cũng không còn cách nào. Cuối cùng đành trơ mắt nhìn Hoàng Lâm ôm mảnh ngọc khắc hình bọ ngựa rình ve lên xe. Tuy nhiên sau khi lên xe, Hạ Tưởng lén lút giơ giơ ngón tay cái về phía Cổ Ngọc lại cười yên lặng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dương dương tự đắc, có vẻ đã thực hiện được mưu kế. Trên đường, Hạ Tưởng còn cố ý hỏi Hoàng Lâm một câu. Đồng chí Hoàng Lâm, ông có biết trên mặt khối ngọc này khắc cái gì không? Hoàng Lâm vốn không muốn để ý Hạ Tưởng. Tuy nhiên gặp vẻ mặt nhã nhặn của Hạ Tưởng, lại nghĩ đến hắn rất chịu hợp tác, nên cũng nhẫn nhịn đáp lại. Bọ ngựa rình ve, ai mà chả biết. Cổ Ngọc cười khanh khách. Chim sẻ ở phía sau, ai là chim sẻ? Hoàng Lâm và Lưu Húc nhìn nhau cười, không thèm để ý đến Cổ Ngọc. Nghĩ thầm rằng đã là lúc nào rồi, còn có tâm tư đi giải câu đố. Đợi chút là cho cô khóc luôn chứ ở đó. Nhóm người trở về ủy ban kỷ luật. Hoàng Lâm và Lưu Húc bàn bạc với nhau, quyết định đem Ngọc Thạch lưu trữ trong văn phòng trước, không ngờ vừa tới văn phòng, Cổ Nhân Kiệt liền đẩy cửa đi vào, hỏi. Vụ án tiến triển thế nào? Cổ Nhân Kiệt bởi vì bị Hình Đoan Đài dùng thái độ máy móc đoạt lấy quyền chủ đạo đối với vụ án Hạ Tưởng, trong lòng vô cùng bất bình, vừa đúng lúc Hình Đoan Đài có việc phải đi ra ngoài, lúc gần đi Hình Đoan Đài cũng không cụ thể giao lại cho ai phụ trách vụ án Hạ Tưởng, Cổ Nhân Kiệt thân là phó chủ nhiệm thứ nhất. Tất nhiên việc nên làm thì làm liền tiếp nhận.
y còn đắc ý suy nghĩ, ở đó mà vênh váo, người tính không bằng trời tính, hạ tưởng còn không phải lọt vào tay tôi sao? Hừ, Hình Đoan Đài, chờ ông trở về, hạ tưởng đã nhận tội, ông có muốn giúp hắn cũng bất lực mà thôi. Cổ Nhân Kiệt khi nghe được Hoàng Lâm nói vấn đề tiền biếu không thể tạo thành mối đe dọa, bất lực, không cam, phẫn nộ và bất bình lập tức cùng lúc nảy sinh ở trong lòng, ngay trước mặt hạ tưởng không tiện phát tác, liền nhìn bức điêu khắc bọ ngựa rình ve một cái, nghĩ thầm rằng hai người Hoàng Lâm và Lưu Húc làm việc rất cứng nhắc, khẳng định sẽ theo giá trị thấp nhất trên thị trường mà định giá bức điêu khắc. Mà mức định giá cuối cùng của bức điêu khắc có ảnh hưởng quan trọng để định tội hạ tưởng, đương nhiên định giá càng cao càng tốt. Cổ Nhân Kiệt liền có chủ ý, nói. Hoàng Lâm, đem khối ngọc thạch này đến phòng làm việc của tôi. Tôi muốn đích thân nghiên cứu một chút. Hoàng Lâm và Lưu Húc không chịu. Phó chủ nhiệm Cổ, khối ngọc thạch này là vật chứng, dựa theo quy định, thì nên do chúng tôi bảo quản, hơn nữa chủ nhiệm Hình nói rồi. Chủ nhiệm Hình đi ra ngoài làm việc rồi, hiện tại ủy ban kỷ luật do tôi định đoạt. Không nhắc tới Hình Đoan Đài còn đỡ, hễ nhắc tới Hình Đoan Đài, Cổ Nhân Kiệt liền nổi trận lôi đình. Tôi là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, chẳng lẽ tôi bảo quản vật chứng thì sẽ không phù hợp với quy định? Ai quy định phó chủ nhiệm không thể tự mình điều tra? Lời này nói ra, Hoàng Lâm và Lưu Húc cũng chỉ biết nghe theo. Đem bức điêu khắc tới văn phòng Cổ Nhân Kiệt, theo sau Cổ Nhân Kiệt lại mệnh lệnh hai người phải nghiêm ngặt trông chừng Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, tiếp tục tra hỏi, tìm ra bước đột phá mới. Hai người đã đưa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc tới gian phòng khác biệt, vừa ngồi xuống, Hạ Tưởng liền nói với Hoàng Lâm. Xin lỗi đồng chí Hoàng Lâm, nếu nói ông là bọ ngựa, tôi chính là ve, nhưng cùng lúc cũng sẽ có một người biến thành chim sẻ rình rập. Hoàng Lâm sửng sốt. Có ý gì? Hạ Tưởng cũng không giải thích, ngược lại cười nói. Tôi đề nghị ông cho đưa đồng chí Lưu Húc và đồng chí Cổ Ngọc tới đây, tôi có việc quan trọng cần phản ánh, tốt nhất tất cả mọi người đều có mặt, cũng có thể làm chứng cho nhau. Hoàng Lâm nhất thời do dự, Hạ Tưởng còn nói. Tôi đã rất phối hợp công tác với các ông, sao, ông vẫn không tin tôi? Hoàng Lâm ngẫm nghĩ một chút, thì vẫn đồng ý. Bốn người ngồi trong một căn phòng, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cùng ngồi một bên, đối diện là Hoàng Lâm và Lưu Húc. Bầu không khí vô cùng kỳ quái, không giống như đang thẩm vấn, lại giống như cái gì hội nghị bốn người. Nghe danh hai vị đã lâu, trải qua tiếp xúc hôm nay, mới biết được quả nhiên là danh bất hư truyền. Tôi bình sinh rất khâm phục người có tính tình ngay thẳng, giữ vững nguyên tắc. Hôm nay hai vị đây điều tra tôi, ngày mai nếu có một vị quan lớn cấp sở phạm tội, xin hỏi đồng chí Hoàng Lâm, các ông cũng sẽ chịu đựng áp lực vững vàng điều tra đến cùng chứ? Hạ Tưởng vẻ mặt ung dung nói. Hoàng Lâm nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng. Trưởng phòng Hạ có chuyện cứ việc nói thẳng ra, trước mặt tôi, không cần vòng vo. Cậu có thể đem tiền biếu đều quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Trên cơ bản đã chứng minh cậu là người tốt. Nếu việc Ngọc Thạch cũng có thể điều tra rõ là cậu trong sạch, tôi sẽ tạ lỗi với cậu. Hạ Tưởng tiếp tục nói. Hôm nay có một vụ án cực lớn muốn giao cho hai vị đi điều tra, không biết hai vị có hứng thú bắt giữ một cán bộ cấp sở hay không? Hoàng Lâm và Lưu Húc liếc nhau, đều nhìn ra sự khó hiểu và không thể tin từ trong mắt đối phương, Hoàng Lâm nói. Nếu trưởng phòng Hạ có vấn đề cần phản ánh, xin mới theo trình tự bình thường đến đăng ký tại ủy ban kỷ luật. Phản ánh vấn đề với riêng chúng tôi, ha ha, không tốt lắm đâu. Hạ Tưởng nói, đến ủy ban kỷ luật mà phản ánh vấn đề, tôi sợ bị phó chủ nhiệm Cổ mắng đuổi đi. Hoàng Lâm chấn động, cái gì, cậu muốn phản ánh vấn đề của phó chủ nhiệm Cổ? Cũng không phải là toàn bộ. Hạ Tưởng cười tủm tỉm liếc nhìn Cổ Ngọc một cái, Cổ Ngọc liền rất phối hợp mỉm cười, còn thần bí gật gật đầu. Hắn lại đối mặt với Hoàng Lâm và Lưu Húc, trịnh trọng nói. Phó chủ nhiệm Cổ có chuyện gì hay không thì tôi không rõ, nhưng nghi ngờ ông ta bao che Chu Kỷ Nguyên là thật. Chu Kỷ Nguyên. Hoàng Lâm ngây người, chợt nghĩ tới. Phó giám đốc sở ngoại thương tỉnh kiêm giám đốc sở cơ điện tỉnh tỉnh. Giám đốc sở Chu Tính Tình thật thà chất phác, lại ít lời, hơn nữa cuộc sống cũng mộc mạc. Ông ta có thể có chuyện gì cơ chứ? Đồng chí Hạ Tưởng, nói chuyện phải theo lương tâm. Không nên tùy tiện chỉ trích người tốt. Nếu Chu Kỷ Nguyên là người tốt, thì Cổ Nhân Kiệt cũng là người tốt. Y mà là người tốt, hừ, có nói các ông cũng không tin, đợi một lát mà xem trò hay đi. Cổ Ngọc vừa đúng lúc chen vào một câu, còn muốn nói thêm gì nữa thì bị Hạ Tưởng trừng mắt nhìn, đành phải vội vàng câm miệng.
Hạ Tưởng liền tiếp lời Cổ Ngọc nói. Dựa vào tình hình bước đầu nắm được, từ khi Chu Kỳ Nguyên đảm nhiệm chức giám đốc Sở Cơ Điện tỉnh tới nay, đã trắng trợn thu phí cờ bạc hối lộ, với số tiền khổng lồ, và rất là nhiều lần, đến mức khiến cho người nghe rợn cả gai óc. Không ít cán bộ Sở Cơ Điện rất là tức giận Chu Kỳ Nguyên nhưng không dám nói gì, đã gửi hàng tá thư khiếu nại tố cáo tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đáng tiếc là đá chìm đáy biển, toàn bộ đều bị Cổ Nhân Kiệt ỉm đi, giữ lại. Hoàng Lâm và Lưu Húc liếc nhau, sợ tái cả mặt. Hạ Tưởng, cậu nói thì phải có chứng cớ, lên tiếng chỉ trích hai cán bộ quốc gia cấp sở, là phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Lời của cậu có chứng cớ gì không? Chứng cớ? Hạ Tưởng nâng tay lên nhìn nhìn. Đừng vội, cũng sắp tới rồi, khoảng 10 phút nữa thì có. Cổ Ngọc cũng ở một bên thì liên tục gật đầu. Cũng may có các ông hợp tác với chúng tôi, cảm ơn, rất rất cảm tạ. Hoàng Lâm và Lưu Húc ngơ ngác nhìn nhau, không rõ trong hồ lô của Hạ Tưởng là bán thuốc gì, vội hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng chí Hạ Tưởng, hy vọng cậu cho chúng tôi một lời giải thích cụ thể. Nếu như tình huống phản ánh của tôi là sự thật, các ông có thể đứng vững trước các mặt áp lực không, triệt để điều tra sự thật về tội của Chu Kỳ Nguyên đã phạm không? Hoàng Lâm kiên định gật đầu, nhìn Lưu Húc một cái. Nói, tôi và lão Lưu hợp tác nhiều năm. Hai người chúng tôi không trông mong vào việc có thể thăng quan tiến chức. Nguyện vọng lớn nhất chính là bắt hết bọn tham quan trong thiên hạ, chỉ cần tình hình phản ánh của cậu là thật, mặc kệ ông ta là quan to, mặc kệ ông ta có hậu thuẫn vững mạnh, tôi và lão Lưu đều có thể đứng vững trước áp lực, điều tra tới cùng. Hạ Tưởng chính là xem trọng tính cách rắn giỏi của Hoàng Lâm và Lưu Húc, biết hai người bọn họ đã ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhiều năm, vẫn là đại biểu kiên định ở trung gian. Không kéo bè kết phái, chỉ biết việc không biết người. Tuy cũng đã đắc tội với không ít người, nhưng bởi vì bản thân cây ngay không sợ chết đứng, tỉnh Yến lại cần một hai hình tượng gương mẫu như thế, cho nên mặc dù người căm hận bọn họ không ít, vẫn không ai có thể làm gì được bọn họ. Hạ Tưởng gật đầu cười. Chắc là các ông đều rất tò mò Chu Hồng là ai. Tôi cũng muốn biết, tôi không quen biết cô ta, cũng không hề biết tên thật của cô ta. May thay cô ta để lại cho tôi một số điện thoại di động, qua kiểm chứng, tên chủ máy đăng ký là Dương Đại Hoa, tuy nhiên theo điều tra người này có thể là dùng tên giả. Tiếp sau đó thông qua công nghệ kỹ thuật xác định được vị trí cụ thể, trải qua theo dõi và âm thầm điều tra, rốt cục điều tra ra tên thật của Chu Hồng là Tùng Phong Nhi. Tùng Phong Nhi có một người chị tên là Tùng Diệp Nhi, mà Tùng Diệp Nhi là người tình của Chu Kỳ Nguyên. Hoàng Lâm nghe liền hiểu. Hạ Tưởng đã lợi dụng ban điều tra hình sự và công nghệ kỹ thuật, tra ra thân phận thật sự của Chu Cái Dì Hồng, thì có thể tìm ra nguồn gốc. Đúng là khổ tâm suy nghĩ, chuyện tặng quà của Tùng Phong Nhi đã được tra ra manh mối. Mà khoan, đột nhiên y bừng tỉnh, trợn to mắt nhìn Hạ Tưởng. Sao cậu lại có khả năng dùng công nghệ kỹ thuật xác định Tùng Phong Nhi? Sao cậu lại có quyền này? Hạ Tưởng cười hàm xúc. Xin lỗi nha, cái này chỉ là quá trình, quan trọng là kết quả. Tôi làm sao có thể dùng công nghệ thông tin thuộc vào loại cơ mật, không thể nói ra. Tôi chỉ muốn nói chính là, thông qua theo dõi Tùng Phong Nhi, tra ra được Tùng Diệp Nhi, lại thông qua điều tra Tùng Diệp Nhi, tìm ra được chứng cứ quan trọng có liên quan việc tham ô nhận hối lộ của Chu Kỳ Nguyên. Hạ Tưởng có thể xác định được Tùng Phong Nhi, tất nhiên là đã dùng tới năng lực của Khâu Gia ở Cục An ninh Quốc gia tỉnh. Theo sau hắn lại cho Tiêu Ngũ ra mặt lần nữa, thông qua theo dõi, ngấm ngầm điều tra. Để cho Tiêu Ngũ từng là trinh thám thi triển bản lĩnh, cuối cùng thăm dò được quan hệ tình nhân giữa Tùng Diệp Nhi và Chu Kỳ Nguyên. Hạ Tưởng có nguyên tắc là người không phạm ta không phạm người, người mà phạm ta tất phạm người. Bị người bày mưu hãm hại, mặc dù hắn đoán cũng có thể là chủ ý của Thôi Hướng nhưng Thôi Hướng thân là phó bí thư tỉnh ủy, thế lực khổng lồ, vây cánh lại đông, khẳng định là khi y bày mưu tính kế, đều có tay chân làm việc này. Chu Kỳ Nguyên cho dù không phải người bên Thôi Hướng, cũng là người Thôi Hướng trọng dụng, nếu y cam tâm làm chim đầu đàn, vậy cho y một phát súng. Ai bảo y bản thân đã là một tham quan trời sinh? Quả thực chính là chui đầu vô lưới chê cuộc sống quá dài. Hạ Tưởng cho Tiêu Ngũ dùng hết khả năng thu thập chứng cớ Chu Kỳ Nguyên tham ô nhận hối lộ. Trên cơ bản đã thu được manh mối, Chu Kỳ Nguyên thân là giám đốc Sở Cơ Điện tỉnh, quản lý phê duyệt hạn ngạch xe hơi nhập khẩu toàn tỉnh. Quyền lực cực lớn, mà hạn ngạch xe hơi nhập khẩu lại là một mỏ vàng, duyệt cho ai, thì người đó tiền vào như nước. Bởi vậy, Chu Kỳ Nguyên là một thần tài bạc tỷ trong mắt thương nhân kinh doanh xe hơi.
Chu Kỳ Nguyên là bị một ông trùm kinh doanh xe hơi ở thủ đô là Khu Hoa Quan dụ dỗ. Vốn công ty Khu Hoa Quan được đăng ký ở thủ đô, không thuộc phạm vi tỉnh Yến quản hạt, tuy nhiên hạn ngạch xe thì có thể chuyển nhượng, Chu Kỳ Nguyên liền tìm cách đem hạn ngạch xe tỉnh Yến chuyển nhượng cho Khu Hoa Quan. Sau khi Khu Hoa Quan quen biết Chu Kỳ Nguyên, sắp xếp êm xuôi tốt đẹp, mời y đi đánh gôn, tới khách sạn ngoại giao cao cấp ăn cơm, biếu tặng tiền mặt, tận tâm lấy lòng y, rất là nhanh Chu Kỳ Nguyên đã bị Khu Hoa Quan đánh bại, hai người ai theo yêu cầu người nấy, kết thành đồng minh giao dịch quyền và tiền. Về phần Chu Kỳ Nguyên tham ô tới mức độ bao nhiêu, Hạ Tưởng và Tiêu Ngũ tất nhiên tra không ra, nhưng trên cơ bản đã nắm giữ sự thật Chu Kỳ Nguyên phạm tội, còn thiếu chứng cứ thôi. Đồng thời cũng tra ra, có không ít thư khiếu nại tố cáo sau khi gửi tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đều là đá chìm đáy biển. Hạ Tưởng không động tới hình đoan đài, mà thông qua quan hệ của Tần Thác Phu biết được, mối quan hệ rất thân mật của Chu Kỳ Nguyên và Cổ Nhân Kiệt. Tần Thác Phu thông qua người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh dò hỏi biết được, Cổ Nhân Kiệt lợi dụng chức quyền giấu nhẹm tất cả thư tố cáo Chu Kỳ Nguyên. Hạ Tưởng trong lòng có mục đích rõ ràng, muốn bắt Chu Kỳ Nguyên thì dễ, còn muốn lật đổ Cổ Nhân Kiệt thì khó. Bởi vì hành vi Chu Kỳ Nguyên tham ô nhận hối lộ rất dễ dàng được tra ra, còn Cổ Nhân Kiệt dường như là quan trong sạch, không phạm sai lầm gì to tát, trong nhất thời sẽ không nắm được nhược điểm y. Nhưng Hạ Tưởng lại không chịu dễ dàng buông tha Cổ Nhân Kiệt. Nếu hắn không thể làm gì Thôi Hướng, nhưng có cơ hội đánh gãy nanh vuốt của Thôi Hướng thì sao có thể bỏ qua. Nếu có thể thừa cơ xóa sạch Chu Kỳ Nguyên và Cổ Nhân Kiệt, cũng đã khiến Thôi Hướng cảm thấy đau, khiến y kiềm chế lại, không nên tiếp tục tiến hành âm mưu quỷ kế, cũng muốn cho y biết một chút lợi hại của mình. Có đôi khi đối phó với tiểu nhân đánh lén sau lưng, cần phải ra tay đánh trả, hơn nữa còn phải đánh y một đòn đau điếng. Đánh tới khi y sợ hãi, mới có thể khiến cho y tự biết đường này không thông. Nếu không một số ít bọn đạo trích cứ ở sau lưng nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng lại ra tay đánh lén, làm phiền người ta quá. Như Trình Hy học công khai là một con ruồi còn có thể phòng bị được. Nhưng là người thâm hiểm dùng một số biện pháp bị ổi để hãm hại người khác thì chẳng khác nào con muỗi, thi thoảng lại chích người ta một cái, tuy cô nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Cho nên đối phó với muỗi, thì nên đập một phát cho chết tươi. Đã có một cơ hội thì sao có thể bỏ qua? Hạ Tưởng từ trước khi đi công tác đã đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Sau khi trở về thì đối phương đã bắt đầu hành động, cũng nằm trong dự kiến của hắn. Tuy nhiên Cổ Ngọc đột nhiên chen vào, hoàn toàn vượt ra ngoài dự kiến của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kinh ngạc qua đi, Hạ Tưởng chỉ đơn giản tương kế tự kế, thừa dịp Hoàng Lâm và Lưu Húc không chú ý, cùng Cổ Ngọc thảo luận kế sách. Cổ Ngọc tính cách trẻ con, nghe nói có chuyện tốt, liền tự nhiên ủng hộ, nhất là lúc Hạ Tưởng bị người vu oan, cô lại không do dự đứng ra bênh vực. Ý Hạ Tưởng là, nếu đã náo loạn, thì nên làm một trận lớn, xem ai cuối cùng không thể dẹp yên. Cổ Nhân Kiệt nếu một chút chuyện cũng không có, thì mình cũng hết cách bắt y. Nếu y có chuyện, y lại cố ý tự đào mồ cho mình, không chỉ y thì chỉ ai. Hạ Tưởng liền thay đổi chủ ý, từ đơn thuần muốn bắt Chu Kỳ Nguyên, đổi thành bắt Chu Kỳ Nguyên đánh mạnh vào Cổ Nhân Kiệt. Đương nhiên, kiểm tra sự tình Chu Kỳ Nguyên vẫn là giao cho người công bằng chấp pháp đi xử lý là tốt nhất, nếu không rất có thể sẽ phán nhẹ tội nặng của Chu Kỳ Nguyên. Hoàng Lâm và Lưu Húc tuy rằng bắt mình, cũng chỉ vì không rõ chân tướng, đều không phải là cố ý đối xử mình như vậy. Hai người tính tình ngay thẳng, tính cách không nể mặt một ai, dùng để đối phó Chu Kỳ Nguyên không thể tốt hơn. Cho nên hiện tại mới có một cuộc đối thoại giữa Hạ Tưởng và bọn họ. Hoàng Lâm và Lưu Húc đều vô cùng chấn động. Chương 477, đợt phản kích đầu tiên. Chuyện đã xảy ra trong 6 ngày có thể nói khiến hai người bọn họ rất là bất ngờ. Trong kiếp sống toàn tâm phá án, chưa từng xuất hiện người bị tình nghi phạm tội nhanh chóng biến hóa, chẳng những tẩy sạch tội danh, trong lòng còn dự tính trước phản chứng, nắm được việc người đứng sau bức màn, cũng không đúng hoàn toàn. Hạ Tưởng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tẩy sạch tội danh, ít nhất vấn đề mảnh ngọc vẫn chưa giải quyết xong. Hoàng Lâm đã gặp qua nhiều màn trình diễn của các quan lớn sau khi bị Ủy ban Kỷ luật mời đến uống trà, có người vênh váo tự đắc, có người chống chế không nhận, thậm chí còn kiêu căng quát tháo, nói là chỉ cần y đi ra ngoài, sẽ biết tay y. Đương nhiên, cũng không thiếu người không nói một lời chống chế tới cùng. Hạ Tưởng là người bình tĩnh ung dung nhất mà ông gặp qua, lại còn là người đầu tiên quay dao đâm ngược lại.
Hoàng Lâm không thể không nhìn Hạ Tưởng với cặp mắt khác xưa. Không cần đề cập tới sự tình mà Hạ Tưởng đã nói có đúng sự thật hay không, trước sự trầm tĩnh và ngay thẳng của hắn, khác hẳn những ông quan lớn mà y gặp qua trong quá trình phá án. Chính yếu chính là, Hạ Tưởng tuổi trẻ như vậy, lại có thể có vẻ trấn tĩnh và thong dong như vậy, người bình thường quả thật không làm được. Tuy nhiên Hoàng Lâm cũng không dám hoàn toàn tin tưởng lời nói Hạ Tưởng, thậm chí còn hoài nghi là Hạ Tưởng muốn di rời tầm mắt cố tình dùng mánh khóe lừa đảo, lại hỏi. Đồng chí Hạ Tưởng, trước tiên mặc kệ cậu dùng thủ đoạn kỹ thuật để theo dõi người khác có hợp pháp hay không, chỉ nói vấn đề của đồng chí Chu Kỳ Nguyên, cậu có phải đã có chứng cứ rõ ràng hay không? Cậu còn nói phó chủ nhiệm Cổ đã giấu đi số lượng thư tố cáo Chu Kỳ Nguyên, là tin đồn vô căn cứ, hay là ăn nói lung tung. Ủy ban kỷ luật phá án, đều căn cứ vào chứng cớ. Không có chứng cớ, cậu có ba hoa chích chòe, cũng vô ích. Hạ Tưởng cười nói. Chứng cớ Chu Kỳ Nguyên trực tiếp tham ô nhận hối lộ, bây giờ vẫn chưa có, tuy nhiên phó chủ nhiệm Cổ giấu giếm thư tố cáo là sự thật, thư tố cáo hiện đang được khóa giữ trong phòng làm việc của phó chủ nhiệm Cổ. Chờ một chút vô đó mà lấy, lúc đó sẽ chứng minh vấn đề lớn phó chủ nhiệm Cổ tự mình giấu thư tố cáo, lại có thể từ thư tố cáo phát hiện chứng cứ Chu Kỳ Nguyên tham ô nhận hối lộ, có thể nói là một công đôi việc. Hoàng Lâm nghe xong, lắc lắc đầu, Lưu Húc lại bĩu môi, khinh miệt nói. Nói cái gì thế, văn phòng phó chủ nhiệm Cổ thường ngày người khác vào còn không được, đồ ông ta khóa lại, cho dù lời cậu nói chính là thật sự, ai có thể chỉ bằng suy đoán mà khiến cho phó chủ nhiệm Cổ mở khóa. Cả chủ nhiệm Hình cũng không có quyền lực này. Lời cậu nói coi như không nói. Hạ Tưởng vẫn giữ vẻ mặt ưu sầu nói. Ai nói không thể, muốn điều tra Chu Kỳ Nguyên, cách dễ nhất là có được thư tố cáo trong tay, cũng phù hợp trình tự nhất. Nhưng toàn bộ thư tố cáo đều nằm trong tay phó chủ nhiệm Cổ, muốn từ trong tay phó chủ nhiệm Cổ lấy thư tố cáo gần như không có khả năng, nói qua nói lại, cũng đi vào bế tắc, nhưng như vậy thì không phải là giả thiết của tôi hoàn toàn không thể thành lập sao. Hoàng Lâm thấy Hạ Tưởng đi một vòng lớn lại trở về điểm ban đầu, nói như chưa nói, không khỏi nổi giận. Đồng chí Hạ Tưởng, tôi thấy cậu chính là thành tâm kéo dài thời gian, cố ý di rời tầm mắt, tôi nói cậu làm vậy đối với cậu không có ích lợi gì. Tôi không hề kéo dài thời gian, mà là đang đợi thời cơ tốt nhất, cũng là muốn cùng hai vị thương lượng một chút. Nếu mà, tôi chỉ là giả thiết rằng chút nữa có thể lấy được thư tố cáo trong văn phòng phó chủ nhiệm Cổ. Thư tố cáo quả thật là tố cáo hành vi Chu Kỳ Nguyên tham ô nhận hối lộ, các ông có dám chống chịu áp lực của phó chủ nhiệm Cổ kiên quyết lập án điều tra? Nếu các ông dám, tôi có thể trợ giúp các ông một tay, trong khoảng thời gian ngắn khiến cho Chu Kỳ Nguyên sa vào lưới pháp luật. Về phần hành vi trái pháp luật ém nhẹm thư tố cáo của phó chủ nhiệm Cổ, thì thuộc về vấn đề nội bộ bên Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tuy nhiên tôi cũng hy vọng hai vị có thể trả lại sự trong sạch cho nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Hoàng Lâm thấy Hạ Tưởng nói vô cùng chắc chắc, không khỏi bán tín bán nghi nói. Nếu cậu có thể chứng minh lời nói vừa rồi của cậu, tôi và Lưu Húc sẽ làm việc cần phải làm, sẽ kiên quyết xử Chu Kỳ Nguyên theo pháp luật, hơn nữa sẽ khiến phó chủ nhiệm Cổ chịu trách nhiệm với những hành vi trái pháp luật của ông ta. Vấn đề là lời cậu nói chưa chắc là nói thật, cho dù là nói thật, cũng có một vấn đề là, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa giải thích rõ ràng vấn đề khối ngọc của cậu. Vấn đề khối ngọc và vấn đề phó chủ nhiệm Cổ thật ra là một vấn đề, lập tức sẽ được tra ra chân tướng. Đừng nóng vội. Hạ Tưởng còn chưa dứt lời, chợt nghe còi hụ cảnh báo nổi lên ở bên ngoài, một đống thanh âm ồn ào truyền đến. Tiếng bước chân chạy bộ từ xa dần dần tới gần, ngay sau đó, truyền đến tiếng gào thét của cổ nhân kiệt sát phách. Các anh là ai? Các anh thuộc quân đội nào? Giữa ban ngày ban mặt dám xông vào trụ sở tỉnh ủy, muốn tạo phản. Không được đụng vào đồ của tôi là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh, tôi. Giọng nói cổ nhân kiệt đột nhiên gián đoạn, dường như bị người ta đẩy một cái, sau một lúc lâu, lại nghe y kêu gào la hét. Tôi muốn tìm thủ trưởng các anh thật rất coi trời bằng vung. Không được đụng vào tài liệu của tôi, không được đụng vào bàn làm việc của tôi. Các anh, Hoàng Lâm và Lưu Húc chấn động, hai người liếc nhau, đứng dậy muốn đi ra ngoài xem cho rõ. Hạ Tưởng liền ngăn bọn họ. Chuyện không liên quan tới chúng ta, cứ mặc bọn họ hỗn loạn, đều là cái họa từ khối ngọc. Tôi khuyên hai vị không nên ra ngoài, hành động của quân đội chỉ nghe theo mệnh lệnh của thủ trưởng, trong mắt bọn họ, lời nói bí thư tỉnh ủy cũng chưa chắc có tác dụng. Cổ Ngọc bĩu môi, bất mãn nói. Bọn họ tới quá chậm,
so với bình thường thì chậm hết vài phút, ngốc thật, sau này phải nhờ ông nội mắng bọn họ một trận. Hoàng Lâm hiểu được, lấy tay chỉ vào cổ Ngọc, giọng nói đầy run rẩy. Cô, là các cô cậu cho người bên quân đội xông vào tỉnh ủy. Các cô cậu là ai? Rốt cuộc các cô cậu muốn làm cái gì? Hạ Tưởng giơ tay, ra hiệu hai người ngồi xuống nói chuyện. Không nên gấp gáp, người bên quân đội không phải xâm nhập tỉnh ủy, cũng không phải cố ý gây rối. Hơn nữa tôi tin tưởng Bí Thư Diệp và Chủ tịch tỉnh Phạm cũng sẽ hiểu cho, bởi vì bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, là vì bảo vệ bảo vật quốc gia. Bảo vật quốc gia gì? Hoàng Lâm nhất thời chưa thông liền phản ứng lại. Hôm nay ông ôm khối ngọc đó chính là bảo vật quốc gia. Hạ Tưởng cũng đứng lên, đến bên cửa, vểnh tai nghe ngóng, lại nói. Bảo vật quốc gia là phải được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng trong quá trình bảo vệ không thể tránh khỏi phải áp dụng một số biện pháp bức thiết, rất có khả năng văn phòng của phó chủ nhiệm cổ sẽ gặp mức độ thiệt hại nhất định, thư khiếu nại mà y giấu hẳn là đã rơi rất lung tung, phỏng chừng đã bị ném tứ tung. Hai vị, bây giờ đúng là thời cơ tốt, vừa ra khỏi cửa liền có manh mối phá án chờ các ông. Có nắm bắt được cơ hội không, là xem các ông đó. Hoàng Lâm và Lưu Húc liếc nhau, đều bị lời Hạ Tưởng vừa nói mà bị sốc tại chỗ, trong nhất thời vẫn chưa tiêu hóa được cú sốc lớn mà Hạ Tưởng mang đến cho bọn họ. Lưu Húc thanh âm cũng nói lắp bắp. Sốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngọc sao lại thành bảo vật quốc gia? Hạ Tưởng vẫy tay. Đợi một lát giải thích cũng không muộn, hiện tại là thời cơ tốt nhất để gặt hái thành quả thắng lợi, nếu mà bị trễ, để phó chủ nhiệm cổ hồi phục lại tinh thần, lại đem dấu thư khiếu nại đi thì không hay rồi. Hoàng Lâm và Lưu Húc bản năng rất nhạy cảm với thư khiếu nại tố cáo, liền giống như con hổ phát hiện con mồi, vừa nghe lời Hạ Tưởng nói, khôi phục lại bản tính nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật, đẩy cửa đi ra. Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cũng sát theo sau, tới hiện trường. Trong hành lang, một đống bừa bãi lộn xộn. Một đội khoảng mười mấy binh sĩ xếp thành hàng một, chia làm hai đứng trước cửa phòng làm việc của Cổ Nhân Kiệt. Cổ Nhân Kiệt không còn có vẻ tự tin và quan uy như ngày xưa, vẻ mặt trắng bệch, tay vẫn không ngừng run, hiển nhiên thân là phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật như y, trong thời kỳ hòa bình cũng chưa hề gặp qua uy phong của quân nhân như vậy. Dẫn đầu quân nhân là một chàng trai khá tuấn tú, cũng còn rất trẻ, quân phục của anh ta giống với binh lính cấp dưới, đều không có quân hàm và số hiệu gì. Hạ Tưởng biết rằng, bọn họ là quân chủng bảo mật, đừng nói Diệp Thạch Sinh không có quyền hạn mệnh lệnh cho bọn họ, mà cả chính ủy quân khu tỉnh Yến cũng không thể điều động bọn họ. Bởi vì bọn họ là quân đội độc lập duy nhất có sức uy hiếp cực lớn. Trong văn phòng Cổ Nhân Kiệt đến cả trong hành lang, thư từ và tài liệu rơi vãi khắp mặt đất, Cổ Nhân Kiệt suy sụp ngồi ở trên ghế, thì thào tự nói. Cái gì quốc bảo, tôi không lấy quốc bảo. Các anh khẳng định sai lầm, khẳng định tìm sai người rồi. Các anh là quân đội nhân dân sao, các anh quả thật chẳng khác gì thổ phỉ. Quân nhân dẫn đầu thật cẩn thận cầm bức điêu khắc bọ ngựa rình ve, dầm, một tiếng hướng về Cổ Nhân Kiệt kính một lễ, nói. Mảnh ngọc này chính là quốc bảo, là quà do Trần Công tặng cho thủ trưởng. Thủ trưởng đặc biệt dặn dò, quốc bảo không được để gặp phải sơ sẩy gì, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ an toàn cho bảo vật quốc gia. Cổ Nhân Kiệt tất nhiên không tin, liền cãi lại. Đây là quà biếu của người khác tặng cho Hạ Tưởng, hiện tại là tang vật, các anh nhất định lầm rồi. Quân nhân đứng đầu nhẹ nhàng đảo lại góc độ bức khắc, để cho Cổ Nhân Kiệt nhìn cho rõ. Cổ Nhân Kiệt chỉ nhìn thoáng qua, lập tức mặt xám như cho tàn, uể oải nói. Sao lại có thể như thế? Quân nhân đứng đầu không để ý tới hoài nghi của Cổ Nhân Kiệt, lại kính một lễ, xoay người bước đi. Đi được hai bước, thì thấy đối diện có một đám người vây quanh Diệp Thạch Sinh đi tới. Diệp Thạch Sinh nắm quyền tại tỉnh Yến nhiều năm, chưa bao giờ nghe nói tới chuyện có quân đội dám xông trụ sở tỉnh ủy. Khi ông nghe báo cáo khẩn cấp của Ma Thu là có một đội binh lính trực tiếp xông vào trụ sở tỉnh ủy, trên đường thẳng tới văn phòng làm việc của ủy ban kỷ luật, lúc đó đã kinh sợ đến nổi mồ hôi ướt cả người. Ông chỉ biết, tại khu vực tỉnh Yến, dám xông thẳng vào trụ sở tỉnh ủy mà không thông báo trước với ông, chỉ có quân đội bảo mật sâu trong núi, cũng không phải bộ đội quân khu tỉnh. Quân khu tỉnh còn dưới sự lãnh đạo của ông, căn bản không có khả năng và cũng không dám cả gan làm ra chuyện hỗn loạn như thế. Diệp Thạch Sinh còn tưởng rằng xảy ra sự kiện gì trọng đại, cũng không lo gọi điện thoại, đích thân vội vã cùng Ma Thu chạy tới tòa ủy ban kỷ luật xem có chuyện gì. Đi được nửa đường,
Ma Thu liền nhận được điện thoại của Tống Chiêu Độ. Ma Thu đem lời Tống Chiêu Độ vừa nói như cũ chuyển cáo cho Diệp Thạch Sinh, sau khi Diệp Thạch Sinh nghe xong, sắc mặt trở nên ngưng trọng hẳn, liền đi chậm lại. Bởi vì Tống Chiêu Độ nói với ông, có thể là Hạ Tưởng và Cổ Ngọc liên hợp ra tay phản kích, là vì nhằm vào chèn ép Cổ Nhân Kiệt nên không thể không phối hợp mưu kế, trong lòng ông có chủ ý. Tuy rằng cảm thấy khiếp sợ đối với năng lực có thể điều động quân đội bảo mật của Cổ Ngọc nhưng ông cũng không suy nghĩ nhiều, vì có một số việc không biết so với biết thì sẽ tốt hơn, nên giả bộ hồ đồ là tốt nhất. Dù sao là do Hạ Tưởng gây rối, ông làm ngư ông đắc lợi thì được rồi. Diệp Thạch Sinh liền cố ý đi chậm lại, khi tới ủy ban kỷ luật, vừa đúng lúc vở diễn hạ màn, ông liền mang ra uy quyền của bí thư tỉnh ủy, tiến tới trước nói. Sao lại thế này, các anh là ai? Sao dám xông vào tỉnh ủy tỉnh Yến Dương Oai? Cho dù quân khu tỉnh quản không được các anh, tôi cũng muốn nói rõ ràng với cấp trên của các anh, để họ đưa ra một lời giải thích với tỉnh ủy tỉnh Yến. Người lính đứng đầu tới trước mặt Diệp Thạch Sinh, kính một lễ chào nghi thức quân đội, lớn tiếng nói. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi nhận được mệnh lệnh cấp 1, nói là quốc bảo bị cướp, vì an toàn của quốc bảo, chúng tôi bắt buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế, để đảm bảo vật quốc gia không bị tổn hại. Quốc bảo, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ai có thể nói rõ không? Diệp Thạch Sinh ánh mắt đảo qua, xa xa thấy được Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, tâm tư vừa động, liền hướng về Hạ Tưởng nói. Hạ Tưởng, cậu hãy giải thích rõ ràng. Hạ Tưởng đưa mắt ra hiệu với Hoàng Lâm và Lưu Húc Nhân thời cơ đang nhặt không ít thư tố cáo trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Vấn đề thư tố cáo đã ổn rồi, các ông đều đã thấy. Hiện tại vừa hay thừa dịp bí thư Diệp ở đây. Cơ hội tốt này không thể bỏ qua. Nói xong, hắn cũng không quản phản ứng của Hoàng Lâm và Lưu Húc, cùng Cổ Ngọc bước nhanh tới trước mặt Diệp Thạch Sinh. Bí thư Diệp, tình huống là thế này. Hạ Tưởng cũng không khách sáo, trực tiếp nói ra chân tướng sự tình đã xảy ra. Buổi sáng tôi mới từ thành phố Bảo trở về, dự định tới báo cáo với ngài, thì bị đồng chí ủy ban kỷ luật mời đi uống trà. Đồng chí ủy ban kỷ luật hoài nghi tôi có hành vi nhận hối lộ. Nhưng sau khi tôi kiên nhẫn giải thích với đồng chí ủy ban kỷ luật, đã chứng minh tố cáo nhắm vào tôi là vu cáo hãm hại, hiểu lầm cũng làm sáng tỏ. Chỉ có điều đồng chí ủy ban kỷ luật vẫn còn hoài nghi khi tôi kết hôn, đồng chí Cổ Ngọc tặng tôi một khối ngọc có giá trị liên thành, bởi vậy vẫn còn nhận định tôi có hành vi nhận quà không hợp pháp. Tôi có giải thích cũng giải thích không được, dưới yêu cầu mạnh mẽ của đồng chí ủy ban kỷ luật, đến nhà tôi lấy mảnh ngọc đi. Ai ngờ sau khi mang ngọc đi, đồng chí Cổ Ngọc mới nói kỳ thật ngọc là quốc bảo do Trần Công tặng cho một thủ trưởng, sau đó thì dẫn tới việc giải phóng quân trung thành tận tâm đến đây bảo hộ. Đúng là quốc bảo. Diệp Thạch Sinh đã rõ sự tình từ đầu đến cuối, cũng hiểu ra là kế phản kích của Hạ Tưởng, liền tránh nặng tìm nhẹ hỏi han. Lễ vật của Trần Công, tự nhiên là quốc bảo, có cái gì làm bằng chứng không? Người lính dẫn đầu vẫn như cũ cầm ngọc hơi nghiêng qua một góc, cho Diệp Thạch Sinh xem. Diệp Thạch Sinh chỉ nhìn thoáng qua, lập tức vẻ mặt trang nghiêm, hơi cúi người chào hỏi trước bức điêu khắc. Bí thư tỉnh ủy như thế, mọi người đi theo sau vẻ mặt lập tức khẩn trương, cúi người chào bức điêu khắc, chẳng khác nào chính thức thừa nhận đây là quốc bảo. Diệp Thạch Sinh làm như vậy, hiển nhiên là vì muốn chứng thực bảo vật quốc gia, đồng thời cũng là ngăn chặn miệng mọi người, nói rõ cho nhân viên ủy ban kỷ luật phá án biết, quốc bảo chỉ có thể tặng, không phải là quà tặng quà biếu gì cả. Cũng là vì định tính này của quốc bảo, không thể là vật chứng chỉ trích Hạ Tưởng nhận hối lộ. Kỳ thật không cần Diệp Thạch Sinh nói, người nào dám nói quốc bảo là chứng cớ Hạ Tưởng tham ô nhận hối lộ. Trừ phi người đó đầu óc có vấn đề, tự mình chuốc khổ. Hoàng Lâm và Lưu Húc đều cúi đầu, hai người rất khí phách, cũng biết đã xử lý sai lầm. Hơn nữa bọn họ đã nhặt không dưới 10 bức thư tố cáo trên mặt đất. Quả nhiên đều là tố cáo giám đốc sở cơ điện tỉnh các loại hành vi không hợp pháp làm trái pháp luật loạn kỳ cương, tham ô nhận hối lộ của Chu Kỳ Nguyên. Nếu xác thực lại là sự thật, Chu Kỳ Nguyên tội thật đáng chết. Hai người chỉ nhìn đã đổ mồ hôi đầm đìa, không cần nghĩ, cũng hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Nếu Cổ Nhân Kiệt đem tất cả thư tố cáo Chu Kỳ Nguyên áp chế giấu đi, đủ để chứng minh giữa y và Chu Kỳ Nguyên có mối quan hệ không thể cho ai biết. Nếu theo manh mối Chu Kỳ Nguyên mà tra tiếp, theo kinh nghiệm nhiều năm phá án của hai người bọn họ, tin rằng không khó để tra ra được vấn đề của Cổ Nhân Kiệt. Nghĩ lại một loạt sự kiện đã phát sinh tới hôm nay, bọn họ cũng hiểu ra, Hạ Tưởng là bị người hãm hại, bọn họ là bị người lợi dụng,
trước là bị người lợi dụng để đối phó Hạ Tưởng, lại bị Hạ Tưởng lợi dụng để đối phó Cổ Nhân Kiệt. Đều là cùng một loại người, giống như một số ác quỷ nào đó, có thế nào cũng thông minh tuyệt đỉnh. Nhất là Hạ Tưởng, đang ở tình huống bị hãm hại, không ngờ có thể nghĩ ra phương pháp phản kích quá tuyệt như thế, quả đúng là một vở tuồng vô cùng đặc sắc, đang trong đường chết thoát cái sống dậy. Hoàng Lâm và Lưu Húc tự nhận là có kiến thức rộng rãi, lần đầu tiên gặp được người có thể tạo thế mượn thế còn mượn lực đẩy lực mà lại đạt tới trình độ tuyệt vời như vậy. Diệp Thạch Sinh lập tức cho Ma Thu hộ tống quân nhân rời đi, cũng không hề nhắc gì tới việc truy cứu bọn họ tùy tiện xông tỉnh ủy, vừa xem là hiểu ngay muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bí thư Diệp chẳng những không tức giận, ngược lại còn thái độ thoải mái, dáng điệu vui vẻ âm thầm. Diệp Thạch Sinh đương nhiên vui rồi, bởi vì mấy câu vừa rồi mà Hạ Tưởng nói đã dẹp đi tảng đá lớn trong lòng y, Hạ Tưởng không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa hắn là bị người hãm hại. Về phần người hãm hại là ai, Diệp Thạch Sinh không cần nghĩ cũng biết chính là con người nham hiểm kia. Hạ Tưởng không bị gì là tốt rồi, hắn không sao, thì lại có thể tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp đi tới tiến độ mới. Là có thể đưa cơ cấu thay đổi chế độ xã hội thành phố Đan Thành và thành phố Bảo tiến tới tầm cao hơn. Hơn nữa khiến cho Diệp Thạch Sinh vui mừng nhất chính là, theo tình hình trước mắt thì thấy, Hạ Tưởng chẳng những tẩy sạch tội danh, còn chuyển bại thành thắng, khẳng định là đã đánh một cú trở mình quá tuyệt. Diệp Thạch Sinh biết rõ thủ đoạn của Hạ Tưởng, nếu tình hình đã làm náo loạn đến thế, không lật đổ bắt vài người khẳng định là không chịu để yên. Cũng phải, công việc đang yên lành tự dưng bị người hãm hại. Lại chọn một thời kỳ mấu chốt thế này, có thể thấy được đối phương dụng tâm ác độc, cả Diệp Thạch Sinh cũng cảm thấy căm hận đến tận xương thủy, huống chi Hạ Tưởng thân là đương sự. Hạ Tưởng có thể nghĩ ra kế sách phản kích không gì tốt hơn, tốt nhất là có thể lật đổ nhân vật quan trọng của đối phương. Cho dù không thể đánh bại đối phương, cũng có thể giảm bớt một hai vây cánh của đối phương. Diệp Thạch Sinh mang đầy kỳ vọng đối với Hạ Tưởng. Dõi mắt Tiễn Quốc Bảo xuống lầu, Diệp Thạch Sinh xoay người lại nói. Nếu sự thật đã rõ ràng, đồng chí Hạ Tưởng không hề có vấn đề gì về kinh tế, đồng chí ủy ban kỷ luật phải làm cho tốt việc khắc phục hậu quả, đối với đồng chí bị oan uổng, phải đính chính lại, phải có lời giải thích rõ ràng. Bí thư tỉnh ủy trước mặt mọi người ở văn phòng ủy ban kỷ luật nói ra lời nói này, rất nghiêm trọng, hơn nữa là xác thực việc Hạ Tưởng, cũng ẩn chứa bất mãn với công tác bên ủy ban kỷ luật. Người của ủy ban kỷ luật có mặt chống ngực đập liên hồi, nghĩ thầm rằng bên trong. Bí thư Diệp công khai lên giọng bảo vệ Hạ Tưởng, lời nói mới rồi đã ám chỉ ủy ban kỷ luật phải tạ lỗi với Hạ Tưởng. Nếu ủy ban kỷ luật không có biểu hiện gì thì, phỏng chừng về sau bí thư Diệp sẽ không còn nhã nhặn thế đâu. Hạ Tưởng cũng quá khí thế, một cán bộ cấp cục bị ủy ban kỷ luật điều tra, chẳng những không làm gì được hắn. Ngược lại khiến ủy ban kỷ luật tự chuốc khổ vào thân không nói, bí thư tỉnh ủy cũng không nói gì đến. Chỉ vì thảm họa từ một tảng đá. Mà khiến cho ủy ban kỷ luật phải có lời giải thích, có quá thiên vị lắm không? Chương 478, đợt phản kích thứ hai. Đối với lời nói bí thư tỉnh ủy thì mọi người không dám công khai lên tiếng phản đối, chỉ biết cúi đầu không nói, sợ chọc cho bí thư Diệp mất vui. Hơn nữa mọi người đã thấy rõ tình hình trước mắt, biết rõ chuyện này có lẽ sẽ không giống với mặt ngoài đơn giản như vậy, phỏng chừng lại là một sự tranh đấu qua lại. Hạ Tưởng thấy thời cơ chín mùi, giải thích thêm. Kỳ thật hai đồng chí Hoàng Lâm và Lưu Húc đối với tôi cũng không tệ lắm, cũng không làm khó tôi, bọn họ cũng là theo quy định mà làm việc, cũng không thể trách bọn họ. Khi nói chuyện, hắn lén lút đưa mắt ra hiệu về phía hai người. Hoàng Lâm và Lưu Húc như trong mộng mới tỉnh dậy, cho dù trong nhất thời không nghĩ ra được sự tình chân tướng, cũng đại khái đoán được, biết vấn đề của Hạ Tưởng đã hoàn toàn rõ ràng, tâm tư bọn họ liền lập tức chuyển rời sang người Chu Kỳ Nguyên. Nghe được Hạ Tưởng nhắc tới tên của bọn họ, hai người đi vài bước đến trước mặt Diệp Thạch Sinh, đầu tiên là cung kính chào hỏi, sau đó lại đơn giản giải thích vài câu kể lại tường tận quá trình điều tra Hạ Tưởng, cuối cùng còn nói. Trải qua điều tra và thẩm vấn nghiêm túc của Ủy ban kỷ luật, xác nhận đồng chí Hạ Tưởng là một đồng chí tốt trong sạch. Anh ta bị người hãm hại, có người ở mặt ngoài đưa thuốc lá và rượu không đáng giá cho anh ta, nhưng âm thầm giấu 90.000 tiền mặt và vàng miếng. Lại còn lẩn trốn chụp hình, muốn nhân cơ hội hãm hại đồng chí Hạ Tưởng. Đồng chí Hạ Tưởng lập trường kiên định, trước tiên đã đem toàn bộ tiền biếu quyên tặng cho cơ quan từ thiện, là đồng chí tốt, cán bộ tốt thanh liêm có đạo đức.
Hạ Tưởng không ngờ Hoàng Lâm và Lưu Húc cũng biết khen ngợi người khác, đề cao hình tượng hắn. Khiến hắn ở một bên nghe xong cũng cảm thấy nóng sốt trên mặt, nghĩ thầm rằng mình còn có một mặt cao quý. Chẳng qua là làm việc cần phải làm, có nên tạo thành một người thuần túy, một người phẩm hạnh cao thượng. Ngẫm lại cũng làm cho người ta không nói được lời nào. Nghe Hoàng Lâm khen Hạ Tưởng hết nửa buổi, Diệp Thạch Sinh vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi mới dịu đi hẳn, gật gật đầu. Đối với Hạ Tưởng là đồng chí tốt, cán bộ tốt như vậy, cần phải trân trọng, không nên hơi một tí thì nghĩ như thế này như thế nọ. Đồng chí Hạ Tưởng còn trẻ, nên có khi sẽ ngẫu nhiên phạm phải một chút sai lầm nhỏ, cũng nên cho anh ta một cơ hội sửa chữa sai lầm. Các đồng chí, công tác ủy ban kỷ luật liên quan tổng thể, liên quan đến kế hoạch lâu dài của Đảng. Nhưng chúng ta mỗi người đều đã trải qua tuổi trẻ, đều kích động qua, thời tuổi trẻ ai mà không phạm phải một hai sai lầm. Không nên chỉ có chút vấn đề đã muốn cầm gậy đập chết người ta, phải có thái độ làm việc chữa bệnh cứu người, mới có hiệu quả tránh lặp lại lỗi lầm đã qua. Bí thư Diệp lại có chỉ thị tinh thần, thì có người làm việc, vội vàng cầm bút viết ghi chép lại. Hoàng Lâm và Lưu Húc gật đầu liên tục, không dám nhiều lời. Sau khi Diệp Thạch Sinh nói xong, nhìn qua văn phòng của cổ Nhân Kiệt, thân thiết hỏi. Đồng chí Nhân Kiệt có sao không? Có bị làm khiếp sợ gì không? Diệp Thạch Sinh đang muốn cất bước về phía trước, muốn biểu hiện một chút quan tâm đối với cổ Nhân Kiệt, Hoàng Lâm lại đi trước một bước rất không lễ phép mà đứng ở trước mặt Diệp Thạch Sinh, vừa hay chặn ngay đường đi của Diệp Thạch Sinh. Diệp Thạch Sinh hơi chau mày, còn chưa nói lời nào, Hoàng Lâm liền nói một cách máy móc. Bí thư Diệp, tôi có vấn đề trọng đại cần báo cáo với ngài. Hạ Tưởng nhìn Hoàng Lâm một cái, biết y rốt cục lấy hết dũng khí đứng về phía đối lập với cổ Nhân Kiệt. Quyết định đi bước này, thì không còn đường để lui nữa. Nếu Hoàng Lâm không thể mượn lần này lật đổ cổ Nhân Kiệt, về sau ở ủy ban kỷ luật y lại càng khó mà sống yên đây. Hạ Tưởng cũng không ngừng âm thầm khâm phục dũng khí của Hoàng Lâm, cuối cùng không có nhìn lầm y, cũng không uổng công mình hao tâm tổn sức lôi kéo y, rốt cục đã có chỗ cần dùng đến. Diệp Thạch Sinh dừng bước chân lại, hỏi. Có việc cứ thoải mái nói. Hoàng Lâm vẻ mặt khó xử. Có thể mời ngài qua một bên nói chuyện được không? Diệp Thạch Sinh thấy hai người Hoàng Lâm và Lưu Húc vẻ mặt đều ngưng trọng, cũng biết chỉ sợ có chuyện lớn, liền đi ra khỏi đám người. Hoàng Lâm và Lưu Húc vội vàng đi theo, tới một góc hành lang, Diệp Thạch Sinh đứng lại, chắp tay sau lưng nghe Hoàng Lâm và Lưu Húc báo cáo. Nghe xong Hoàng Lâm và Lưu Húc tự thuật, Diệp Thạch Sinh sắc mặt từ từ trầm xuống, ánh mắt lơ đãng hướng về Hạ Tưởng, sau đó lại dừng ở trước cửa văn phòng cổ Nhân Kiệt đang mở. Qua một lúc lâu, mới thấy ông nói vài câu gì đó với Hoàng Lâm và Lưu Húc. Hoàng Lâm và Lưu Húc liền tức khắc mở một bức thư trong tay ra mời Diệp Thạch Sinh xem qua. Diệp Thạch Sinh chỉ nhìn vài lần, vẻ mặt liền tức giận. Lại nói vài câu gì đó, hai người liền lập tức vội vàng đi xuống lầu. Diệp Thạch Sinh lại nhìn xoáy sâu về hướng Hạ Tưởng, trong ánh mắt có thâm ý sâu sắc, hiển nhiên ông cũng rõ mũi kiếm mà Hạ Tưởng đại náo một hồi là nhắm vào người của Thôi Hướng là cổ Nhân Kiệt. Ông quá hiểu. Diệp Thạch Sinh ngoại trừ vui mừng vẫn là vui mừng, Hạ Tưởng chẳng những bình yên vô sự, còn có thể thừa cơ lật đổ cổ Nhân Kiệt, thật sự là thủ đoạn hay. Nhưng sau khi ông xem qua thư tố cáo, cũng thật sự giận dữ, Chu Kỳ Nguyên nếu đúng như thư tố cáo đã nói là loại coi trời bằng vung, thì là một quan tham lớn nhất từ trước tới nay ở tỉnh Yên. Trong lòng Diệp Thạch Sinh vô cùng oán giận, rõ ràng là người của mày tham ô nhận hối lộ, vậy mà mày lại sai người hãm hại Hạ Tưởng. Ý đồ cản trở kế hoạch điều chỉnh cơ cấu sản nghiệp. Người không thể lại vô liêm sĩ đến mức này. Diệp Thạch Sinh cũng không để ý tới mọi người, xoay người đi xuống lầu. Đám người đến cùng Diệp Thạch Sinh cũng vội vàng đuổi theo sau, đi chưa được mấy bước, Diệp Thạch Sinh lại quay đầu nói. Mời đồng chí Đoan Đài đến văn phòng tôi một chuyến. Tránh văn phòng ủy ban kỷ luật Biện Tú Linh vội nói. Bí thư Diệp, chủ nhiệm Hình tạm thời có việc, đã ra ngoài công tác. Lời nói vừa dứt, chợt nghe được giọng Hình Đoan Đài dưới lầu truyền đến. Hội nghị hủy bỏ, vừa đúng lúc trở về, Bí thư Diệp, ngài tìm tôi có việc. Âm thanh rất vang dội, mọi người ở đây đều nghe được rất rõ ràng, trong lòng không khỏi bị giật mình. Nghĩ lại thì thời điểm chủ nhiệm Hình đi công tác sao khéo thế, cả thời gian trở về cũng quá khéo đến kinh ngạc, nguyên nhân trong đó thì. Một vở tuồng hay thì cần nhiều người phối hợp mới có thể diễn tốt được. Khi không ít người phải nhìn lại Hạ Tưởng, trong mắt ngoại trừ kính sợ, còn có một ít cảm xúc phức tạp.
Tất cả mọi người biết, lại có người gặp xui xẻo rồi, hơn nữa còn sợ rằng hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên khiến cho mọi người buồn bực nhất chính là, làm loạn cả buổi, còn kinh động cả bí thư Diệp, sao phó chủ nhiệm Cổ vẫn trốn trong phòng làm việc không ra, mặt mũi cũng lớn thiệt, cả bí thư Diệp đến đây cũng thèm không ra chào đón một tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Cổ Nhân Kiệt không phải không muốn ra chào đón Diệp Thạch Sinh mà là vì y trước thì bị một đám quân nhân không cần biết đúng sai dọa cho chết khiếp, hình như là dọa cho vỡ mật, tưởng đã xảy ra chuyện gì lớn, sau đó lại phát hiện quân nhân đến là để tìm đem ngọc đi, trên thực tế còn ra tay phá hoại văn phòng y, cố tình khiến cho một số thư tố cáo mà y cất giấu cẩn mật rơi đầy trên mặt đất. Cổ Nhân Kiệt lúc đầu còn không rõ là xảy ra chuyện gì, đến khi y phân tích cẩn thận thì ra được kết luận. Trộm gà không được ngược lại còn mất nắm gạo, y bị người đánh lén. Bày ra âm mưu đánh lén Hạ Tưởng đúng là theo ý của Thôi Hướng, do y nghĩ ra chủ ý. Bởi vì Chu Kỳ Nguyên quen biết không ít bạn bè trong giới kinh doanh, giao du với người trong xã hội cũng nhiều, nên Cổ Nhân Kiệt giao cho Chu Kỳ Nguyên bố trí hành động. Chu Kỳ Nguyên tự biết đã được Cổ Nhân Kiệt chiếu cố rất nhiều, Cổ Nhân Kiệt lên tiếng, y đương nhiên phải ra sức mà làm. Giao cho người khác làm. Thì Chu Kỳ Nguyên không yên tâm, sợ rằng bị người bán đứng. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là giao cho người tình là thích hợp nhất. Y vừa nói với Tùng Diệp Nhi đã nói với em của cô ta là Tùng Phong Nhi vốn là top sinh viên tốt nghiệp khoa diễn xuất, bắt được Hạ Tưởng chỉ như món tráng miệng. Chu Kỳ Nguyên cũng coi như bỏ ra vốn gốc, chẳng những cho cô em vợ đích thân ra mặt, còn chịu 90.000 tiền mặt và vàng miếng. Mánh khóe tặng quà. Là Chu Kỳ Nguyên học được trong kỹ xảo người khác tặng quà biếu cho y. Sau khi Tùng Phong Nhi tốt nghiệp đại học, vẫn không lên không xuống, không tìm được công việc thích hợp. Sau khi chỉ theo Chu Kỳ Nguyên, tuy rằng chỉ là người tình, nhưng Chu Kỳ Nguyên đối với cô ấy là thật lòng. Mua nhà mua xe, mỗi năm còn cho tiền sinh hoạt trên chục ngàn, lại tìm cho Tùng Phong Nhi một công việc thu nhập khá cao. Chị đã mở miệng, Tùng Phong Nhi không thể cự tuyệt. Tuy rằng cảm thấy hãm hại người khác thì lương tâm cắn rứt, nhưng dù sao cũng đã chịu nhiều ân tình của Chu Kỳ Nguyên, đành phải bằng lòng thôi. Sau khi xong việc, Chu Kỳ Nguyên đã cho Tùng Phong Nhi một khoản tiền. Tùng Phong Nhi không cần, mà cho Tùng Diệp Nhi và khuyên Tùng Diệp Nhi sớm có lo liệu, rời khỏi Chu Kỳ Nguyên càng sớm càng tốt, bởi vì Chu Kỳ Nguyên quá tham lam, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Tùng Diệp Nhi cũng chỉ nghe cho có không để tâm, miệng thì đáp ứng. Trong lòng vẫn còn muốn bòn giúp Chu Kỳ Nguyên thêm một mớ. Tùng Phong Nhi thì lại cảm thấy cứ thế về lâu về dài thì không phải là cách hay. Chu Kỳ Nguyên có lòng ham muốn cực lớn, thu nhận vài trăm ngàn thậm chí vài triệu mà mắt không chớp một cái. Cô liền cảm thấy Chu Kỳ Nguyên không sớm thì muộn cũng rước họa vào thân. Thế là mấy ngày qua mỗi ngày cô đều đi khuyên chị ngừng tay lại, sớm rời khỏi Chu Kỳ Nguyên mới tốt. Cô không biết là, chính bởi vì cô và Tùng Diệp Nhi thường xuyên tiếp xúc, đã bị Tiêu Ngũ vẫn đang theo dõi cô phát hiện ra. Cổ Nhân Kiệt tự nhận nhiều năm công tác tại Ủy ban Kỷ luật, tiếp xúc qua biết bao nhân vật và vụ án, cũng tự cho rằng thủ đoạn âm mưu hãm hại Hạ Tưởng không có kẽ hở không chê vào đâu được, tuyệt đối khiến cho Hạ Tưởng có khổ không nói nên lời. Y nhận định rằng, bản tính con người vốn tham lam, Hạ Tưởng nhìn thấy tiền tài dâng đến tận tay, không có khả năng không thu nhận. Hơn nữa Tùng Phong Nhi vô cùng xinh đẹp, lại hơi lộ ra vẻ khiêu khích. Để lại số điện thoại, nếu Hạ Tưởng mắc câu, gọi điện thoại tới, thì tùy cơ ứng biến, chụp lại hình ảnh, một vấn đề kinh tế cộng thêm một vấn đề tác phong, không dập hắn tới chết mới lạ. Chỉ có điều không nghĩ tới chính là, Hạ Tưởng nhận lấy quà tặng, nhưng không gọi điện thoại cho Tùng Phong Nhi, khiến Cổ Nhân Kiệt hơi thất vọng, vốn định kéo dài thêm chút, xem Hạ Tưởng có trúng mỹ nhân kế không. Không ngờ lại nhận được chỉ thị ngầm của Thôi Hướng, nói thời khắc mấu chốt đã tới chính là lúc này. Ra tay là tốt nhất. Ngẫm nghĩ lại chỉ dựa vào một vấn đề kinh tế cũng đủ để bắt được Hạ Tưởng, cho dù không thể đưa chí hắn vào chỗ chết, cũng có thể khiến hắn vứt bỏ tiền đồ, Cổ Nhân Kiệt liền theo kế sách mà hành động. Không ngờ được, đúng là không thể ngờ được, trong vòng một ngày, mà sóng gió cuồn cuộn dâng trào, lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, làm cho người ta hoa cả mắt, làm cho người ta không kịp chuẩn bị, làm cho người ta không thể nào thở nổi. Một ngày, không. Chỉ gần nửa ngày mà thôi, Cổ Nhân Kiệt được nếm trải kinh nghiệm nổi kinh hoàng từ trên trời rơi xuống, cũng lại một lần nữa cảm nhận được thủ đoạn lật lọng kinh người của Hạ Tưởng. Đúng vậy, không sai, là một lần nữa cảm nhận, bởi vì lần trước khi Cao Thành Tùng ra lệnh trừng trị Hạ Tưởng, y chỉ gần đó quan sát. Tuy rằng không phải tự trải nghiệm cảm nhận,
cũng đã cố tìm hiểu xem Hạ Tưởng đã dùng cách gì thoát khỏi tầm khống chế của Cao Thành Tùng, lúc ấy y còn kết luận rằng Hạ Tưởng chẳng qua là một người may mắn thôi, hoàn toàn là mượn thế lực của Tống Chiêu Độ. Chỉ có điều khi y tự thân cảm nhận được lúc Hạ Tưởng dùng thủ đoạn chẳng những thoát ra được mà còn phản kích đâm ngược lại, Cổ Nhân Kiệt cũng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, không thể không thán phục, Hạ Tưởng vốn ỷ lại không chỉ là sự may mắn, mà là âm mưu thủ đoạn hắn tính toán không hề có chút sơ hở đạt tới cực đỉnh. Cổ Nhân Kiệt trốn trong văn phòng, nhìn cái đống bừa bộn trên mặt đất, nhất là thư tố cáo cố ý bị ném lung tung khắp nơi, trong lòng y đã rõ, hết rồi, tất cả đã hết rồi. Đối phương bên ngoài thì tìm Ngọc, kỳ thật là thừa cơ hội đưa cái xấu của y ra ánh sáng, hơn nữa mục đích rất rõ ràng, chính là nhắm vào Chu Kỷ Nguyên. Khi y nhìn thấy hai người Hoàng Lâm và Lưu Húc ở bên ngoài, khi từng bức thư tố cáo được nhặt lên, Cổ Nhân Kiệt lại càng biết rõ, y đánh lén người khác không thành. Ngược lại bị người khác đâm mạnh một nhát, thua rồi, thua rất thê thảm, một thất bại thảm hại. Y chỉ biết cười thầm, đúng là tự mình chuốc lấy khổ. Biết rõ năm đó ngay đến Cao Thành Tùng cũng không thể áp đảo Hạ Tưởng, y vẫn một mực không tin lại đụng vào Hạ Tưởng làm cái gì. Kết quả thì quá tốt, bị Hạ Tưởng đâm ngược lại, chẳng những nhẹ nhàng chuyển bại thành thắng, còn đánh y tơi bời hoa lá. Đúng là tơi bời hoa lá, nhìn thấy đồ đạc và tài liệu phơi bày khắp bàn làm việc. Cổ Nhân Kiệt khóc không thành tiếng, y sớm đã nghe được Diệp Thạch Sinh xuất hiện ở tòa lầu ủy ban kỷ luật, rất muốn ra chào đón, nhưng thật sự là không đủ can đảm. Cũng không còn mặt mũi nào ra gặp Diệp Thạch Sinh, cả người như bị rút hết sinh lực, chỉ biết ngồi trên ghế, cả buổi không đứng dậy nổi. Y cũng rõ Diệp Thạch Sinh khẳng định sẽ chê cười, khẳng định sẽ có thái độ trừng trị đến cùng. Y cần gì phải ra ngoài cho thêm xấu mặt, chỉ nghe lời nói Diệp Thạch Sinh là có thể nghe ra được rõ ràng ông ta rất bảo vệ Hạ Tưởng. Sau khi y ra ngoài ngoại trừ hạ mình, ngoại trừ nhận lỗi, còn có thể làm gì? Hơn nữa y cũng biết y động vào Hạ Tưởng chẳng khác nào động đến vảy ngược, rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận của Diệp Thạch Sinh. Vốn tưởng rằng có thể bằng một cái tát là có thể đập chết Hạ Tưởng, không ngờ tới Hạ Tưởng như mạng con rán đánh hoài không chết chẳng những vô cùng ngoan cường, còn rất thông minh khiến cho người ta cảm thấy thật đáng sợ. Đáng sợ, quả thật rất là đáng sợ, hắn sao có thể nghĩ ra diệu kế móc nối vào nhau như thế? Sao có thể chuyện nào cũng tính chính xác như vậy? Mấu chốt là... Sao có thể điều động quân đội bảo mật nhất lợi hại nhất ra mặt, ngay cả trụ sở tỉnh ủy cũng dám xông vào, ngay cả văn phòng của phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh cũng dám làm cho tán loạn cả lên. Không nghĩ ra cũng không sao, quan trọng hơn chính là, Cổ Nhân Kiệt đã nhận thua, cũng đã phục, chỉ có một chút bất cẩn, thì toàn bộ bị thua tất. Hơn nữa trên cơ bản trận chiến này việc sinh tử được định chỉ bởi một hành động, sinh tử là hai mặt khác nhau, trong lòng y rất rõ. Chuyện của y nếu toàn bộ bị phơi bày ra hết, không chết mới lạ. Khiến y sờn tóc gáy lạnh cả sống lưng nhất chính là, làm thế nào mà Hạ Tưởng lại có con mắt cay độc đến vậy, cho Hoàng Lâm và Lưu Húc ra mặt. Ai mà chẳng biết bọn họ nổi danh trong ủy ban kỷ luật là kẻ rắn mặt, không hề nể mặt ai cả. Một khi Hoàng Lâm và Lưu Húc tiếp nhận vụ án của Chu Kỷ Nguyên, thì chỉ có một kết cục là không chết không tha. Hơn nữa hai người không sợ bất kỳ quyền lực gì của ai, chỉ coi việc không nhìn người. Đương nhiên, cũng khiến cho Cổ Nhân Kiệt khó hiểu chính là, sao Hạ Tưởng lại không thấy tiền sáng mắt, 90.000 tiền mặt và vàng miếng một tí cũng không động lòng, còn đem đi quyên tặng cho cơ quan từ thiện, nghĩ lại mà xót của. Hơn nữa đối mặt với Tùng Phong Nhi quyến rũ như hoa như ngọc, sao một cuộc điện thoại cũng không gọi đến. Không thích tiền tài và người đẹp, hắn còn có phải đàn ông hay không? Chờ đến khi y nghe được Diệp Thạch Sinh xuống lầu, thậm chí còn nghe được giọng nói vang dội của Hình Đoan Đài truyền đến, y mới thức tỉnh. Hình Đoan Đài đa mưu túc trí không phải là đi công tác, mà cố ý núp vào một chỗ, chỉ cần chờ sau khi y bị mất mặt, thì trở ra thu dọn tàn cục, thế mới thể hiện được thủ đoạn xoay chuyển tình thế vào thời điểm mấu chốt của y. Đều là cao nhân giỏi bày mưu tính kế. Cổ Nhân Kiệt ngay cả ý nghĩ đứng dậy cũng không thể có. Hoàng Lâm và Lưu Húc báo cáo công việc với Diệp Thạch Sinh. Cố ý tránh ra xa xa, mà y đều nghe được, đều biết rõ là ý tứ gì. Diệp Thạch Sinh không nói lời nào mà rời đi, sau đó lại cao giọng cho gọi Hình Đoan Đài đến báo cáo công việc, hiển nhiên là muốn thảo luận vấn đề của y. Y có vấn đề gì? Suy nghĩ cả một vòng lớn, Cổ Nhân Kiệt đột nhiên lại tỉnh ra, đúng, y có thể có vấn đề gì? Không phải là chuyện cất giấu thư tố cáo Chu Kỷ Nguyên sao? Tùy tiện tìm lấy cái cớ là có thể thoát tội.
Chuyện ém nhẹm thư tố cáo, người người trong ủy ban kỷ luật đều có làm qua, cũng không chỉ riêng mình y. Cho dù Hoàng Lâm và Lưu Húc tiến hành điều tra Chu Kỷ Nguyên, không tin bọn họ có thể tra ra manh mối gì. Mặc dù Chu Kỷ Nguyên gặp chuyện, nhưng giao dịch của y đều là tiến hành ở thủ đô. Hơn nữa hầu hết qua tay đều là tiền mặt, Chu Kỷ Nguyên làm việc luôn luôn cẩn thận, cho dù có thư tố cáo đi nữa, cũng không nắm được bằng chứng xác thực, có thế nào cũng không bắt được Chu Kỷ Nguyên. Đúng, phải lập tức báo cho Chu Kỷ Nguyên, mau chóng tiêu hủy chứng cứ, ngàn vạn lần không được để lại chỗ sơ hở gì. Về vấn đề mình ém nhẹm thư tố cáo, trước tiên nên ăn năn kiểm điểm với Hình Đoan Đài, thái độ nghiêm chỉnh một chút, hạ mình một tí, Hình Đoan Đài sao có thể bắt được mình. Về việc bắt Lầm Hạ Tưởng, cũng chỉ là làm việc theo pháp luật, nhận được khiếu nại thì đi điều tra, là trách nhiệm của ủy ban kỷ luật, không ai có thể nói là không đúng. Không kiểm chứng làm sao chứng minh được đồng chí Hạ Tưởng trong sạch và vô tội. Rốt cuộc là ai vu cáo hãm hại đồng chí Hạ Tưởng, thì nên phái người điều tra là được, sau cùng có đạt được kết quả điều tra không, có trời biết. Sau khi cổ nhân kiệt nghĩ thông suốt, từ từ khôi phục tinh thần, nhìn nắng chiều ngoài cửa sổ, không khỏi thở phào ra một cái, đúng là một ngày biến động bất ngờ. Vô cùng ly kỳ mạo hiểm, lại bốn bề sóng dậy thăng trầm, khiến người ta đầy xúc cảm. Cổ nhân kiệt đứng dậy thu dọn một số đồ dùng riêng tư cá nhân, sau đó cho gọi thư ký và nhân viên văn phòng. Để bọn họ thay y dọn dẹp sạch sẽ văn phòng, y đi bộ thay vì lái xe tan ca. Người của ủy ban kỷ luật nhìn bóng dáng của cổ nhân kiệt đi xa. Không khỏi bàn bạc sôi nổi, đều không rõ lắm vì sao cổ nhân kiệt ngay từ đầu thì không dám lộ mặt ra, nay lại là một dáng vẻ như không có việc gì. Tuy nhiên mọi người đều cảm thấy bóng dáng cổ nhân kiệt không còn cao vời vợi như trước đây, mà vừa cô đơn vừa tĩnh mịch. Hạ Tưởng vượt qua một ngày chấn động quỷ thần, sau đó cùng cổ Ngọc trở lại văn phòng, Phương Cách và Vương Lâm Kiệt mới biết được đã xảy ra chuyện gì, không những hoảng sợ, lại vừa kinh ngạc. Phương Cách tính cách cả kinh, hỏi đông hỏi tây nói không ngừng, còn bộ dáng lòng đầy căm phẫn. Vương Lâm Kiệt còn lão luyện một tí, thân thiết hỏi vài câu quan trọng, những cái khác thì không nhiều lời. Tin tức Hạ Tưởng trở về được lan truyền, toàn thể thành viên tổ lãnh đạo đều tới phòng tổng hợp một thăm hỏi Hạ Tưởng. Lòng người khác nhau, có người là thật tâm hy vọng Hạ Tưởng bình an vô sự, có người thì vui sướng khi người gặp họa, xem Hạ Tưởng có bị đả kích hay không, ai đã trọng dụng Hạ Tưởng đến vậy. Chương 479, người tốt cũng có thủ đoạn xấu. Nhưng mà thông minh như An Giật Hưng và Bành Mộng Phàm thì trong lòng hiểu được, đả kích Hạ Tưởng là đả kích cả tổ lãnh đạo, bởi vì Hạ Tưởng là linh hồn trong tổ lãnh đạo. Nếu như Hạ Tưởng xảy ra chuyện gì, cả tổ lãnh đạo sẽ mất đi nòng cốt. Tổ lãnh đạo không có Hạ Tưởng cũng tương đương như mất đi nhân vật dẫn quân, tương lai sẽ ảm đạm. Tổ lãnh đạo đã không có tương lai, thân là thành viên tổ lãnh đạo, cũng không có tiền đồ. Cho nên An Giật Hưng lòng tràn đầy vui mừng đối với sự trở về bình yên của Hạ Tưởng, thật lòng an ủi Hạ Tưởng vài câu. Bành Mộng Phàm lại vẻ mặt đầy kích động nắm chặt tay Hạ Tưởng, liên tục nói. Trở về thì tốt, trở về thì tốt, trưởng phòng Hạ là cán bộ tốt thanh liêm, tôi phải theo anh học hỏi. Người của phòng tổng hợp 2 cũng đến đông đủ, đối mặt với từng khuôn mặt tươi cười nhiệt tình tràn trề, Hạ Tưởng lần lượt bắt tay, chào hỏi, trong lòng cũng thấy ấm áp rào rạt. Vừa muốn mời mọi người ngồi xuống, thì nghe thấy ngoài cửa truyền đến một âm thanh trong trẻo. Mọi người đều có mặt, tốt, quá tốt rồi, vừa đúng lúc chủ tịch tỉnh Phạm đến thăm mọi người hoan nghênh một chút. Là âm thanh của thư ký của Phạm Duệ Hằng, Trương Chất Tân. Phạm Duệ Hằng mặt đầy tươi cười từ ngoài cửa tiến vào, vừa vào cửa, thì chủ động chào hỏi với mọi người. Chào các đồng chí. Mọi người vừa nhiệt tình chào hỏi chủ tịch tỉnh Phạm. Tất cả đều dồn dập vây lên phía trước, đưa tay thể hiện tâm trạng kích động, vừa không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng, chủ tịch tỉnh Phạm từ trước đến nay chưa từng đến tổ lãnh đạo thăm mọi người, hôm nay Hạ Tưởng vừa trở về thì may mắn thế nào mà đến thăm, chẳng phải là trùng hợp gì mà là cố ý đến. Càng khiến mọi người kinh ngạc đó là, ngày thường họ chẳng có cơ hội tiếp xúc Phạm Duệ Hằng ở cự ly gần, cũng nghe nói qua uy nghiêm của Phạm Duệ Hằng có thừa, thân thiện không đủ, không quá tiếp cận với cấp dưới bình thường. Nhưng mà hôm nay vừa thấy cũng là vô cùng bình dị dễ gần, không từ chối bất cứ ai đưa tay đến, lần lượt bắt tay. Bắt tay với mọi người xong, Phạm Duệ Hằng sau cùng mới bắt tay với Hạ Tưởng. Ông một tay nắm tay Hạ Tưởng, một tay đặt trên vai phải của Hạ Tưởng, thành khẩn tình ý sâu xa nói. Đồng chí Hạ Tưởng, vất vả rồi, chịu oan ức rồi,
tôi đại diện cho tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ thăm hỏi với cậu. Cậu là nhân vật chủ chốt trong tổ lãnh đạo, trọng trách trên vai rất nặng, không cần có tư tưởng gánh nặng, phải tiếp tục làm ra những thành tích và cống hiến mới trên cương vị công tác. Hạ Tưởng có thể chân thành cảm nhận được sự yêu mến của Phạm Duệ Hằng đối với hắn, cũng biết rõ hành động này của Phạm Duệ Hằng là vì xứng danh cho hắn, khích lệ hắn, lo lắng trong lòng hắn có gánh nặng, cũng ở trước mặt mọi người nâng hắn lên, không để người trong tổ lãnh đạo có cách nhìn không tốt gì về hắn, có thể nói là tính toán chu toàn. Hạ Tưởng vô cùng cảm kích đối với Phạm Duệ Hằng. Mục đích của Phạm Duệ Hằng đã đạt được, ông liền vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Phạm Duệ Hằng lên giọng bày tỏ thái độ với Hạ Tưởng tỏ vẻ tán thành, mọi người trong lòng đều biết, biết Hạ Tưởng tuy rằng đến ủy ban kỷ luật uống trà một lần, chẳng những không sao, còn làm ầm ĩ một phen, nghe nói ngay cả phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Cổ Nhân Kiệt cũng gặp họa, ngay cả bí thư Diệp cũng kinh động. Hơn nữa sau khi bí thư Diệp đi, chẳng những không có điều gì bất mãn với việc quân đội xông vào trụ sở tỉnh ủy, ngược lại, còn ẩn ý phê bình đối với công việc của ủy ban kỷ luật. Thái độ của bí thư Diệp vừa nhìn thì thấy ngay, quen biết gần xa, mọi người trong lòng đều biết rõ. Trước đây từng nghe nói Hạ Tưởng được không ít nhân vật lớn thưởng thức, mọi người còn cho rằng nghe nhầm đồn bậy. Thử nghĩ một cán bộ cấp cục nhỏ bé như Hạ Tưởng, trong trụ sở tỉnh ủy tùy tiện nắm cũng được một đống, hắn dựa vào đâu có được sự ưu ái của phần đông nhân vật lớn. Hôm nay vừa thấy quả nhiên, chỉ từ nghe thấy thái độ của bí thư Diệp và nhìn thấy chủ tịch tỉnh Phạm thân thiết thăm hỏi, Hạ Tưởng không chỉ được nhân vật lớn thưởng thức mà là coi trọng. Khi mọi người lại nhìn Hạ Tưởng, trong ánh mắt có thêm kính nể, còn có ngưỡng mộ và ghen tị. Tuy nhiên khi mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì lại nghe thấy âm thanh của một người từ xa truyền đến, vô cùng vang dội. Tiểu Hạ, bây giờ cậu không sao rồi chứ? Ai lại không có chuyện gây chuyện, cố ý giày vò người khác, có phải chê ngày tháng sống quá tự tại hay không? Tiếng nói vừa dứt, một người liền cấp bách đùng đùng xông vào. Mọi người đều chăm chú nhìn, không khỏi kinh ngạc, người đến không phải ai khác, chính là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Mai Thái Bình. Trong số 13 ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, có hai người ngày thường tùy ý nhất, không quá để ý thân phận, một là Mã Vạn Chính. Mã Vạn Chính bình thường không có chuyện quan trọng rất ít dẫn theo thư ký đi cùng, thông thường là một mình chắp tay đi bộ trong trụ sở tỉnh ủy, ai chào hỏi với ông đều tươi cười đáp lại, được gọi là lãnh đạo tỉnh dễ gần bình dị nhất tỉnh Yến. Người kia chính là Mai Thái Bình. Mai Thái Bình ra khỏi cửa thì càng ít khi để thư ký đi trước mở đường, để biểu hiện thân phận lãnh đạo tỉnh của ông. Từ trước đến nay ông đều một mình đi đến vội vàng. Khác với Mã Vạn Chính không dẫn theo thư ký có vẻ tùy ý bình thản chính là, ông không dẫn theo thư ký, là có ý đến một mình đi một mình. Hơn nữa ông không bao giờ chủ động chào hỏi người khác, gặp người khác chào hỏi, thông thường cũng không đáp lại. Cho dù khi tâm trạng vui vẻ, hơi gật đầu, cũng cho là đối xử hiếm thấy. Lúc này Mai Thái Bình không có một chút quan uy của trưởng ban tổ chức cán bộ, vẻ mặt lo lắng mà tiến vào, tới trước mặt Hạ Tưởng, quan sát Hạ Tưởng từ trên xuống dưới vài lần, lại cười. Tôi biết là cậu hữu kinh vô hiểm, nghe nói có người hãm hại cậu. Tôi biết là có những người luôn thích sinh sự từ việc không đâu, lần sau đừng rơi vào tay tôi, nếu không, không tin không kẹp được cổ chúng. Mọi người nghe xong, đều hít một hơi kinh ngạc. Đường đường trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nói chuyện giọng điệu uy hiếp, thật không để ý nghệ thuật lãnh đạo nói chuyện kín đáo. Tuy nhiên Mai Thái Bình từ trước đến nay quen biệt lập độc hành, dường như tất cả mọi người đều biết mặt mũi của ai ông cũng không nể, thường chống đối với phó bí thư Thôi Hướng. Chỉ nghe nói ông có cách nhìn khác về Hạ Tưởng, trước đây cảm thấy là tin đồn không thể tin, hôm nay nhìn thấy, thật đúng là không phải tin đồn vô căn cứ. Hạ Tưởng, cũng quá được người khác yêu thích, trước là chủ tịch tỉnh Phạm, bây giờ lại là trưởng ban Mai, đều là nhân vật đứng nhất nhì trong tỉnh ủy, đều vô cùng yêu quý Hạ Tưởng, mức độ khâm phục và ngưỡng mộ của mọi người đối với Hạ Tưởng lại tăng lên không gì có thể so sánh được. Tai nghe là hư mắt thấy là thật, chính mắt nhìn thấy mới biết cái gì gọi là thật sự được lãnh đạo coi trọng, mới biết trước đây những hoạt động trọng đại động một chút thì gọi là được lãnh đạo coi trọng chỉ là hiện tượng ngoài mặt. Người thật sự được lãnh đạo coi trọng là bất hiện sơn. Bất lộ thủy trông rất có vẻ bình thường thời điểm mấu chốt lộ chân tình. Nếu là Trần Phong, Hạ Tưởng sẽ cười hi ha, bởi vì lời nói của Trần Phong thật thật giả giả, vừa có mặt chân thật, cũng có phần diễn kịch. Nhưng Mai Thái Bình lại khác, trên căn bản ông ở trước mặt mình có gì nói đó,
ở trước mặt người khác là không thể hiểu hết như thế nào, nhưng ở trước mặt hắn, luôn luôn không giả tạo, Hạ Tưởng vẻ mặt đầy trịnh trọng nói. Cảm ơn trưởng ban Mai quan tâm và yêu quý, tôi không sao. Chẳng qua chỉ là một sự hiểu lầm, hơn nữa các đồng chí ở ủy ban kỷ luật cũng đã làm sáng tỏ sự việc. Mai Thái Bình cười ha ha. Không sao thì tốt, tôi biết là họ muốn bẫy cậu, còn thiếu chút trình độ. Tôi nghe nói văn phòng của Cổ Nhân Kiệt đã bị đập phá, còn gây ra sự kiện thư tố giác gì đó. Có một câu nói rất hay, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, mình tốt hay xấu tự mình biết rõ, có phải là đạo lý này không? Một câu cuối cùng, Mai Thái Bình là nhằm vào tất cả những người có mặt mà nói. Mọi người đều được sủng ái mà lo sợ, liên tục gật đầu nói phải. Mai Thái Bình chỉ nói mấy câu, nhấc tay lên xem đồng hồ. Không được, đến giờ rồi, đêm nay còn có tiệc xã giao, không cùng cậu ăn cơm được, lần sau có cơ hội nói tiếp. Sau đó ông ta vỗ vai Hạ Tưởng một cái, rất phóng khoáng vung tay lên. Đi đây. Nói đến là đến, nói đi là đi, quả nhiên là biệt lập độc hành Mai Thái Bình. Mai Thái Bình vừa đi, mọi người đều cảm giác như chút được gánh nặng, một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng lạ, vừa rồi khi chủ tịch tỉnh Phạm ở đây, cũng không cảm giác có bao nhiêu áp lực, trưởng ban Mai vừa đến, khiến tất cả mọi người cảm thấy một áp lực uy nghiêm vô hình. Tất cả mọi người đều có một suy nghĩ, quả nhiên là trưởng ban tổ chức cán bộ, quan uy rất nặng. An Giật Hưng đề nghị, buổi tối mọi người cùng liên hoan để an ủi Hạ Tưởng và Cổ Ngọc, được mọi người nhất trí hưởng ứng. Mọi người vây quanh Hạ Tưởng vừa đi đến trước cửa, thì nhìn thấy Tống Triều Độ đi lên lầu. Tống Triều Độ vừa nhìn thấy điệu bộ của mọi người, liền rõ là chuyện gì, trước chào hỏi mọi người, lại cười nói. E rằng tôi phải mượn Hạ Tưởng và Cổ Ngọc của mọi người dùng một chút. Quay đầu nhìn Hạ Tưởng, lại nói. Tiểu Phàm gần đây luôn phiền tôi, nói cậu lâu rồi không đến thăm nó, khiến tôi cho dù thế nào cũng phải dẫn cậu đến nhà xem nó, nếu không sẽ không cho tôi yên. Tôi là phó chủ tịch tỉnh, quản không ít người, nhưng lại không quản được con gái mình. Ha ha! Mọi người cùng phụ họa cười lên. Cười thì cười, trong lòng mọi người hiểu được khác biệt giữa sự hiền hòa của phó chủ tịch tỉnh Tống và sự lên giọng bảo vệ của chủ tịch tỉnh Phạm. Sự yêu quý của trưởng ban Mai ăn nói mau lẹ chính là, trong lời nói của ông biểu lộ rõ quan hệ cá nhân lui tới chặt chẽ với Hạ Tưởng. Lúc này khi lại nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt của mọi người gần như toàn là bất đắc dĩ và hâm mộ. Nhìn xem người ta, chẳng qua là ở ủy ban kỷ luật chịu một ít uất ức, có chịu uất ức hay không còn chưa biết, ngược lại bị dày vò một hơi, ai thiệt thòi chưa xác định, nhưng lại được một chủ tịch tỉnh, một trưởng ban tổ chức và một phó chủ tịch tỉnh xem trọng, đáng giá, thật đáng giá. Khi Hạ Tưởng và Cổ Ngọc cùng Tống Triều Độ đến Tống gia, Tống Nhất Phàm vẫn chưa tan học trở về. Mấy người nói về chuyện xảy ra hôm nay. Đúng là một ngày vui. Cổ Ngọc nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, ý hưng phấn chưa đi, ý do dự chưa hết nói. Hạ Tưởng quá lợi hại. Trước kia tôi cũng không phục lắm, chuyện hôm nay khiến tôi phục sát đất. Tôi nghĩ, Hạ Tưởng mới bao lớn, mắt chấp một cái là có một âm mưu quỷ kế, nghĩ thấy cũng sợ. Nếu như anh ấy hại tôi đoán bị anh ấy hại chết rồi cũng không biết. Nói không chừng còn phải cảm ơn anh ấy. Hạ Tưởng mỉm cười. Em đang khen anh hay đang tổn hại anh? Đó không phải gọi là âm mưu quỷ kế, gọi là túc trí đa mưu được không? Anh chẳng phải loại người hại người, chẳng qua là bị ép buộc ứng chiến thôi. Hơn nữa, hôm nay còn có công lao của em trong đó. Tôi cũng kỳ lạ hôm nay tại sao đột nhiên xuất hiện quân đội. Tống Triều Độ biết sắp xếp từ trước của Hạ Tưởng, bởi vì trước khi đi thành phố Bảo, Hạ Tưởng đã nói rõ chuyện này với ông. Tuy nhiên sự sắp xếp mà lúc ấy Hạ Tưởng nói chỉ là muốn thừa cơ hội điều tra Chu Kỷ Nguyên, thông qua điều tra ra vấn đề của Chu Kỷ Nguyên, liền đem liên quan đến Cổ Nhân Kiệt. Bởi vì Hạ Tưởng tuy rằng đã điều tra tới Cổ Nhân Kiệt tự ý giấu thư tố giác của Chu Kỷ Nguyên, nhưng lại không có cách chứng minh. Chỉ là đột nhiên tình thế thay đổi lớn. Không ngờ xuất hiện chuyện quốc bảo và quân đội, làm cho Cổ Nhân Kiệt chẳng những mất cả trì lẫn trài, còn lộ ra vấn đề giấu thư tố giác. Tống Triều Độ cũng có thể đoán được có sự can thiệp của Cổ Ngọc mới có cục diện ngày hôm nay, bởi vì ông biết rõ Hạ Tưởng không có năng lực điều động quân đội, càng không thể điều động quân đội bảo mật. Sự kiện quân đội và quốc bảo, quả thật là bởi vì hôm nay Cổ Ngọc gây thêm rắc rối, nhất định phải bênh vực Hạ Tưởng, đột nhiên đề xuất vấn đề tặng quà Ngọc Thạch. Mới khiến Hạ Tưởng cho rằng có thể thừa cơ hội, tương kế tựu kế diễn một tuồng lừa dối.
Cho dù Hạ Tường cũng cảm thấy kế này có chút mạo hiểm nhưng sau khi châm trước cẩn thận, cảm thấy vẫn đáng thử một lần. Cũng may, cuối cùng thành công tìm ra được một chút sơ hở. Thật ra cho dù hôm nay không lộ ra vấn đề Thư Tố Giác, Hạ Tường cũng có sắp xếp từ trước, bước tiếp theo sẽ khiến Chu Kỷ Nguyên bất ngờ bại lộ, khiến hành vi tham ô hối lộ của Chu Kỷ Nguyên phơi bày trước thiên hạ, và tiếp tục đào sâu vấn đề của Chu Kỷ Nguyên, không tin tìm không ra vấn đề của Cổ Nhân Kiệt. Nguyên tắc của Hạ Tưởng là, nếu như Thôi Hướng công khai đối kháng với hắn cũng không có gì, thậm chí là công khai luận chiến của Trình Hy Học, cũng cho là dương mưu. Nếu như mọi người có chuyện mà đưa ra giải quyết rõ ràng công khai, mọi chuyện dễ nói. Nhưng nếu như kẻ đứng sau lưng, dùng những thủ đoạn hạ lưu, Hạ Tưởng tự nhận là người tốt, cũng có ba phần thủ đoạn xấu, huống chi đối phương vốn thân bất chính, còn tưởng rằng thiên hạ đều là người háo sắc tham tài. Hạ Tưởng không kìm được nổi giận. Nhất định phải cho đối phương thấy một chút lợi hại. Nếu không còn tưởng rằng hắn mềm yếu dễ bắt nạt, hắn không chủ động hại người là không giả, nhưng người khác hại hắn, chẳng những muốn chứng minh trong sạch, còn phải hoàn trả lại mới là thủ đoạn của Hạ Tưởng hắn. Nghe Tống Triều Độ hỏi về chuyện xảy ra đột xuất hôm nay, Hạ Tưởng liền đơn giản kể lại chuyện Cổ Ngọc xuất phát từ ý vốn muốn bảo vệ hắn, bất ngờ can thiệp vào, còn khen Cổ Ngọc vài câu. Cổ Ngọc cũng là một cô gái thông minh. Chẳng những giả vờ rất giống, còn giúp đỡ tôi. Hạ Tưởng đang nói chuyện, bên ngoài truyền tới một giọng nói không phục. Ai là cô gái thông minh? Không lẽ thông minh hơn em? Đã nói con gái xinh đẹp không thông minh, con gái thông minh không xinh đẹp, con gái vừa thông minh vừa xinh đẹp như em rất hiếm. Hạ ca ca, chẳng lẽ Cổ Ngọc còn tốt hơn em? Tống Nhất Phàm không biết khi nào lặng yên không một tiếng động mà vào cửa, lời còn chưa dứt, người đã xuất hiện ở phòng sách. Cổ Ngọc nghe thấy tiếng của Tống Nhất Phàm, uyển chuyển trong trẻo thì đoán được có lẽ là một cô gái nghịch ngợm thông minh. Cô quay đầu nhìn, thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng trước cửa, mặt trái xoan, mắt phượng. Hai mắt đen như mực, hàng lông mày đen, tuy rằng mặc bộ đồng phục học sinh không hiện vóc dáng, nhưng khí chất ngây thơ hồn nhiên đập vào mặt, toàn thân tỏa ra vẻ thanh xuân và tươi đẹp kinh người. Cổ Ngọc lập tức đứng lên, đôi mắt cười thành đường cong trăng lưỡi liềm. Cô em đẹp quá. Mau đến đây cho chị xem. Tống Nhất Phàm vừa thấy Cổ Ngọc, cũng nheo mắt lại. Chị cũng rất đẹp, nhất là mắt của chị, có chút giống người nước ngoài, ừ, rất có hương vị, quá xinh đẹp, em thích. Quả nhiên là phụ nữ, vừa gặp mặt, chính là đề tài giữa phụ nữ, Hạ Tưởng liền cười. Tiểu Phàm, để anh giới thiệu Cổ Ngọc với em. Tống Nhất Phàm quả thật rất lâu không gặp Hạ Tưởng, chỉ nói hai câu với Cổ Ngọc. Liền quan sát Hạ Tưởng từ trên xuống dưới vài lần, cười nói. Hạ ca ca cái gì cũng tốt, chỉ là cứ đến mùa hè là phơi nắng đen thôi, anh nói anh vừa phơi nắng là đen, có phải có liên quan đến họ Hạ không? Hạ Tưởng lắc đầu. Đàn ông đều là phơi nắng sẽ đen, không như những phụ nữ có làn da đẹp, tuy rằng trắng, nhưng mùa hè phơi thế nào cũng không đen. Không đúng, lớp em có một cậu nam sinh mùa hè vẫn trắng trẻo, không đen chút nào. Tống Nhất Phàm nghiêng đầu cười Hạ Tưởng. Bản thân anh đen thì trách ánh mặt trời, thật không biết xấu hổ. Có gì đáng xấu hổ, đàn ông đen chút mới cho người ta cảm giác tin cậy. Cổ Ngọc không phải bảo vệ Hạ Tưởng, mà là có cảm xúc mà phát. Thời trung học tôi cũng cảm thấy nam sinh trắng một chút đẹp một chút mới tốt, sau này lớn lên mới phát hiện, đối với đàn ông mà nói, chỉ cần không phải quái dị là được, bề ngoài chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là nhân phẩm. Đàn ông không có nhân phẩm, đẹp trai đến mấy giàu có đến mấy cũng vô dụng. Đối với phụ nữ mà nói, đàn ông không phải dùng để ngắm mà là dùng làm chỗ dựa, cho nên nhất định phải đáng tin. Phụ nữ là dùng để yêu, cho nên nhất định phải đáng yêu, đúng không? Tống Nhất Phàm lại có thể suy một ra ba, lập tức nói. Nhưng mà chỉ cổ nói cũng không đúng, dưới trường hợp không có chọn lựa, chỉ cần lui mà cầu thứ yếu không để ý tướng mạo của đàn ông. Từ góc độ di truyền học suy xét, đẹp trai và mỹ nữ mới có thể sinh ra đời sau xinh đẹp. Phụ nữ xinh đẹp tốt nhất cũng tìm một chàng điển trai đám cưới, tốt nhất là vừa đẹp trai vừa có tiền, nhân phẩm lại tốt. Thiên hạ ở đâu có người đàn ông cực phẩm như vậy? Cổ Ngọc Lơ đãng nhìn Hạ Tưởng liếc mắt một cái, che miệng mỉm cười. Đàn ông nửa cực phẩm giống Hạ Tưởng, cũng sớm bị cô bé Lê cướp đi rồi, huống chi đàn ông cực phẩm hơn anh ấy. Càng là nghĩ cũng không cần nghĩ. Hạ Tưởng bất đắc dĩ, can thiệp nói. Chúng ta không nói đề tài phụ nữ có được không?
Không được. Tống Nhất Phàm và Cổ Ngọc đồng thanh nói. Hạ Tưởng và Tống Triều Độ liếc nhau, hai người đều là vẻ mặt bất đắc dĩ mà mỉm cười. Vậy được, nếu như các người muốn nói, tôi sẽ làm một phát ngôn tổng kết. Hạ Tưởng đứng lên, chắp tay sau lưng, một bộ dạng triết học gia. Từ góc độ di truyền học mà nói, sự kết hợp tuấn nam mỹ nữ dễ dàng sinh ra đời sau xinh đẹp, kỳ thật bằng không. Bây giờ đa số bố mẹ của tuấn nam và mỹ nữ đều không xinh đẹp. Hơn nữa từ hiện thật xã hội mà nói, cơ hội mỹ nữ gả cho tuấn nam cũng vô cùng ít. Tại sao? Bởi vì mỹ nữ cũng là một tài nguyên xã hội hiếm có, nếu như hiếm có, chắc chắn sẽ rơi vào tay số ít người. Số ít người đương nhiên là chỉ tầng lớp tinh anh trong xã hội, chính là người có tiền. Tại sao không phải là quan chức? Tống Nhất Phàm tò mò hỏi. Tống Triệu Độ hôm nay tâm trạng rất tốt, hiếm thấy cũng tham gia thảo luận, một câu nói đã vạch trần thiên cơ. Rất nhiều người trẻ tuổi đã có thể trở thành tỷ phú, nhưng không có người trẻ tuổi đã có thể trở thành quan chức. Yêu đương và đám cưới lại là chuyện của người trẻ tuổi, cho nên nói, mỹ nữ đa số gả cho người có tiền. Cổ Ngọc có chút suy nghĩ gật gật đầu. Hiểu rồi, người có tiền đa số không đẹp trai. Giống như con gái đáng yêu không xinh đẹp, còn con gái xinh đẹp không đáng yêu, đàn ông có tiền không đẹp trai, đàn ông đẹp trai luôn luôn không có tiền. Cũng không tuyệt đối. Hạ Tưởng mỉm cười, hắn nhớ tới có một danh nhân từng nói, hiện tại mỹ nữ càng ngày càng ít. Bởi vì mỹ nữ đều gả cho nhà giàu mới nổi, kết quả là lãng phí gen tốt, sinh ra đời sau không đẹp, ngụ ý đương nhiên là nói đa số bọn nhà giàu mới nổi và đám chủ mỏ là xấu, thật ra danh nhân nói câu này cũng có chút xấu xí. Chỉ có thể nói nếu như có tiền đồng thời đẹp trai, tỷ lệ cả hai kết hợp lại rất ít mà thôi. Chương 480, mỗi người có chuẩn bị ở sau. Lại không đúng, mỹ nữ hoàn toàn có thể tìm gả cho một người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền. Mặc cho anh ấy có tiền hay không, cứ cùng anh ấy phấn đấu, đợi sau này lời được nhiều tiền, chẳng phải là hoàn toàn vừa lòng đẹp ý. Tống Nhất Phàm quả nhiên đơn thuần một chút, góc độ khi xem xét vấn đề chỉ so sánh một phía. Cổ Ngọc vẫn là trải qua nhiều, đối với sự việc nhìn sâu hơn, cười. Vấn đề là, khi trước mặt là tuấn nam và tiền tài, đa số người chọn vế sau. Hơn nữa mỹ nữ thường hay không có kiên nhẫn, cũng không muốn đánh cuộc ngày mai. Hưởng thụ có sẵn chẳng phải là càng tốt. Ai muốn đi phấn đấu đi tranh thủ, nói đi nói lại, vẫn là trở về ban đầu, đàn ông là dùng làm chỗ dựa, đẹp trai cũng vô dụng, hoặc là có tiền có thể dựa vào, hoặc là có nhân phẩm có thể dựa vào, mặc kệ là thế nào, nhất định có thể tin cậy mới được. Ừ, Tống Nhất Phàm dường như đã bị thuyết phục, bèn kéo tay Cổ Ngọc nói. Cổ tỷ tỷ thật lợi hại, hiểu biết thật nhiều, có phải chị đã từng yêu nhiều lần không? Một câu khiến Cổ Ngọc đỏ mặt. Bốn người cùng nhau ăn cơm tối ở bên ngoài, bởi vì có Tống Nhất Phàm ở đây, Tống Triều Độ không có hỏi sự sắp xếp tiếp theo của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không có nhiều lời, nhưng mà hắn và Tống Triều Độ trong lòng đều biết, sau khi trải qua yên lặng tạm thời, tỉnh Yến sẽ lại nghênh đón một sóng cao trào mới. Liên tiếp ba ngày, trong Ủy ban Kỷ luật tỉnh hoàn toàn im lặng. Vừa không có truyền ra nội bộ Ủy ban Kỷ luật có xử phạt gì đối với Cổ Nhân Kiệt. Cũng không nghe được Cổ Nhân Kiệt kiểm điểm trước Ủy ban Kỷ luật, dường như không có xảy ra sự kiện ném một đống thư tố giác, chẳng những Diệp Thạch Sinh không có nhắc lại, Hình Đoan Đài dường như cũng là tính lựa chọn im lặng. Ai cũng không rõ lần trước bí thư Diệp khiến Hình Đoan Đài đến văn phòng bí mật đàm luận, rốt cuộc nói những chuyện gì. Cổ Nhân Kiệt cả ngày như không có chuyện gì đi làm tan tầm, không có gì khác với ngày thường. Trong Ủy ban Kỷ luật nghị luận liên quan đến chuyện lần trước đập phá văn phòng phó chủ nhiệm Cổ cũng dần dần êm dịu, không ai nhắc lại. Chỉ là mọi người đều phát hiện, Hoàng Lâm và Lưu Húc dường như đột nhiên biến mất, không biết đi đâu. Tất cả mọi người đều rõ sự việc khẳng định còn lâu không kết thúc, đều đang âm thầm phân cao thấp, đều âm thầm suy đoán. Cuối cùng sẽ là một kết cục như thế nào? Hạ Tưởng cũng dường như quên sự không vui bị Ủy ban Kỷ luật điều tra. Càng đem chuyện người khác chủ tính hãm hại hắn bỏ ra sau, cả ngày bận tối mày tối mặt, chẳng qua Hạ Tưởng muốn bận gì đó, người ngoài đều không biết, bởi vì Phó Chủ tịch tỉnh Tống đặc biệt phê duyệt, vì thuận tiện cho công việc của Hạ Tưởng, chuyên môn sắp xếp một văn phòng độc lập.